chương 3071 Mai Tố ra biết dù ẩn giấu sâu mấy, cũng không chạy khỏi đôi mắt Lý Thất Dạ được, Lưu Kim Thắng có thể theo bên cạnh hắn đó là đã được mặc nhận. Dầm, vang tiếng nổ điếc tai, ngọn núi di chuyển thật lâu chợt ngừng lại, tất cả ngọn núi nừng, mây mù xung quanh cũng dừng. Đằng trước có tấm bia siêu khổng lồ, bia quá to lớn, nói nó là núi đá cao vút cũng không đủ. Trên bia to vết hai chữ lớn, vườn trà. Dưới hai chữ lớn viết chi chít chữ, những chữ rậm rạp xếp hàng, một bài tràng giang đại hải. Trên bia to khắc chữ rất đẹp, nhẹ nhàng như tiên, nhìn từ xa như có các tiên nhân nhỏ bay múa, cực kỳ đẹp mắt, vô cùng xinh đẹp, hàng chữ như không dính nhân gian khói lửa. Lúc này lão sư trong học viện lại xuất hiện, cười nói với tất cả học sinh, các bạn học, đã đến vườn trà, các vị hãy vào đi. Nói xong lão sư biến mất. Các học sinh hò họ reo, đến vườn trà rồi, vào thôi. Các học sinh rồng bay cọp vồ lao vào vườn trà, không muốn mình châm hơn người khác, dành nhau đi trước vì có lẽ sẽ được thứ tốt gặp cơ duyên tốt mọi người lần lượt vào vườn trà không nhiều người nhìn tấm bia to ở lối vào tất cả hướng về cơ duyên trong vườn trà ai thèm nhìn đống chữ trên tấm bia to dù có mấy người dừng bước nhìn xem tấm bia ghi chép một số điều liên quan khởi nguồn của thiên thần thư viện thì hết hứng thú vì lão sư vẫn thường kể về điều này khi đám người đi vào dạ hân tuyết đứng trước tấm bia to thói quen đọc nó vì nàng thích nhất là ghi chép lịch sử so với dạ hân tuyết thì đám người kim hoàn thiết tí không hứng thú với kiểu ghi chép này. Thì ra lúc thiên thần thư viện xây dựng nơi này có một vực sâu. Dạ hân tuyết xem ghi chép trên tấm bia, cực kỳ hưng phấn đọc say xưa, trong sách không ghi chuyện này. Hãy nghiền ngẫm đi, miễn nàng đọc thấu nó sẽ đem lại lợi lớn cho nàng. Lý thất dạ nhẹ vuốt mái tóc của dạ hân tuyết, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù sao phi tiên đế sẽ không dành đến mức viết một đống chữ tại đây. Lòng dạ hân tuyết rung động ra từ tay tiên đế thì chắc chắn là một thiên đế chương, đây là phi tiên đế viết. Đúng rồi. Lý thất dạ cười nói, tấm bia to này toàn ghi lại khởi nguồn của thiên thần học viện, hãy đọc nó thật kỹ. Lý thất dạ không cưỡng ép những người không hứng thú với lịch sử cho nhóm đào đình, dẫn họ vào vườn trà, còn người khác thì đi vào xem. Một mình dạ hân tuyết đứng trước bia to nghiêm xem, đọc say xưa từng câu từng chữ, nghiền ngẫm tỉ mỉ. Mây mù bao phủ vườn trà, nơi này có các ngọn núi hiển hiện. Có núi cao vút đâm mây, ngang ngửa trời trăng. Có núi dày đặc vì sao, liên miên chập trùng như biển núi. Có núi được sông lớn quay quanh, trong mây mù như tần long thấy đầu không thấy đuôi. Nói chỗ này là vườn trà chẳng bằng bảo là một thế giới thì thích hợp hơn. Vì nguyên vườn trà quá rộng lớn, to đến không giới hạn. Cho nên rất nhiều học sinh tiến vào vườn trà liền hưng phấn lên. Có học sinh không nhịn được hét dài, cơ duyên tuyệt thế, ta đến đây. Ta nhất định sẽ nhận được bảo vật. Học sinh nói xong nhảy vọt lên lao vào dãy núi, trong phút chốc nhiều học sinh không kiềm được xông vào dãy núi tìm kiếm bọn họ muốn được đến một số kỳ chân dị bảo kiếm cơ duyên trong vườn trà vườn trà lớn thật vào vườn trà rồi kim hoàn thiết tý cảm thán rằng ta còn tưởng rằng vườn trà là cái vườn nho nhỏ không ngờ nó rộng lớn như thiên địa giống như một thế giới vườn trà vốn là một tiểu thế giới lưu kim thắng bình tĩnh nói nó rộng lớn không thua gì thiên thần thư viện vườn trà chỉ là một danh hiệu của nó thật sự là một tiểu thế giới Kim Hoàn Thiết Tý kinh ngạc hỏi, thiên thần thư viện chiếm diện tích đã rất rộng, đặt ở Kiêu Hoành Châu không có vài môn phái sánh bằng. Nếu thiên thần thư viện có một tiểu thế giới như vậy thì chẳng phải là thiên thần, thư viện sở hữu thiên địa lớn nhất Kiêu Hoành Châu sao? Ngươi làm sao tưởng tượng được thiên thần thư viện mênh mông thế nào? Lưu Kim Thắng nói, thiên thần thư viện bao la vô biên có thể chứa cửu thiên thập địa, cỡ chúng ta không thể nghiền ngẫm về nó. Nghe đồn tiểu thế giới đế thống tiên môn không thuộc về thiên thần thư viện, chẳng qua phi tiên đế chuyển giao cho lưu kim thắng nói xong hàng loạt lý thất dạ cười nói hiếm khi người nói một câu giữ gìn thiên thần thư viện bị lý thất dạ trêu chọc lưu kim thắng cười khan vẻ mặt lúng túng cười nói lớn tuổi bản lĩnh khác không tăng tiến bao nhiêu nhưng tầm mắt rông hơn suy nghĩ cũng khác đi đây xem như không sống uổng năm tháng lý thất dạ không nói gì thêm cười cười ha mọi người nói xem hội phẩm trà là ngày lành thu hoạch nếu may mắn sẽ kiếm được chút thiên hoa vật búa tại đây có người nói thứ tiên đế tiên vương áp đáy hỏm cũng chôn trong vườn trà này kim hoàn thiết tý nói tới đây thì chảy nước miếng như thể trước mắt đã xếp đầy núi vàng núi bạc lời kẻ tục nói lý thất dạ bật cười tùy ý nói hội phẩm trà đương nhiên là nơi uống trà kim hoàn thiết tý nghi ngờ hỏi chẳng lẽ lão sư cũng tới uống trà lý thất dạ liếc kim hoàn thiết tý trà nơi này không phải ai cũng uống được uống trà cũng cần xem bản lĩnh bị lý thất dạ nói làm kim hoàn thiết tý nghẹn lời trong khi kim hoàn thiết tý câm nín thì đám người đã vượt qua các ngọn núi đằng trước có một con sông chảy quanh mặt sông toát ra khói đặc khí lạnh ập vào mặt nhưng dù có trà ngon thì ngươi cũng không uống được kim hoàn thiết tý gãi đầu nói à lão sư đã nói vậy thì chút bản lĩnh của ta e rằng không uống được trà nơi đây lý thất dạ mỉm cười nói không ý ta nói dẫn ngươi tới đây không phải cho ngươi uống trà ngon mà là khiến ngươi đến chịu khổ kim hoàn thiết tý vỗ ngực bột bột thân thể ta có thể chịu đựng có chịu khổ một chút cũng chẳng sao lão sư có chuyện gì cứ việc sai bảo. Lý thất dạ cười tươi, vậy sao? Lý thất dạ vươn tay chụp hướng kim hoàn thiết tí. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kim hoàn thiết tí không chút cơ hội chống cự chớp mắt bị lý thất dạ tóm. Cả người gã bị nhấc bổng lên, bị hắn ném ra ngoài. Bùm. Bọt nước tung tóe, kim hoàn thiết tí bị ném vào con sông trước mặt. Ui. Kim hoàn thiết tí bị ném vào trong sông, thoáng chốc lạnh lẽo thấu xương cả người gã kết lớp băng, kim hoàn thiết tý sợ hãi hết hồn hết vía. kim hoàn thiết tý mới phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích, cơ thể bị băng giá đông lại, hàn băng càng lúc càng mạnh, gã sắp bị đóng băng thành tượng. lão sư, chuyện, chuyện này, là sao? lý thất dạ nhìn kim hoàn thiết tý trôi theo dòng nước, cười nói, không có gì, ra thịt người thô giáp, hãy rèn luyện lại đi. nhưng, nhưng ta không nhúc nhích được, lão sư. cổ kim hoàn thiết tý bị đóng băng gã sợ hết hồn la lên, cá tiếp tục thế này có lẽ ta sẽ chết. Vậy phải xem ngươi có vượt qua được không, nếu không chịu đựng ổi chắc chắn sẽ chết. Lý thất dạ mỉm cười nói, phải rồi, quên cho ngươi biết. Lúc trước lão tổ tông nhà ngươi suýt đông chết tại đây, không biết ngươi có chịu đựng được tốt hơn lão tổ tông của mình không? Kim hoàn thiết tí sợ đứng tim, lão. Lão sư. Rắc. Kim hoàn thiết tí chưa nói hết lời thì bị đóng băng nguyên người, thành khối băng lớn trôi nổi theo nước sông kim hoàn thiết tý ở trong khối băng không mở miệng nói chuyện được trợn to mắt há to mồm biểu tình kêu cứu đào đình nhìn kim hoàn thiết tý bị đóng băng trôi theo nước sông nàng tốt bụng thầm lo cho gã có khi nào hắn bị đông chết không khó nói lưu kim thắng vui sướng khi người gặp họa ung dung nói hàn giang vườn trà là con sông lớn không có cuối càng xuống hạ du thì khí lạnh càng lạnh không ai biết dòng nước hàn giang chảy đi đâu có người nói là chảy vào lòng đất sơ sẩy một cái sẽ bị đông chết, dù không đông chết cũng chìm vào địa phủ, vĩnh viễn không về được. Đào đình sợ hãi kêu lên, thật không? Đừng nghe hắn nói nhảm. Lý thất dạ cười lắc đầu nói, Hàn Giang đúng là nơi nguy hiểm nhưng tử đệ vương gia không chết dễ vậy, gia cốt của hắn cần được rèn luyện lại ở nơi như Hàn Giang, vượt qua được sẽ được ích lợi lớn. Đào đình hỏi, nếu không chịu đựng nổi thì sao? Lý thất dạ mỉm cười nói, nếu không chịu đựng nổi thì cũng không có gì, nằm nửa năm, một năm trên giường thôi, Đào Đình ngây người, nhưng bình tĩnh lại nàng biết Lý Thất Dạ đang thành toàn cho Kim Hoàn Thiết Tý. Lý Thất Dạ mang theo đám người Đào Đình đi trong vườn trà, các học sinh đã xông lên những ngọn núi. Nhưng nơi này là địa bàn của Thiên Thần Thư Viện, đám học sinh không dám quá cản rỡ. Nếu đổi lại nơi khác thì bọn họ đã đào ba thước đất lên, dù sao cơ hội như vậy cực kỳ hiếm có. Trong vườn trà dãy núi toàn là mây mù che phủ, cổ thụ mọc trên núi non chập tùng, có che to, nhiều ngon núi có cây trà cổ mọc, đa số núi vườn trà đều mọc cây trà, nhưng một số học sinh không quan tâm. Đương nhiên có học sinh biết hàng, học sinh thánh viện thấy cây trà màu tím lá ít, thì hái lá non xuống thu vào trong túi. Trường học trưởng tại sao hái hái loại lá trà này làm gì? Có bạn học không hiểu, mở miệng hỏi, mọi người đang bận rộn tìm báu vật, nhóm tạ học để leo lên một ngọn núi cao đào ra tinh ruẩn trong rừng trúc, học trưởng muốn đi chung không? Học trưởng hái đầy giỏ tre, cười nói, không được, ta chỉ đến hái lá trà, học sinh không biết huyền diệu bên trong hỏi học trưởng lá trà này có điểm gì thần kỳ sao học sinh chỉ cười không nói bước nhanh rời đi tiếp tục tìm cây trà khác việc này truyền vào tay tư tông thần tử đang tìm báu vật nghe học đệ hỏi gã thuận miệng trả lời huyền mi trà có thể tĩnh tâm dưỡng đạo học đệ hỏi tới trong vườn trà có nhiều loại cây trà này chúng ta có nên đi hay không tư tông thần tử rộng rãi nói huyền mi trà không phải tiên phẩm gì tư thần tông của ta trồng mấy ngàn mẫu hôm nào tặng mọi người một lạng uống thử học sinh hưng phấn nhiệt tình định tư tông thần tử học trưởng tốt với chúng ta quá lần này chúng ta đi theo học trưởng đến có thể nói là thu hoạch phong phú trong khe sâu vừa rồi đã thu hoạch tràn đầy nhất lâu diêu thần hoa nhiều học sinh muốn đi theo tư tông thần tử vì đi cùng gã sẽ được ăn no gã rất rộng rãi thường chia chút đồ tốt cho mọi người không chỉ tư tông thần tử làm vậy học sinh bách đường thích đi chung với lục kiếm thiểu hoàng lần này lục kiếm thiểu hoàng dẫn đám học sinh bách đường chiếm một ngọn núi từ vách núi đào được thạch côn phong mật đầy một bình thu hoạch phong phú học sinh xông vào vườn trà đều tìm báu vật đào dược mọi người cực kỳ hưng phấn nơi này không tầm thường khi đám người lý thất dạ đang đi mai tố giao luôn giữ im lặng bỗng lên tiếng đây là đất đại đạo có thể chủ vạn pháp có thể vào đạo tâm thông ảo diệu mai tố giao là thiên tài tuyệt thế có thiên phú không gì sánh ngang được nên khi đám người vội vàng đào báu vật thì mai tố giao Cảm nhận ý càng mảnh thiên địa này, đây là vườn trà." Lý Thất Dạ cười nói, chỉ kẻ tục mới vội vàng tranh giành báu vật tại đây, đã đến vườn trà thì nên nhấm nháp trà." Đào Đình nghe Lý Thất Dạ nói, tò mò hỏi, "Chúng ta thật sự tới nơi này phẩm trà?" Đào Đình không dành về vườn trà, lần đầu tiên nàng tham gia hội phẩm trà. Lưu Kim Thắng cười nói, "Là ngộ đạo." Lưu Kim Thắng tốt bụng nhắc nhở, "Phẩm trà ngộ đạo, chỉ lấy hai chữ đầu, đây là nơi tốt để ngộ đạo." Thật ra học viện mở ra vườn trà vì hy vọng học sinh ngộ đạo tại đây. Như Mai tiên tử nói, đây là một vùng đất đại đạo, cực kỳ ảo diệu, chỗ tốt để tham ngộ đại đạo. Mỗi giới chỉ có cơ hội một lần, cực kỳ hiếm có, nên nắm chắc cơ hội như vậy. Tới nơi này tìm báu vật, đào linh dược chỉ rơi vào hạ thừa. Lưu Kim Thắng nắm rõ như lòng bàn tay khiến Đào Đình tò mò hỏi, trước kia Lưu lão từng đến vườn trà? Lưu Kim Thắng không trả lời, cười cười, biểu tình rất phức tạp. Đám người lý thất dạ đến chân một ngọn núi, núi vô cùng bằng bạc, cao vút đâm mây. Mây mù bao phủ ngọn núi, khi đứng trước núi cho người cảm giác như một tòa thần nhạc chặn đường, không thể vượt qua. Trên đỉnh núi mọc gốc cây lớn, lá cây uốn quanh, lá màu bạc, nhìn tư xa như cây sắt hoa bạc, cực kỳ xinh đẹp và đồ sộ. Dưới núi có đoàn học sinh, có người xuất thân từ đế phủ, thánh viện cũng có học sinh bách đường đến góc vui. Nghe nói này là ngân hoa thiết thụ, dễ cây mọc ngân khuẩn, thứ này là chân phẩm, vừa làm thuốc được, có thể nâng cao đạo hạnh có học sinh đế phủ bay lên cao. Mở thiên nhãn nhìn thẳng gốc ngân hoa thiết thụ, xem dễ cây mọc đầy ngân khuẩn thì chảy nước miếng nói. Đúng rồi, chắc đã lâu chưa ai lên nên ngân hoa thiết thụ này mọc đầy ngân khuẩn. Nếu lên được thì tốt quá, có thể luyện một bình đan dược tốt tăng công lực 10 năm cho ta. Có học sinh nhìn ngân khuẩn mọc đầy trên dễ già của ngân hoa thiết thụ, thèm thuồng nói, tiếc rằng lục kiếm thiểu hoàng và tư tông thần tử không đến. Nếu bọn họ ra tay có lẽ có cơ hội lên đỉnh núi, sẽ thử hái ngân khuẩn, một học sinh thánh viện lắc đầu nói, lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử đã đi đạo trà, bọn họ không hứng thú với ngân khuẩn. Tuy ngân khuẩn là chân phẩm nhưng môn phái như tư thần tông không thiếu gì, đạo trà mới là thứ bọn họ muốn. Đoàn học sinh tụ dưới chân núi thèm thuồng nhìn ngân hoa thiết thụ trên ngọn núi, vì bọn họ không leo lên được, một khi bước lên ngọn núi sẽ trượt ra ngoài. Nếu vì von ngọn núi là cục đá trơn giữa sông thì bọn họ là dòng nước, vĩnh viễn không thể bám vào núi này được. Khi đám người lý thất dạ đến liền gây náo động lớn, nhiều học sinh nhìn hắn có lão sư đến là lão sư bạo lực không là lý lão sư và mai tiên tử bây giờ lý thất dạ nổi tiếng như cồn các học sinh lén gọi là lão sư bạo lực khi lý thất dạ tới thì các học sinh nhường một con đường hắn không hấp dẫn người vì lúc trước hắn rất bình phàm nhưng thân phận lão sư khiến nhiều học sinh e ngại ba phần đoàn người lý thất dạ chỉ có một người hấp dẫn các ánh mắt đó là mai tố giao mai tố giao nhẹ nhàng như tiên nàng đi đâu cũng khiến người xem bị hút hồn ai nhìn nàng cũng tim đập nhanh. Nên khi Mai Tố giao theo lý thất dạ tiến đến, ánh mắt đám người bị nàng hấp dẫn, bao nhiêu học sinh thần hồn điên đảo nhìn. Có học sinh đế phủ thấy Mai Tố giao liền chào, Mai tiên tử. Mai Tố giao ung dung thản nhiên, gật đầu chào lại bạn học đã chào mình chứ không lên tiếng. Ngân hoa thiết thụ đúng là thứ tốt. Lý thất dạ liếc sơ, ra lệnh cho đào đình đứng cạnh mình. Hãy lên đi, thứ nàng cần không phải ngân khuẩn mà là ngộ đạo trong đó. Cây này đại đạo cứng rắn như đá vàng, nếu nàng ngộ được đôi chút sẽ có ích lợi lớn vô cùng cho tương lai nghe lý thất dạ nói nhưng đào đình không tự tin chút nào ta 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 có thể đi lên sao trong này có học sinh đế phủ thánh viện bọn họ còn không lên được đào đình không tin vào bản thân học sinh bách đường như nàng làm sao lên lý thất dạ nhìn đào đình khẽ thở dài thôi ta tạm thời giúp nàng một tay về sau đại đạo dài giặc cần phải tự mình cố gắng lý thất dạ vươn tay hướng ngọn núi ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi bàn tay Lý Thất Dạ vươn hướng ngọn núi thì gốc ngân hoa thiết thụ liền tỏa ánh sáng bạc vô cùng tận. Ánh sáng bạc vô cùng vô tận che lấp thiên địa chặn lại bàn tay Lý Thất Dạ chụp tới, như cánh cửa cứng rắn không thể lay động, khiến người không cách nào vượt qua nửa bước. Bùm, răng rắc. Bàn tay Lý Thất Dạ thế không thể đỡ xé rách ánh sáng bạc tựa màn trời, mọi người chưa lấy lại tinh thần thì Lý Thất Dạ đã túm đào đình ném lên núi, rớt xuống dưới ngân hoa thiết thụ. Lý Thất Dạ ném đào đình lên xong ra lệnh, hãy từ từ tham ngộ đi ta trợ giúp nàng một lần nhưng không thể giúp lần hai đào đình bị ném lên ngân hoa thiết thụ còn chưa tỉnh táo lại cơ duyên đến quá đột ngột cơ duyên này là đào đình ngày thường không dám mơ đến bây giờ nó rớt xuống người nàng nghe lý thất dạ nói xong đào đình hít sâu ổn định tinh thần chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt nhập thần tham đạo đào đình mặc kệ ngân khuẩn chân phẩm nàng nghe lời lý thất dạ tham ngộ đại đạo tại đây thấy cảnh đó nhiều học sinh lòng rung động Trước đó mọi người đều nghe qua vụ Lý Thất Dạ đánh Diệp Diệu Tuyết, một số học sinh không tin. Có học sinh cho rằng Lý Thất Dạ y vào thân phận lão sư khi dễ học sinh. Giờ nhìn Lý Thất Dạ tay không xé phòng ngự cường đại không gì sánh bằng, trên ngọn núi này mới khiến học sinh hiểu ra lão sư là lão sư, lão sư thiên thần học viện làm sao yếu được. Lý Thất Dạ nhìn Đào Đình đã nhập định, mỉm cười mang theo mai tố dao, lưu kim thắng xoay người đi, đi thôi. Có học sinh thấy Đào Đình ngồi chỗ đó ngộ đạo mà không hái chân phẩm thì chép miệng, tiếc quá leo lên núi mà không hái ngân khuẩn lại ngồi thiền chỗ đó thật là lãng phí cơ hội tốt ở đâu mà chẳng thể ngồi thiền nhiều học sinh cực kỳ tiếc núi rõ ràng là lãng phí cơ hội không học sinh nào có thể leo lên ngọn này cuối cùng bọn họ đành từ bỏ rời khỏi đây ai đi thôi chúng ta đổi chỗ tất cả học sinh xông vào vườn trà đều đang tìm báu vật hái linh dược ít người yên tĩnh ngộ đạo với học sinh thiên thần học viện thì một giới chỉ có một cơ hội nếu bỏ lỡ là vụt qua nhiều học sinh cho rằng lúc nào mà chẳng có cơ hội thiền định ngộ đạo, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt đào báo vật hái thuốc thì không cách nào bù đắp lại. Lão sư thiên thần học viện không can thiệp cách làm của học sinh, với thiên thần học viện thì lão sư chỉ dẫn các học sinh nhập môn, cuối cùng cần học sinh tự mình đi. Tương lai đi con đường thế nào là sự lựa chọn và cố gắng của học sinh? Ví dụ hội phẩm trà lần này, ban đầu thiên thần học viện tổ chức hội phẩm trà, là để học sinh ngộ đạo trên đấu điệu kỳ thiên thời địa lợi vườn trà để tham ảo diệu hy vọng học sinh có thể quý trọng cơ hội tốt như vậy học sinh một lòng muốn đào linh dược đan thảo của mảnh đất huyền diệu này thì thiên thần học viện sẽ không can thiệp chẳng qua bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội ngộ đạo đây là một trong những lý do nhiều học sinh đặc biệt là học sinh bình dân thích thiên thần học viện thiên thần học viện không chỉ tự do còn chia cho nhiều ích lợi nếu là đại giáo cương môn thì thánh địa đất diệu vậy chỉ có cao thủ trong tông môn mới có tư cách hưởng dụng không giống thiên thần học viện rộng rãi cho tất cả học sinh cùng chung còn về được đến bao nhiêu ích lợi trong đó thì tùy vào thực lực của mọi người. Lần này vườn trà mở rộng, nhiều học sinh bận rộn báo tìm dược, nhiều học sinh đã nhét đầy túi. Đặc biệt học sinh đi theo lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử thánh viện, bách đường thì càng được đến rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử đến trước một ngọn núi, khi bọn họ tới nơi đã có nhiều học sinh thiên tài đế phủ có mặt. Ngọn núi này bị mây mù bao phủ, sườn núi mọc một gốc cây trà cổ, Cây trà cổ cực kỳ xa xưa, già già cực dày, chỗ nứt ra như vảy rồng. Lớp da già, già nứt tỏa mùi trà nhàn nhạt, nhạt. Trên cây trà cổ mọc từng miếng lá non, mỗi lá non tầng tầng lớp lớp, trông như tháp mây, rất thần kỳ. Càng thần kỳ là những lá trà non có màu vàng kim mơn mởn, như những miếng vàng lá mới mọc, vô cùng xinh đẹp. Trên những miếng trà non có các pháp tắc nhỏ quanh quẩn, khi pháp tắc lưu động tựa tơ tiên phất phơ, khiến lá non trông tràn ngập linh khí. Mỗi miếng lá non khác nhau, lá tầng dưới chót chỉ có một pháp tắc mỏng như tơ quấn quanh, lên một tầng thì lá non có hai pháp tắc mỏng vòng quanh, lá non tầng thứ ba có ba pháp tắc móng quấn quanh. Cứ thế lên trên ngọn cây trà cổ là, các mảnh lá non có 12 sợi pháp tắc mỏng manh. Đại đạo trà kìa, nhìn gốc cây trà cổ như mây tháp trước mắt, bao người thèm nhiễu nước miếng. Dù là học sinh đến từ đế thống tiên môn cũng nước miếng ròng ròng. Vì kiêu hoành châu chỉ mình thiên thần thư viện là có một gốc đại đạo trà càng hiếm có là tự do cho các học sinh dùng học sinh đế phủ vô cùng tiếc nuối nói năm nay các lão sư để lại nhiều trà non cho chúng ta tiếc rằng chúng ta không hái được bao nhiêu ta thì thỏa mãn rồi học sinh đế phủ khác xoẻ tay ra ba miếng lá non nằm trong lòng bàn tay mỗi miếng lá có hai pháp tắc vườn quanh học sinh đế phủ cười tủm tỉm nói ba miếng lá trà hai đạo đủ cho ta dùng hôm nào tu luyện nếu lòng sinh ma trướng thì ngậm một miếng lá đủ giúp ta vượt cửa khó thì ra đại đạo trà này rất có lai lịch, được người gọi là tiên trà. Nó rất quý giá, được một miếng lá có thể giữ đạo tâm, khi gặp ma trướng, đại đạo khó khăn có thể kéo người lại từ bờ vực tẩu hóa nhập ma. Lá non đại đạo trà chia đẳng cấp, mỗi miếng lá trà pháp tắc càng nhiều thì càng quý giá, tức là lá non càng lên cao càng chân quý. Quý nhất là lá non có 12 pháp tắc mọc trên ngọn. Học sinh khác hâm mộ nói, lá non hai đạo, thế là ghê gớm lắm rồi đạo hạnh của bạch hạc đạo huynh là số một số hai trong đế phủ chúng ta. Bạn học khác lên tiếng, đúng rồi. Lần này bắt đầu chín lâu vậy mà chỉ có năm bạn học hái được đại đạo trà. Bạn học giỏi nhất chỉ hái được lá non ba đạo. Lá non đại đạo trà vô cùng quý giá nhưng cũng khó hái. Người muốn hái lá non đại đạo trà phải có tham ngộ không gì sánh bằng với đại đạo, có hiểu biết độc nhất vô nhị về ảo diệu đại đạo. ở góc độ nào đó, muốn hái đại đạo trà liên quan đến đạo hạnh của ngươi sâu hay cạn. Như hai người cùng hái đại đạo trà một người mạnh, một người yếu. Nhưng nếu kẻ yếu lĩnh ngộ đại đạo sâu hơn, thì khi hái đại đạo trả sẽ tốt hơn người mạnh. Có một học sinh dáng vẻ phấn chấn tiến đến, để ta thử xem. Học sinh này khí vũ phi phàm, bước ra một bước nháy mắt đạp đến giữa sườn núi, trong khoảnh khắc đến gần cây trà cổ. Ong ong! Khi học sinh đến gần cây trà cổ, thì một đại đạo từ cây trà cổ dắt ngang trước học sinh đó. Đại đạo giãn ra vượt qua ức vạn dặm, nó có thể cuốn thiên địa vào. Đại đạo minh mông, hiển hiện phù văn vô cùng vô tận. Các phù văn như nước chảy trong sông đồng, đang chảy xiết, nháy mắt nhấn chìm người, dù không bị chìm cũng khiến người xem hoa. ắt ở trong đại đạo như vậy làm gì có đại đạo trà, lá non nữa, toàn bộ bị phù văn đại đạo che lấp, bị đại đạo mênh mông bàng bạc nhấn chìm. Học sinh thét dài, mở. Mắt học sinh tỏa định một áo nghĩa đại đạo, ra tay thọc vào áo nghĩa đại đạo, hái áo nghĩa đi. Bóc. Học sinh hái áo nghĩa đại đạo xong, liền bị đẩy lùi trở lại chỗ cũng ngón tay học sinh kẹp một mảnh lá non, có ba pháp tắc mỏng như tơ trên lá non. Thấy học sinh hái một lá trà quanh quẩn ba pháp tắc, thì học sinh khác khen rằng xích tê huynh giỏi quá, hái được một lá trà ba đạo. Học sinh đỏ mặt cười gượng, nói ra thật xấu hổ, ta vốn định hái lá trà bốn đạo, nhưng chẳng ngờ không tham ngộ thấu áo nghĩa đại đạo này. Chỉ hái được lá trà ba đạo. Có người lớn tiếng khen, xích tê học đệ vậy là giỏi lắm rồi, không uổng là cao thủ số 2 của thánh viện chúng ta hai người đạp không tiến tới muôn vàn khí tượng khiến đám người đón chào thấy hai người đạp không đến học sinh reo lên thiều hoàng và thần tử đến học sinh khiêm tốn nói thần tử nói đùa so với thần tử thì tiểu đệ xấu hổ không bằng hai người đạp không đến là lục kiếm thiều hoàng và tư tông thần tử bọn họ tới khiến các học sinh nghênh đón ai kêu họ là lãnh tụ của thánh viện bách đường làm chi tư tông thần tử nhìn cây trà cổ như tháp mây cảm thán rằng đại đạo trà nếu có thể hái pha được một bình trà thì không còn mong mỏi gì hơn lục kiếm thiều hoàng cười nói thần tử làm vậy thì rất xa xỉ một bình lá trà cần bao nhiêu lá non mới đủ đừng nói học sinh chúng ta dù là lão sư của thiên thần học viện cũng không vài người làm được sợ là trừ lão viện trưởng và mặc lão ra hiếm lão sư nào hái đủ một bình trà các học sinh cùng cười hái một bình trà pha uống thì xa xỉ quá có học sinh nói đổi lại là ta hái được một miếng lá trà tám đạo thì đã vô cùng thỏa mãn có một mảnh lá trà lúc gặp nguy hiểm có thể cứu mạng ta hái một mảnh lá trà tám đạo đúng là khó khăn lục kiếm thiểu hoàng cảm thán rằng nếu là ta cùng lắm bốn đạo tư tông thần tử cười lắc đầu nói ta không mạnh hơn thiểu hoàng huynh bao nhiêu thiên thần học viện tam tử ba người xuất thân cao quý chơi khá thân có ăn ý nhất định như lục kiếm thiểu hoàng là lãnh tụ bách đường tư tông thần tử là lãnh tụ của thánh viện túng thiên thiếu chủ là lãnh tụ đế phủ Ba người ở chúng rất tốt, nên bình thường ba học đường ít khi xung đột, vì ba người lục kiếm thiểu hoàng nể nang nhau. Đương nhiên hai học đường thư phòng, nhân tông không nằm trong số đó. Học sinh tò mò hỏi, trong học viện chúng ta ai có thể hái lá trà tám đạo được? Lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử nhìn nhau. Lục kiếm thiểu hoàng cười khổ nói, có lẽ trong học sinh chúng ta không ai hái được lá trà tám đạo. Nếu nói về người trẻ tuổi thì cá nhân ta cho rằng thiên tuyển lão sư, khải hàng lão sư có thực lực này. Lão sư thế hệ trước thì không biết." Học sinh gật gù phụ họa, "Nói đúng, lão sư trẻ tuổi chỉ có Thiên Tuyển lão sư, Khải Hàng lão sư là mạnh nhất, Thiên Phú thuộc đỉnh cao nhất, không ai so bằng." Có một học sinh thánh viện nhỏ giọng nói, "Nghe nói gần đây có lão sư vào thư phòng, tên là Lý Thất Dạ." Nghe học sinh khác nói Lý Thất Dạ rất trẻ tuổi, còn trẻ vậy đã làm lão sư, không chừng Thiên Phú tuyệt thế vô song, hắn cũng rất có thể hái được lá trà tám đạo thì sao?" Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông thần tử sầm mặt xuống, lục kiếm thiểu hoàng có thù với lý thất dạ điều này quá rõ ràng tư tông thần tử cũng ghét lý thất dạ vì hắn thân thiết với mai tố giao quá làm lòng gã khó chịu học sinh thân với tư tông thần tử lập tức lên tiếng hạ thấp lý thất dạ trẻ tuổi làm lão sư chưa chắc mạnh chuyện trên đời không nói trước được nếu mạnh vậy sẽ không đi thư phòng làm lão sư nguyên thư phòng chỉ có vài ba học sinh như chó mèo nhìn khải hàng lão sư xem tuổi tác như vậy đã có thể giảng dạy thánh viện đây mới là thiên tài tuyệt thế thật sự không ai dám nghi ngờ thực lực của khải hàng lão sư. Đúng rồi, người bình thường ai muốn đi thư phòng làm lão sư. Học sinh khác phụ họa, đi thư phòng làm lão sư tựa như đẩy ra biên cương, không chừng vì biểu hiện kém quá nên mới bị điều đi thư phòng. Đúng lắm, khải hàng lão sư hai lá trà tám đạo không thành vấn đề. Có học sinh rời đề tài, nghe nói lúc xưa nhân thánh hái được lá trà chín đạo tại đây. Đúng vậy, nhắc đến nhân thánh thì dù là lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử cũng trở nên nghiêm nghị. Dù sao Nhân Thánh là niềm tự hào của nhân tộc ở thời đại này, có học sinh Phụ Họa, Khải Hàng lão sư và Nhân Thánh là bạn học cùng giới, đều là học sinh thiên phú cao nhất, có lẽ hai người cách biệt không lớn. Học sinh tò mò hỏi, thiên tài tuyệt thế vô song như Nhân Thánh mà chỉ có hai lá trà chính đạo, ai hái được 10 đạo hay cao hơn nữa là 11 đạo, 12 đạo đây? Tư Tông thần tử học thức sâu rộng trầm ngâm nói, về lão sư có lẽ tiên đế chưa từng ghi chép hoặc lời đồn, nhưng học sinh thiên thần học viện chúng ta từng có một ghi chép là có học sinh một giới nào đó hái lá trà mười đạo câu này hấp dẫn các học sinh hào hứng hỏi là học sinh nào tư tông thần tử chậm rãi nói cửu u cuồng ngao cửu u cuồng ngao lục kiếm thiều hoàng gật gù thượng thần 11 đồ đằng ngang ngửa với phụ thân ta ta có nghe về ghi chép liên quan cửu u cuồng ngao nghe nói cửu u cuồng ngao từng là học sinh cuồng ngạo nhất thiên thần học viện cũng là một trong học sinh thiên phú cao nhất một học sinh cảm thán rằng nghe nói hồi cửu u cuồng ngao còn đi học trong thiên thần học viện thì không phục lão sư cho rằng trên đời hiếm ai làm được lão sư của hắn. học sinh xuất thân từ đại giáo lên tiếng, đúng rồi, cửu u cuồng ngao là thượng thần nổi tiếng trong bách tộc chúng ta, cuồng ngạo không gì sánh được. sau này nghe người ta nói cửu u cuồng ngao đi khiêu chiến quy phàm cổ thần, muốn lay động địa vị của quy phàm cổ thần, nhưng từ đó bật tin, nghe đâu cửu u cuồng ngao đã chết thảm trong tay quy phàm cổ thần. nhắc tới quy phàm cổ thần là mọi người trầm lặng dù sao quy phàm cổ thần quá cường đại, đương thời không có mấy cổ thần. Quy phàm cổ thần không chỉ là cổ thần còn có huyết thống nhân vương, quá nghịch thiên. Nhắc tới quy phàm cổ thần làm mọi người lặng im, cuối cùng lục kiếm thiểu hoàng cười nói, đã đến rồi vậy chúng ta hái chút đại đạo trà về đi, không thì xem như đến một chuyến tay không. Lục kiếm thiểu hoàng cười nói với tư tông thần tử, thần tử, tiểu đệ không biết tự lượng sức mình, xin bêu xấu trước. Lục kiếm thiểu hoàng không khách sáo, dù sao có rất nhiều đại đạo trà, hái được hay không tùy vào bản lĩnh của mọi người tư tông thần tử cười nói ta sẽ cổ vũ cho thiểu hoàng lục kiếm thiểu hoàng bước ra một bước nháy mắt lướt đi bước lên sườn núi ầm um, vang tiếng nổ điếc tai một đại đạo vắt ngang mênh mông vô biên đại đạo tản ra không ai trốn được lục kiếm thiểu hoàng bị cuốn vào đại đạo bao la phủ văn đại đạo như biển nhấn chìm vạn vực vùi chôn lục kiếm thiểu hoàng lục kiếm thiểu hoàng thét dài mở lục kiếm thiểu hoàng lập tức ra tay tỏa định một phù văn hái nó bột lục kiếm thiều hoàng bay ngược về sau khi lục kiếm thiều hoàng bay ngược về đám học sinh súng lại hỏi hái được bao nhiêu hái được vài miếng lá lục kiếm thiều hoàng xoé tay ra năm lá non màu hoàng kim nằm trong lòng bàn tay gã mỗi miếng lá có bốn pháp tắc đại đạo mỏng như tơ quấn quanh tư tông thần tử nhìn năm lá non hoàng kim trong tay lục kiếm thiều hoàng cười khen thiều hoàng ghê gớm ra tay đã hái được năm lá trà bốn đạo lục kiếm thiều hoàng lắc đầu cười nói chỉ là thu hoạch nhỏ thần tử sẽ dễ dàng vượt qua ta lục kiếm thiểu hoàng nói xong cất năm miếng lá non dù là gã cũng rất trân trọng đại đạo trà này học sinh thiên tài đế phủ khen công nhận thiên phú của lục kiếm thiểu hoàng thiểu hoàng đã giỏi lắm rồi mạnh hơn thiên tài đế phủ chúng ta thật ra thiên phú như lục kiếm thiểu hoàng có tư cách vào đế phủ chẳng qua gã tình nguyện ở lại bách đường tư tông thần tử cười khẽ ta cũng bêu xấu tư tông thần tử bước ra một bước vào sườn núi ầm vang tiếng nổ điếc tai, đại đạo vắt ngang, tư tông thần tử cũng bị cuốn vào đại đạo. Lát sau, bốp, tư tông thần tử bay ngược về. Thấy tư tông thần tử bay ngược ra, học sinh vây quanh gã. Hái được mấy lá? Thiên phú như tư tông thần tử chắc chắn hái được đại đạo trà, nhưng chưa biết là bao nhiêu. Tư tông thần tử xòe tay ra, xấu hổ thật, ít hơn thiểu hoàng hai mảnh. Ba miếng lá non hoàng kim nằm trong lòng bàn tay tư tông thần tử, mỗi miếng lá non có năm pháp tắc quanh quẩn lục kiếm thiểu hoàng cười nói thần tử khiêm tốn quá của thần tử là lá trà năm đạo còn ta chỉ có bốn đạo tranh lệch không thể đo bằng con số thần tử thắng ta một bậc lục kiếm thiểu hoàng thẳng thắn thừa nhận dù sao tam tử thiên thần thư viện luôn chơi thân bọn họ sớm biết thực lực của nhau trong ba người nếu bàn về thực lực thì túng thiên thiếu chủ mạnh nhất tư tông thần tử thứ hai lục kiếm thiểu hoàng chót nhất tư tông thần tử cất đi lá non cười nói ta chỉ may mắn không mạnh hơn thiểu hoàng bao nhiêu tư tông thần tử mới dứt lời thì một thanh âm sang sảng vang lên, hai vị huynh đệ thật có nha hứng, ở đây so tài với nhau. Chỉ thấy một người đạp không đến, người đó đi có mây theo cùn, muôn vàn khí tượng, áo rộng có thể che thiên địa, tế văn pháp, cử chỉ có thể nuốt trời ăn trăng, dương mắt thì thần uy khiếp người. Một thượng thần pháp tắc lơ lửng quanh thân người đó, uy thượng thần tràn ngập toàn thân, khiến người nhìn kính sợ. Thấy người đó đạp không đến, lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử mừng rỡ bước lên phía trước đón chào túng thiên huynh đến các học sinh tiến lên cao cung kính nói cung nghênh hạ thiếu chủ xuất quan các học sinh có mặt tỏ thái độ cung kính hơn lúc gặp lục kiếm thiểu hoàng tư tông thần tử dù là học sinh thiên tài đế phủ cũng hết sức cung kính với lục kiếm thiểu hoàng tư tông thần tử có lẽ học sinh thiên tài đế phủ còn ba phần muốn tranh hùng nhưng với người trước mắt thì bọn họ cực kỳ khâm phục biết mình thua xa đối phương người đó cười nói với tư tông thần tử lục kiếm thiểu hoàng hai vị huynh đệ lâu không gặp tư tông thần tử cười nói, không ngờ túng thiên huynh xuất hiện nhanh vậy, đáng vui đáng mừng. Lục kiếm thiều hoàng vui vẻ nói, mấy ngày nay không được nghe túng thiên huynh giảng bài khiến người ăn cơm không ngon, rất là hoài niệm. Thiếu niên trước mắt là túng thiên thiếu chủ đứng đầu tam tử thiên thần học viện, cũng là truyền nhân của túng thiên giáo, người thừa kế truyền thừa năm tiên vương. Thiên phú của túng thiên thiếu chủ vương huyền cực cực kỳ kinh người, tuổi còn trẻ đã thanh âm thượng thần có một đồ đằng. Bởi vậy túng thiên thiếu chủ được cổ khải hàng xem trọng, đôi khi gã sẽ giảng bài cho học sinh bách đường thay cổ khải hàng túng thiên thiếu chủ không phụ ủy thác của cổ khải hàng gã giảng cực kỳ huyền diệu học sinh bách đường khen ngợi hết lời cổ khải hàng là ai gã không chỉ là lão sư của thiên thần học viện còn cùng giới với nhân thánh hai người là học sinh thiên phú cao nhất lúc ở thiên thần học viện năm xưa cổ khải hàng được người xưng là thiếu niên vương điều đáng tiếc duy nhất là gã đi con đường phong thần tuổi trẻ đã có sáu đồ đằng được người gọi là có cơ hội trở thành cổ thần cao nhất trong thời đại này túng thiên thiếu chủ là học sinh trong thiên thần học viện mà đã là thượng thần một đồ đằng thành tựu này khiến học sinh khác không thể sánh bằng hèn gì học sinh thiên thần học viện dù là bách đường hoặc thánh viện thậm chí đế phủ đều tâm phục khẩu phục tư tông thần tử cười mời túng thiên huynh đến vừa lúc túng thiên huynh cũng bộc lộ tài năng cho mọi người mở rộng tầm mắt đi có học sinh chụp ngay cơ hội nịnh đúng rồi xin thiếu chủ ra tay cho kẻ trần tục chúng ta được mở rộng tầm mắt thiếu chủ mà ra tay chắc lấy được lá trà mười đạo ngay Túng Thiên thiếu chủ không chỉ có đạo hạnh cường đại, thiên phú siêu đẳng mà còn xuất thân vô cùng cao quý. Làm truyền nhân Túng Thiên giáo, Túng Thiên thiếu chủ chấp trưởng Túng Thiên giáo là chuyện sớm hay muộn. Nếu tương lai lôi kéo quan hệ tốt với trưởng môn đại giáo một môn năm tiên vương, thì cả đời người kia sẽ được lợi ích lớn vô cùng. Đây là nâng ta lên cho té đau. Túng Thiên thiếu chủ lắc đầu, cười nói, ta chỉ là người bình thường, ta dốc hết sức cùng lắm hái được lá trà tám đạo. Học sinh cười nói, làm gì có, hái được lá trà tám đạo thì đã siêu khủng rồi, đó là độ cao cả đời chúng ta không thể với tới. Tư Tông Thần Tử cười nói, Túng Thiên Huynh là bạn học thiên phú cao nhất của thiên thần học viện chúng ta, nếu Túng Thiên Huynh chỉ hái được lá trà tám đạo thì những người khác khó mà vượt qua. Lục Kiếm Thiểu Hoàng hùa theo, đúng rồi, Túng Thiên Huynh ra tay đi, cho chúng ta được kiến thức. Túng Thiên Thiếu chủ cười to bảo, nếu vậy thì ta đành bêu xấu, xin các vị đừng chê cười. Túng Thiên Thiếu chủ bước ra một bước, ầm. Um, vang tiếng nổ điếc tai, khi Túng Thiên Thiếu Chủ bước ra một bước vào sườn núi thì đại đạo vắt ngang. Cường đại như Túng Thiên Thiếu Chủ cũng không thể trốn thoát đại thế này, nháy mắt bị đại đạo cuốn vào trong đó, bị nhấn chìm trong phù văn vô tận. Bộp, Túng Thiên Thiếu Chủ bị hất ngược về. Tất cả học sinh vội xuống lại, Thiếu Chủ hái được mấy mảnh. Túng Thiên Thiếu Chủ xòe tay ra, phụ kỳ vọng của mọi người rồi, chỉ miễn cưỡng hái được bốn mảnh. Bốn mảnh lá non nằm trong lòng bàn tay Túng Thiên Thiếu Chủ, hoàng kim đậm hơn lá non của lục kiếm thiểu hoàng, từ tông thần tử nhiều, mỗi mảnh có tám pháp tắc mỏng như tơ quấn quanh. Học sinh tập thể tán thán, vô cùng khâm phục, lá trà tám đạo, thiếu chủ không phụ sự trông mong của học sinh chúng ta, phục ơi là phục. Mọi người không hoàn toàn nịnh hót túng thiên thiếu chủ, lục kiếm thiểu hoàng mà chỉ hái được lá trà bốn đạo, nhân thánh kinh diễm nhất thời đại này cũng chỉ hái được lá trà chín đạo. Cửu u cuồng ngao trong truyền thuyết ngông cuồng kiêu ngạo nhất thiên thần học viện, cũng chỉ hái được lá trà mười đạo có thể nói túng thiên thiếu chủ biểu hiện đã cực kỳ kinh diễm, lấn át mọi người. Học sinh lớn tiếng khen, đừng nói trong học sinh, e rằng trong lão sư hiếm ai có thể so sánh với thiếu chủ. Không nói lão sư thế hệ trước, lão sư trẻ tuổi chỉ có chỉ khải hàng, lão sư và thiên tuyển lão sư là bằng được thiếu chủ. Lập tức có người nhiệt tình nịnh túng thiên thiếu chủ, đúng rồi, theo ta thấy lão sư trẻ tuổi giống như lão sư bạo lực của thư phòng, cũng thua thiếu chủ. Mắt túng thiên thiếu chủ lạnh băng toát ra khí thế phi phàm, lão sư bạo lực, mọi người đều biết Diệp Diệu Tuyết là quận cháu của Túng Thiên Giáo, được Túng Thiên Giáo yêu thương, Túng Thiên Thiếu Chủ cưng chiều nàng. Diệp Diệu Tuyết bị Lý Thất Dạ đánh nằm trên giường, Túng Thiên Thiếu Chủ khó thể cho qua. Nhắc đến lão sư làm lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử hơi e ngại, nhưng Túng Thiên Thiếu Chủ thì không sợ lão sư như Lý Thất Dạ. Túng Thiên Thiếu Chủ làm truyền nhân của Túng Thiên Giáo nên có địa vị cao. Dù Túng Thiên Thiếu Chủ vứt bỏ thân phận truyền nhân Túng Thiên, giáo thì vẫn có đại vị rất cao trong thiên thần học viện. Túng Thiên thiếu chủ không chỉ được một lão sư như Thiếu niên Vương cổ khải hàng xem trọng, một số lão sư của Thiên Thần Học Viện cũng coi trọng gã. Vài lão sư đề nghị Túng Thiên thiếu chủ tốt nghiệp hãy ở lại Thiên Thần Học Viện nhâm giáo vài năm. Túng Thiên thiếu chủ có địa vị siêu cao trong Thiên Thần Học Viện, gã tự tin đối địch lão sư như Lý Thất Dạ, Lục Kiếm Thiều Hoàng Ám chỉ, vị lão sư này hiện đang rất nổi. Trong đám người chỉ có Lục Kiếm Thiều Hoàng và Lý Thất Dạ là có xích mích, lão sư bạo lực. Túng Thiên thiếu chủ hừ lạnh một tiếng làm thầy của người mà dùng bạo lực thì không có tư cách làm thầy tư tông thần tử vội nhắc nhở suỵt túng thiên huynh nói chuyện cẩn thận hắn dù sao là lão sư của học viện ánh mắt túng thiên thiếu chủ sắc bén như kiếm khí thế khiếp người làm người ta kính sợ túng thiên thiếu chủ lạnh lùng nói lão sư thì sao dù là lão sư cũng không thể thích làm gì thì làm trong học viện hừ khi cần thiết ta phải tố cáo với khải hàng lão sư và các vị lão sư trong học viện ao có thể để ai đó phá hoại không khí Lục kiếm thiểu hoàng nghe thế liền khen, kế này của túng thiên huynh hay. Mọi người đều biết túng thiên thiếu chủ được thiếu niên vương cổ khải hàng xem trọng, gã có cổ khải hàng làm chỗ dựa trong thiên thần học viện, chiếm ưu thế học sinh khác không có. Như tư tông thần tử cũng muốn tố cao lý thất dạ, tuy nhiên bàn về sức ảnh hưởng thì bằng vào lão tổ tư thần tông chưa được. Lão tổ tư thần tông bọn họ sao có thể buộc tội được lão sư của thiên thần học viện, nếu muốn buộc tội thành công thì cần có tiên vương ra mặt. Nhưng dù tư tông thần tử là, Chuyển nhân của tông môn chưa chắc xin được tiên vương đứng ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Túng thiên thiếu chủ nói câu đó cho lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử nhìn thấy con đường hoàn toàn mới. Nếu từ nội bộ thiên thần học viện tố cao lý thất dạ, không chừng sẽ cho hắn chịu khổ, dù sao thiếu niên vương cổ khải hàng, có địa vị cực kỳ quan trọng trong thiên thần học viện. Tư tông thần tử xúi dục túng thiên thiếu chủ, hừ họ lý quá kiêu ngạo nói chuyện không hợp liền đánh diệp quận chúa bị thương nặng phải cho hắn biết tay tam tử thiên thần học viện đứng chung một chiến tuyến thì sẽ có lực lượng đầy uy hiếp trong thiên thần học viện ánh mắt túng thiên thiếu chủ sắc bén lạnh lùng nói ta rất muốn gặp hắn xem thử một thanh âm lười biếng vang lên hình như ta nghe có người nói đến ta mọi người nhìn qua lý thất dạ chậm rãi đi tới mai tố giao lưu kim thắng đi theo bên cạnh hắn lý thất dạ đi rất chậm cực kỳ tự nhiên mỗi bước có tiết tấu khó tả thấy Lý Thất Dạ đến, học sinh hét to một tiếng, lão sư đến. Mọi người đều biết biệt danh của Lý Thất Dạ là lão sư bạo lực, đặc biệt khi biết Diệp Diệu Tuyết bị đánh tàn phế nằm trên giường, thì nhiều học sinh thầm run, không dám chọc vào vị lão sư này. Thấy Lý Thất Dạ, nét mặt tư tông thần tử, lục kiếm thiểu hoàng sa sầm. Bọn họ không chọc vào Lý Thất Dạ có thân phận lão sư được. Nhưng trong lòng vẫn bực tức, miễn có cơ hội thì bọn họ sẽ trả thù hắn. Lý thất dạ đi tới, quét mắt các học sinh, nhàn nhã nói, mọi người đều có mặt, hình như ta vừa nghe có người nhắc ta. Các ngươi đang bàn bạc làm sao đánh ta bầm dập. Dạo này ta hơi ngứa người, nếu ai muốn đánh ta thì vô cùng hoan nghênh. Tập thể học sinh câm nín, lần đầu tiên bọn họ gặp lão sư cả trớn như thế. Mới gần đây đánh diệp diệu tuyết tàn phế giờ buông lời khiêu chiến học sinh, lão sư như vậy đúng là quái thai trong học viện. Tư tông thần tử, lục kiếm thiểu hoàng bất mãn lý thất dạ nhưng rồi không biết làm sao, ai kêu hắn là lão sư, hai người đành hừ lạnh. Lý Thất Dạ không nhằm vào thái độ của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông thần tử, chỉ cười nói, có gì không vừa lòng với ta thì cứ nói ra, đừng nói sau lưng. Con đường ta rất thân thiện, vui lòng nhận ý kiến của mọi người. Các học sinh nhìn nhau, không ai muốn chọc vào Lý Thất Dạ. Các học sinh cùng nhìn Túng Thiên thiếu chủ, trong bọn họ nếu ai có thể chọc vào lão sư Thiên Thần học viện được, thì chỉ có thể là gã. Trước mắt bao người Túng Thiên thiếu chủ buộc phải đứng ra, dù gì mới rồi gã còn nói dõng dạc như vậy. Chúng ta tôn kính lão sư của học viện, kính nể từ tận đáy lòng những gì bọn họ vất vả trả giá túng thiên thiếu chủ lạnh lùng nói nhưng một số lão sư làm thầy lại không đáng để chúng ta tôn trọng loại người này không có tư cách làm thầy của chúng ta túng thiên thiếu chủ nói khá xảo diệu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lý thất dạ không tức giận khi bị túng thiên thiếu chủ chửi xéo thẳng thắn thừa nhận à ta là lão sư không ra dáng thầy lý thất dạ cười nói ta không hiếm lạ ngươi tôn kính huống chi ngươi cũng không có tư cách làm học sinh của ta túng thiên thiếu chủ tức giận mặt đỏ rực ngươi túng thiên thiếu chủ chửi sỏ xiên lão sư bình thường hoặc khó chịu hoặc làm bộ không nghe thấy lý thất dạ thì trực tiếp thừa nhận còn mắng lại gã hoàn toàn không có dáng vẻ lão sư những lời khắc bạc của hắn đã tát thẳng vào mặt túng thiên thiếu chủ ngươi là túng thiên thiếu chủ đó đúng không lý thất dạ nhìn túng thiên thiếu chủ mỉm cười nói muốn khiêu chiến với ta thì đứng ra nói thẳng đừng quanh co nam nhi sống trên đời nên chiến liền chiến dở trò khôn vặt, bày thủ đoạn chỉ là bằng môn tả đạo. Trực tiếp đánh kẻ địch của mình không bò dậy nổi mới là lẽ phải. Túng thiên thiếu chủ hít sâu, mặt rắn đanh lạnh lùng nói, lão sư đừng lôi đạo lý lớn ra dạy ta, lão sư muốn dạy ta thì hãy làm tấm gương thầy trước đi. Lý thất dạ cười cười, nói cũng đúng. Lý thất dạ không hề giận, hắn nghiêm túc gật đầu nói, nói ra thì ngươi không đáng để ta dạy. Mắt túng thiên thiếu chủ lạnh băng sáng rực, gã lạnh lùng nói, lão sư, ta luôn tôn thầy yêu đạo, nếu lão sư cứ cố khiêu khích hỷ vương huyền cực ta đây theo tới cùng. Túng thiên thiếu chủ tràn đầy bá khí, gã lập tức khiêu chiến lý thất dạ. Học sinh đứng đây toàn e ngại lão sư ba phần, túng thiên thiếu chủ thì không sợ lý thất dạ, gã có núi dựa cứng rắn trong thiên thần học viện. Lý thất dạ tùy ý cười nói, được thôi, ngươi định chịu được mấy chiêu trong tay ta. Túng thiên thiếu chủ ngạc nhiên, gã không ngờ lý thất dạ sảng khoái đồng ý, còn tưởng hắn sẽ từ chối rồi gã sẽ lấy lời hắn đã nói ra đáp trả. Ai ngờ hắn đồng ý, lần đầu tiên túng thiên thiếu chủ gặp lão sư như vậy lão sư bình thường có phong độ của lão sư làm chuyện gì cũng hết sức rộng lượng không so đo với học sinh bọn họ lý thất dạ thì không theo lẽ thường làm túng thiên thiếu chủ trở tay không kịp lục kiếm thiểu hoàng nhỏ giọng nhắc nhở túng thiên thiếu chủ có rất nhiều cách so tài không nhất định phải dùng võ đấu lý thất dạ dù sao là lão sư của học viện có thể trở thành lão sư thiên thần học viện thì chắc chắn không yếu nếu đấu võ thì túng thiên thiếu chủ là một đồ đằng chưa chắc mạnh hơn Túng Thiên Thiếu Chủ đã bất chấp, mặt lạnh băng hùng hổ nói, đấu văn đấu võ đều được. Túng Thiên Thiếu Chủ dù gì là truyền nhân của Túng Thiên Giáo, dù chỉ có một đồ đằng nhưng gã tự tin có thể khiêu chiến với Thượng Thần hai, ba đồ đằng. Trong tay Túng Thiên Thiếu Chủ có binh khí siêu mạnh, cũng tu luyện công pháp tuyệt thế vô song, đây là tự tin của gã. Hay là đấu văn đi? Tư Tông Thần Tử xoay tròn trong mắt nói, tu đạo quan trọng là thiên phú, đại đạo trà ngay trước mắt, mọi người đều biết hái đại đạo trà toàn thử thách thiên phú so thiên phú được không? Đúng đúng, so thiên phú. Lục kiếm thiểu hoàng cùng chung ý tưởng, hùa theo, lão sư là lão sư xuất sắc nhất thiên thần học viện chúng ta, tính thiên phú thì e rằng trên đời này không có người sánh bằng lão sư. Ta tin với thiên phú của lão sư thì hái đại đạo trà nhẹ nhàng như nhấc tay. Mắt tư tông thần tử sáng rực, đúng, đúng rồi. Hai người không uổng là chơi thân, tư tông thần tử hiểu ngay ý tưởng của lục kiếm thiểu hoàng cười nói, lão sư còn trẻ vậy đã làm lão sư của thiên thần học viện chúng ta, thiên phú cao có lẽ khiến nhân thánh, thiếu niên vương đều mặc cảm không bằng. Lão sư hái đại đạo trà dễ như trở bàn tay, chắc sẽ thắng được túng thiên huynh. Lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử mặt ngoài hết sức khen ngơi, khích lệ lý thất dạ, cho hắn đội mũ thật cao nhưng thật ra là dụ hắn vào bẫy. Túng thiên thiếu chủ và lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử chơi rất thân, nghe hai người tung hứng gã liền hiểu ý đồ mới rồi túng thiên thiếu chủ qua ngạo đòi cứng rắn đâu với lý thất dạ thật ra có rất nhiều cách xử lý hắn cần gì phải cứng đấu cứng túng thiên thiếu chủ cười nói là học sinh đã thô lỗ trong học viện luận bàn một chút được rồi cần gì phải đụng đao kiếm lão sư chúng ta sao hái đại đạo trả đi lão sư có thiên phú không gì sánh bằng tuyệt thế vô song học sinh vụng về vừa rồi miễn cưỡng hái được mấy miếng lá cha tám đạo ta nghĩ thiên phú thực lực của lão sư chắc hái ba năm miếng lá trà tám đạo người đạo không thành vấn đề chỉ cần lão sư hái được ba năm miếng lá trà tám đạo người đạo thì học sinh lập tức bái phục xấu hổ vì không bằng ngay túng thiên thiếu chủ cực kỳ khách sáo không người hướng lý thất dạ học sinh tin tưởng lão sư nhất định có thể khiến học sinh tâm phục khẩu phục dựa vào thiên phú thực lực của lão sư thì ba năm miếng lá trà tám đạo mười đạo bình thường có đáng gì hôm nay các học sinh đều có phúc được thấy tận mắt thủ đoạn tuyệt thế của kiêu hoành châu ba người không uổng là bằng hữu thân thiết Trước đó lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử chụp mũ cao cho lý thất dạ, gài hắn xong túng thiên thiếu chủ đào hố, bọn họ định chôn sống hắn. Lá trà mười đạo vốn đã khó hái, ba, năm miếng lá trà tám đạo mười đạo càng khó khăn gấp trăm ngàn lần. Nghe túng thiên thiếu chủ nói, các học sinh nhìn nhau, ba người gài bẫy lý thất dạ, không cho hắn bậc thang leo xuống, nên biết hái lá trà mười đạo nói dễ hơn làm. Thiên phú của nhân thánh cao không? Được gọi là người thiên phú cao nhất đương đại, nhưng gã chỉ hái được lá trà chín đạo. Trong ghi chép, của thiên thần học viện chỉ có một người duy nhất hái được lá trà mười đạo, đó là cửu U cuồng Ngao. Cửu U cuồng Ngao, được gọi là một trong những học sinh thiên phú cao nhất thiên thần học viện, cũng là học sinh cuồng ngạo nhất. Thiên phú như cửu U cuồng Ngao cũng chỉ hái đến lá trà mười đạo, huống chi là lão sư vô danh như lý thất dạ. Hái lá trà mười đạo đã khó, hái ba, năm mảnh càng không thể nào. Đám người túng thiên thiếu chủ gài bẫy lý thất dạ vì không cho hắn có hy vọng thắng, các học sinh nhìn nhau. Có học sinh đế phủ hát đệm, đúng rồi, lão sư cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi, để được thấy phong thái vô địch tuyệt thế của lão sư. Mặt ngoài nghe như học sinh đế phủ đang khen lý thất dạ, nịnh hắn nhưng thật ra lòng dạ độc ác, không cho hắn dừng lui, muốn đẩy hắn lên đống lửa nướng chín. Từ khi nào thiên thần học viện ra bao cỏ? Lý thất dạ nhìn nhóm túng thiên thiếu chủ, cười lắc đầu nói, ở thời đại nhóm quy phàm cổ thần khi nói chuyện không hợp sẽ đánh trước tính sau. Học sinh thiên thần học viện trinh chiến bát phương, từ khi nào biến thành bao cỏ chỉ biết dở trò khôn lõi. Lý thất dạ hứng thú dã rời nói, lá trà mười đạo bình thường không hái vậy. Lý thất dạ không hề hứng thú với lá trà mười đạo. Thấy lý thất dạ không hứng thú đánh cuộc, túng thiên thiếu chủ không chịu bỏ qua, lão sư muốn dừng tay sao. Túng thiên thiếu chủ cười khẩy nói, ta nghĩ hai lá trà mười đạo không khó khăn với lão sư, xin lão sư ra tay đi, mọi người đều chờ được xem phong thái tuyệt thế của lão sư. Miễn lão sư hái được ba, năm mảnh lá trao mười đạo là học sinh sẽ quỳ dạp sát đất. Túng Thiên thiếu chủ nói dễ nghe nhưng thật ra là dồn ép Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nghe Túng Thiên thiếu chủ nói, lắc đầu nói, cách cục quá nhỏ, chỉ có chút trình độ. Lý Thất Dạ nhiều lần đùn đẩy, Lục Kiếm Thiều Hoàng trước tiên gài bẫy hắn liền thiếu kiên nhẫn nói, mới rồi lão sư đã nói sẽ chơi tới cùng, lão sư nói mà không dám làm sao? Tư Tông thần tử hùa theo bò đá xuống giếng, nếu lão sư không cược thì hãy không người xin lỗi Túng Thiên huynh đi bọn họ thấy lý thất dạ cứ từ chối thì cho rằng hắn không dám cá túng thiên thiếu chủ lạnh lùng cười nếu lão sư không cược thì đã nợ ta một lời xin lỗi là lão sư chính miệng nói chấp nhận bất cứ khiêu chiến gì tục ngữ nói đúng rèn sắt khi còn nóng đã gài hàng lý thất dạ thì không sợ trở mặt nhìn đám người túng thiên thiếu chủ vênh váo lưu kim thắng không nhịn được cười khẩy nói lá cha mười đạo tầm thường cần gì lão sư ra tay để lão già ta làm cho nếu là lúc lưu kim thắng trẻ tuổi đã sớm thiếu kiên nhẫn lớn tuổi rồi lão mới trầm ổn lại. nhưng thấy nhóm túng thiên thiếu chủ dở trò khôn vật khiến lưu kim thắng không nhịn được, cười nhạt bênh vực lý thất dạ. lý thất dạ cười phất tay nói, kim thắng, người vẫn còn bệnh cũ. lá trà mười đạo bình thường này tố do tiện tay hái được, người hãy yên phận dưỡng bệnh đi. mai tố ra mỉm cười nói, công tử, dù có phải là cá cược hay không, nếu chỉ hái lá trà mười đạo thì tố giao không muốn công tử ra tay. trước khi tới đây công tử có nói muốn uống chút đại đạo trà lá trà mười đạo bình thường hơi thô giáp sợ công tử không quen uống. Khẩu vị của công tử ít nhất phải uống lá trà mười hai đạo. Lý thất dạ bật cười, nói cũng phải. Lý thất dạ nhàn nhã nói, một đám ngu xuẩn nâng lá trà mười đạo lên trời. Loại lá trà này chỉ miễn cường cho ta pha nước trà rửa tay, uống nó thì hơi thô giáp, nghèo nàn. Vào được miệng ta ít nhất phải là lá trà mười hai đạo. Câu nói kiêu ngạo bá đạo của Lý Thất Dạ làm nhóm túng thiên thiếu chủ biến sắc mặt, đây là đang tát vào mặt hắn. Lục kiếm thiểu hoàng, tư tông thần tử hái được lá trà bốn, năm đạo đã xem như chân phẩm. Bây giờ lý thất dạ nói hái lá trà mười đạo pha trà uống thì ngại trà thô, chỉ có thể dùng làm rửa tay, rõ ràng là cười nhạo bọn họ, vả mặt. Túng thiên thiếu chủ cao ngạo không nhịn được cười khẩy nói, lớn lối quá, có giỏi thì hái xuống xem thử. Lục kiếm Thiều hoàng cười híp mắt, lão sư, vậy xin cho các học sinh chúng ta mở rộng tầm mắt, hái mấy mảnh lá trà mười hai đạo đi. Tư tông thần tử thuận nước đẩy thuyền, đúng rồi lá trà mười đạo đã không lọt vào pháp nhãn của lão sư được thì hãy hai lá trà mười hai đạo cho chúng ta kiến thức phong thái vô địch tuyệt thế của lão sư đi nghe từ tông thần tử lục kiếm thiểu hoàng cắn chặt lá trà mười hai đạo các học sinh nhìn nhau trừ trường hợp bọn họ không biết ra trong ghi chép của học viện chưa từng có học sinh hái được lá trà mười hai đạo có lẽ có lão sư ngoại lệ nhưng chưa được ghi lại chỉ có thể nói ghi chép hiện tại là cửu u cuồng ngao có thể hái được lá trà mười đạo mọi người cảm thấy không thể nào hái lá trà 12 đạo, họ không biết thiên phú của cửu u cuồng ngao cao bao nhiêu, dù sao gã cách thời đại này quá xa. Nhưng nhân thánh là tham khảo tốt nhất. Nhân thánh là một trong những người thiên phú cao nhất thời đại này, tuyệt thế vô song, nhưng gã chỉ có thể hái lá trà chín đạo. Nhân thánh mà có thể hái lá trà chín đạo, các học sinh không tin lý thất dạ hái được lá trà 12 đạo. Trong phút chốc các học sinh nhìn lý thất dạ chầm chầm, cảm thấy hắn xấu mặt chắc rồi. Các học sinh thì thầm, trâu đầu ghé tai, lá trà 12 đạo. Không thể nào. Học sinh nhỏ giọng nói, ít ra trong ghi chép là không thể nào. Chưa từng nghe có ai hái được lá trà 12 đạo, ta cảm thấy không thể đánh phá được. Các học sinh nhìn Lý Thất Dạ, cảm thấy hắn khoác lác hơi quá. Lý Thất Dạ bật cười, lạnh nhạt nói, cũng tốt. Nên cho đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi nhìn xem trời cao bao nhiêu, đất rộng cỡ nào. Đừng tưởng rằng chính mình làm không được thì người khác cũng không thể làm chuyện đó. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, xem kỹ cái gì gọi là chúa tể đại đạo cái gì gọi là vạn cổ duy nhất lý thất dạ bước ra một bước đạp hướng sườn núi ầm um. vang tiếng nổ điếc tai lý thất dạ bước vào sườn núi đại đạo phóng lên cao vô cùng vô tận phù văn tuôn ra như đại dương minh mông nhấn chìm cửu thiên thập địa mắt lý thất dạ sáng rực chói loài như vượt qua tuyên cổ lý thất dạ mỉm cười nói chỉ là tiểu đạo lý thất dạ xòe tay chúa tể thiên địa trưởng chấp càn khôn thủ ngự vạn đạo trong khoảnh khắc lý thất dạ co tay lại vèo đại đạo tuyên hoành bị lý thất dạ thu lấy phù văn vô cùng tận nằm trong tay hắn vèo nguyên đại đạo và phù văn vô cùng vô tận bị bàn tay to thâu tóm khiến người cảm thấy trong tay lý thất dạ không phải nắm đại đạo mà chỉ là một giải lụa quấn eo đây là đại đạo có thể vượt qua tuyên cổ nhưng nó thật nhỏ bé trong tay lý thất dạ lực lượng đại đạo lớn lúc bị lý thất dạ nắm chặt thì nó đung đưa như lựa phát phơ theo gió tay lý thất dạ nắm đại đạo một bước vào sườn núi hắn đứng dưới cây trà cổ tùy ý nhìn gốc cây trà cổ trước mắt. Nhìn cảnh tượng đó đám người túng thiên thiếu chủ biến sắc mặt, cùng thụt lùi một bước. Không thể nào. Chưa từng có ai vượt qua đại đạo, đứng dưới cây trà cổ được. Bây giờ Lý Thất Dạ không chỉ đứng dưới cây trà cổ, hắn còn thu đại đạo, chuyện này không thể xảy ra. Học sinh có mặt đều bị rung động, ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ. Không, không, không thể nào. Với tất cả học sinh thì có thể hái đại đạo, trà trong đại đạo dã là siêu ghê gớm, là thiên tài tuyệt thế. Hiện tại Lý Thất Dạ thu đại đạo, hắn đứng dưới cây trà cổ giờ hắn muốn hái bao nhiêu lá trà mà không được. Lý Thất Dạ nhìn gốc cây trà cổ trước mắt, lạnh nhạt nói, thế gian có quá nhiều kẻ ngốc, làm sao hiểu ảo diệu. Lý Thất Dạ nhìn cây trà cổ, tùy tay phất một cái, ai, trà này khiến người nhớ quá. Lý Thất Dạ hái xuống các lá non có 12 pháp tắc trên chỗ cao nhất cây trà. Mảnh lá non hoàng kim có 12 pháp tắc đại đạo mỏng, như tờ quấn quanh trông rất đẹp vừa non vừa vàng kim, khiến người nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Bàn tay to phất qua hái xuống phần lớn chỉ để lại một ít, Lý thất dạ cười nói, thôi, ta tốt bụng chừa lại một chút cho đám lão già, tránh cho nói ta không để lại gì cho họ. Thấy Lý thất dạ hái đống lá trà 12 đạo, mọi người ngây ngẩn nhìn. Nhiều người nhìn lá trà tỏa ánh sáng vàng giữa hai tay Lý thất dạ, nuốt nước bọt khan. Mỗi mảnh lá trà 12 đạo đều có 12 pháp tắc đại đạo quanh quẩn. Khi một đống lá non được ôm trong tay thì như tay nâng đại đạo trương tự, khoảnh khắc này thiên địa vạn đạo đều bị ngươi nâng trong lòng bàn tay, cảm giác huyền diệu vô song. Nhìn đống lá cha 12 đạo trên tay lý thất dạ, bao nhiêu học sinh nuốt nước bọt khan. Đừng nói ôm một đống, cho bọn họ một mảnh lá non cũng đã được ích lợi vô cùng. Nên biết một lá trà năm đạo có thể cứu người khỏi sống chết, kéo người đó từ giây phút sống chết tàu hỏa nhập ma, có thể tưởng tượng lá trà 12 đạo kinh người cỡ nào. Học sinh chưa ăn lá trà 12 đạo, nhưng có thể tưởng tượng một mảnh lá trà 12 đạo, có thể khiến người đại đạo sáng tỏ, có thể quy tố căn nguyên. Tuy một mảnh lá trà 12 đạo sẽ không giúp tăng tiến đạo hạnh, nhưng có thể khiến người dễ mây thấy ánh mặt trời, suy tư thấy áo nghĩa chân trương, thu hoạch như thế vô giá biết bao. Cái này giống như thuật đại đế, vất vả mãi mà không tham ngộ được nhưng một mảnh lá trà 12 đạo là, có thể cho người tâm thần sáng tỏ, thông diệu của vạn pháp, trong một đêm hoàn toàn hiểu thấu ảo diệu của thuật đại đế. Có thể tưởng tượng mảnh lá trà 12 đạo như thế quý giá biết bao, kinh người biết mấy. Lý Thất Dạ ôm một đống lá non 12 đạo thì khiến người nhiễu nước miếng cỡ nào. Lý Thất Dạ nhìn đại đạo trà trong tay, cười nói, trà ngon cần bình tốt, và phải có nước tốt, gỗ tốt. Lý Thất Dạ ngước lên cười nói, nha đầu, ta nhớ thiên thần thư viện có nước tốt, bình tốt đúng không? Công tử thông thần. Một thanh âm trong trẻo vang lên, cực kỳ êm tai, tựa như tiên âm. Trong khoảnh khắc một nữ nhân đứng trong áng mây, phong hoa tuyệt thế, đẹp không thể tả xiết. Khi nàng đứng trên mây tựa như tiên nữ, nhìn nữ nhân đứng trên mây nhiều học sinh kinh kêu thiên tuyển lão sư biết bao học sinh ngước nhìn hướng tới dù là thiên tài tuyệt thế như túng thiên thiếu chủ cũng thẫn thờ vì phong tư tuyệt thế của nàng nữ nhân đứng trên mây là vũ thiên tuyển có thể nói là lão sư xinh đẹp nhất thiên thần học viện vũ thiên tuyển xuất thân cổ phủ nàng vô cùng cao quý cỡ như túng thiên thiếu chủ cũng không thể so sánh vũ thiên tuyển cao sâu khó dò không ai biết đạo hạnh cụ thể của nàng vừa có tài vừa có sắc khiến bao người ngưỡng mộ Lý thất dạ cười ra lệnh, đun một phong hoa tuyệt thế thoáng chốc biến mất. Bình đi, Vũ Thiên Tuyền Thiên Tuyền sẽ đi xin học viện. Yêu Kiều cười, Vũ Thiên Tuyền đi nhanh, về cũng nhanh. Giây lát đã có mặt, vào hết đi. Đại đạo trong tay Lý thất dạ, tản ra từ sườn núi như cây cầu dài vươn tới trước đám người mai tố giao. Mai tố giao, Vũ Thiên Tuyền, Lưu Kim Thắng bước lên cây cầu dài, đi tới dưới cây trà đại đạo. Vũ Thiên Tuyền đặt đống đồ xuống bàn ngọc bày ngang, ghế thần sắp ngay ngắn, đốt lư hương, rất là bận rộn. Lưu Kim Thắng, Mai Tố giao giúp một tay, thoáng chốc mọi thứ sắp xếp xong. Lý Thất Dạ không khách sáo, ngồi chễm chệ trước ghế thần đặt ngay giữa. Mấy lão già thiên thần thư viện thích uống trà thật. Lý Thất Dạ nhìn những dụng cụ, cười nói, trầm tinh cổ mộc là cực phẩm đun trà, phối hợp với lô đồng tiên cũ, dụng cụ như thế chỉ có trà cực phẩm mới xứng đôi. Còn có bộ ly diêu quang tử. Vũ Thiên Tuyền nhoẻn miệng cười, Nghe nói công tử sẽ đun trà nên mặc lão đặc biệt dâng ra bộ bình tốt của mình. Ngày thường mặc lão không nỡ dùng, chỉ ngẫu nhiên dùng nó pha đại đạo trà. Lời của Vũ Thiên Tuyển khiến đám học sinh tim rớt cái bịch. Mặc lão là lão sư kinh nghiệm lâu nhất thế giới, từng dạy học sinh cực kỳ lợi hại, có cả thượng thần, tiên vương. Ngày thường ít ai gặp mặt vị lão sư này. Lưu Kim Thắng sắn tay áo lên, cầm búa diêu chặt trầm tinh cổ mộc, để lão già ta làm việc cực cho. Hai vị cô nương lo nấu trà được rồi. Chốc lát Vũ Thiên Tuyền, Mai Tố Giao đã bưng lô đồng tiên cũ lên bắt đầu đốt lửa ấm lô đun trà. Lý thất dạ ngồi nhàn nhã, nhắm mắt dưỡng thần, lưng dựa ghế thần như đang ngủ. Lưu Kim Thắng từng búa chặt trầm tinh cổ mộc, lão chém từng khối cổ mộc đều đều, nhìn kỹ thì được xẻ theo vằn, rất ngay ngắn, tựa như quỷ phủ thần công. Vũ Thiên Tuyền lo canh lô đun trà, Mai Tố Giao quạt gió lo phần lửa, dáng vẻ hai nàng tự nhiên hàn nhã, không cảm thấy đây là việc cực nhọc cảnh tượng trước mắt khiến đám người bỏ qua lưu kim thắng chú ý đến vũ thiên tuyền mai tố giao nhìn hai nữ nhân tuyệt thế vào lúc này chỉ lo nhúm lửa đun trà người xem mắt thèm một người là lão sư đẹp nhất thiên thần thư viện một người là học sinh đẹp nhất hai nàng đun trà cho lý thất dạ quá cao giá hưởng thụ khiến người ta thèm nếu là người biết hàng sẽ chú ý lưu kim thắng tiếc rằng trên đời được mấy người biết hàng không nhiều người nhìn thấu lưu kim thắng nếu ai có thể nhìn thấu lưu kim thắng xem thượng thần cường đại như lão lo trẻ củi cho lý thất dạ thì sẽ làm người ta lòng rung động lưu kim thắng không hề thấy uất ức không hề oán than trẻ củi cho lý thất dạ người biết thực lực của lưu kim thắng sẽ thầm líu lưỡi không thể tưởng tượng trầm tinh cổ mộc đốt cháy trong lô đốm lửa tí tách như vì sao trong trời đêm rơi xuống lò lửa từng bụng bốc cháy lô đồng tiên cũ tỏa ánh sáng đồn khi lò lửa cháy ánh sáng đồng chiếu sáng vô số phấn vàng đồng nát rơi xuống phấn vàng phát ra thanh âm trong trẻo theo gió cực kỳ êm tai dễ nghe ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé trong lô có nước sau khi nước sôi lúc thì nhảy lên đôi khi chuyển động trông nó như tinh linh có sinh mệnh khi nó nhảy nhót thì xương khói mờ mịt trong làn hơi nước như thấy một thế giới ảo diệu lấp lánh lưu kim thắng đang trẻ củi thấy nước trong lô thì cảm thán rằng linh thần thiên thủy chỉ có trong giếng cổ thiên thần của thiên thần thư viện nghe lưu kim thắng nói dù là học sinh không biết hàng cũng nuốt nước bọt khan nhiều học sinh dù chưa từng thấy linh thần thiên thủy cũng có nghe về nó. Nhiều học sinh có nghe đồn thiên thần thư viện có một giếng cổ thiên thần, trong giếng có linh thần thiên thủy là cực phẩm trong nước, có thể định thần, xua ma, càng có thể tịnh vạn đạo. Tiếc rằng không phải ai cũng được thấy giếng cổ thiên thần, càng không nói tới uống linh thần thiên thủy, đây là thứ học sinh không có tư cách hưởng thụ. Lúc này đám người lý thất dạ dùng linh thần thiên thủy đun trà, xả xỉ không tả nổi. Nghe nói linh thần thiên thủy, các học sinh nuốt nước miếng, bọn họ muốn uống một miếng còn không được vậy mà nhóm lý thất dạ lấy ra nấu trà, lãng phí khiến người ngứa răng. Lát sau mùi trà thoang thoảng, hơi trà bốc lên như rồng như phượng, đôi khi có tiếng phượng hót, có khi là rồng ngâm như có rồng phượng xoay quanh. Ám để pha trà là cái bình cực phẩm, bộ ly tên diêu quang tử tiên, khi dùng bình này pha trà thì từng luồng sáng nở rộ, đung đưa như tiên quang từ trên trời giáng xuống. Bình bốc lên tử khí, trông như bình tiên. Nhìn cảnh đó làm mọi người thèm thuồng, không nói tới lá trà 12 đạo, chỉ tính dụng cụ trà đã là cực phẩm. Xem dị tượng trước mắt, người không biết hàng cũng hiểu rằng những trà cụ này không đơn giản. Lát sau mùi trà thơm nức, khi mùi hương bốc lên, hít một hơi là khiến người cảm giác như đang trong tiên cảnh. Mùi thơm khó tả quanh quẩn ở chóp mũi, như mộng như ảo, khiến người lâng lâng tự tiên, tinh thần thanh tẩy. Trong khoảnh khắc khiến người đại đạo viên mãn, leo lên tiên vị. Người mùi trà như thế khiến tất cả học sinh có mặt chảy nước miếng ròng ròng, nhiều học sinh quên hình tượng, há to mồm, có nước chảy ra. Tiếng nhiều học sinh nuốt nước miếng văng rõ to, trà tốt như vậy ai cũng muốn uống một ngụ. Vũ Thiên Tuyền tự tay đưa ly trà cho Lý Thất Dạ, mỉm cười nói, công tử đã uống vô số trà tiên, tay nghề của Thiên Tuyền nông cạn, xin công tử đừng chê. Tự tay Vũ Thiên Tuyền dâng trà, thấy cảnh làm người ta hâm mộ chết. Khiến lão sư sinh đẹp số một hầu hạ là điều bao người khao khát. Lý Thất Dạ bưng trà uống một hớp, cười nói, không tệ, còn chờ tiến bộ. Các học sinh câm nín, xoe tròn mắt. Được Vũ Thiên Tuyền hầu hạ đã là may mắn ba đời, Lý Thất Dạ còn nói hời hợt, không tệ, còn chờ tiến bộ, cuồng hết sức. Lý Thất Dạ uống liền mấy ly, nói, trà ngon, chưa xem như cực phẩm trần gian. Lý Thất Dạ bật cười, nói với nhóm Vũ Thiên Tuyền, các người cũng thử đi. Ba người Vũ Thiên Tuyền tự chia nhau một ly. Vũ Thiên Tuyền mỉm cười nói, hôm nay nhờ phúc của công tử được uống một ly đại đạo trà 12 đạo, cũng là tạo hóa, Lưu Kim Thắng nâng chén trà, cung kính khom người hướng Lý Thất Dạ, đa tạ công tử ban trà. Mai Tố Giao tự nhiên hơn Lưu Kim Thắng nhiều, dù sao nàng đã theo hầu Lý Thất Dạ lâu rồi. Cầu một mảnh lá trà 12 đạo cũng khó, giờ Lý Thất Dạ dùng để pha trà, xa xỉ khiến người cực kỳ ghen tị, khiến bao nhiêu học sinh nổi điên. Khi Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền uống đại đạo trà không lâu sau cả người tỏa ánh sáng, đại đạo ngân cùng, như thân hóa căn nguyên đại đạo. Phù văn vô tận hiện ra quanh thân bọn họ, các nàng biến đổi hoàn toàn, bọn họ cực kỳ rực rỡ. Đại đạo vô song, một ánh mắt khiến phức tạp thành giản đơn, tất cả đại đạo ở trong mắt các nàng trở nên dễ dàng, đơn giản. Đặc biệt bọn họ có thiên phú vô song, ảo diệu đại đạo này càng biểu hiện rõ rệt hơn. Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyển ngồi xếp bằng, nhập định tham ngộ. Với hai nàng thì đây là cơ hội hiếm có, không phải ai cũng được uống đại đạo trà 12 đạo, huống chi ngộ đạo dưới cây đại đạo trà thì càng hiếm có hơn có thể nói ngộ đạo trong trạng thái này, hết thảy đều hiểu ra. Nghi hoặc bình thường lấn cấn trong lòng giờ bị giải quyết dễ dàng. Không chỉ mai tố giao, vũ thiên tuyền, cả người lưu kim thắng cũng tỏa ánh sáng nhạt. Ánh sáng của lưu kim thắng nhạt hơn mai tố giao, vũ thiên tuyền nhiều, không gây động tĩnh lớn như hai nàng. Dù vậy lão vẫn ngồi xuống đất nhập thần trầm tư. Trong bọn họ người thay đổi nhỏ nhất là lý thất dạ, hắn uống đại đạo trà nhiều nhất, phản ứng rất ít, chỉ có ánh sáng nhạt dâng lên rồi biến mất ngay người khác nhìn sẽ cho rằng hiệu quả uống đại đạo trà khác biệt. Phản ứng của Lý Thất Dạ và Lưu Kim Thắng không rõ rệt bằng Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền. Huống chi mọi người đều biết Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền thiên phú tuyệt thế. Nên khi thấy cảnh này sẽ nghĩ Lý Thất Dạ, Lưu Kim Thắng uống đại đạo trà có hiệu quả không tốt. Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền mới phát huy uy lực thật sự của đại đạo trà, phát huy rõ ràng chỗ tốt của đại đạo trà, khiến uy lực đại đạo trà hiển hiện đại đạo, tham định vạn pháp ở mức độ lớn nhất đám người không biết rằng đó là vì lý thất dạ hiểu đại đạo vượt xa mai tố giao vũ thiên tuyền lưu kim thắng lưu kim thắng phản ứng không rõ bằng vũ thiên tuyền mai tố giao vì đã quá mạnh đến đẳng cấp như lão đừng nói mai tố giao dù là vũ thiên tuyền so sánh cũng kém lưu kim thắng xa thiên phú của mai tố giao vũ thiên tuyền tuyệt thế nhưng tu đạo kém xa lý thất dạ lưu kim thắng sống lâu nên uống đại đạo trà khiến các nàng được ích lợi không nhỏ khiến các nàng hiểu ra vạn pháp trong lòng thông thần thấy lý thất dạ uống đại đạo trà mà không có hiệu quả gì tư tông thần tử khẽ hừ trâu nhai mẫu đơn tư tông thần tử nhỏ giọng nói lãng phí trà tốt câu này đầy ghen tị tư tông thần tử cũng không cơ hội uống trà tốt vậy đúng rồi học sinh thánh viện lẩm bẩm uống nhiều trà tốt vậy mà không có hiệu quả gì quá lãng phí đám học sinh chỉ có thể ghen tị trong lòng cực kỳ ghen ghét túng thiên thiếu chủ hừ lạnh xoay người đi khi túng thiên thiếu chủ sắp đi lý thất dạ ngồi trong ghế thần lười biếng nói ai đã nói sẽ quỳ dạp dưới đất vậy? Túng thiên thiếu chủ biểu tình cực kỳ khó xem, lúc trước gã có nói nếu lý thất dạ hái được lá trà 12 đạo, thì gã sẽ quỳ dạp dưới đất. Ban đầu mọi người không ngờ, hái lá trà 12 đạo chỉ là người si nói mộng, hiện tại lý thất dạ làm được. Bởi vậy lúc này túng thiên thiếu chủ sắc mặt hết sức khó coi, gã không thể quỳt nợ trước mắt bao người, dù sao gã nổi tiếng, nếu quỳt nợ thì mất hết danh tiếng. Còn không mau quỷ dạp dưới đất. Lý thất dạ bình tĩnh ra lệnh, nam tử hán đại trượng phu dám chơi thì dám chịu túng thiên thiếu chủ hít sâu nói được ván này ta thua túng thiên thiếu chủ quỳ dưới đất quỳ dạp sát đất lại lý thất dạng túng thiên thiếu chủ cực kỳ không muốn hơi tức giận nhưng túng thiên thiếu chủ xuất thân từ truyền nhân của tiên vương một môn năm tiên vương gã nói được phải làm được dám chơi cũng dám chịu không giống một số người tự xưng thiên tài nhưng không thua nổi nên khi túng thiên thiếu chủ quỳ dạp dưới đất khiến một số học sinh đế phủ thầm dơ ngón cái lên, cảm thấy gã là loại người dám cá dám thực hiện, có khi khái nam nhi, dám chịu. Thế này mới không nhục túng thiên giáo của ngươi. Lý thất dạ gật gù nhìn túng thiên thiếu chủ quỳ dạp dưới đất, vất tay nói, đi đi, nếu như ngươi không phục tùy thời đều có thể tới khiêu chiến ta. Túng thiên thiếu chủ hử mũi, không nói gì nữa xoay người đi. Ván này gã thua thảm. Túng thiên thiếu chủ thua te tua nhưng gã vẫn còn ngạo khí, gã không vì mình thua một ván mà sợ lý thất dạ. Trong lòng gã vẫn cứng rắn, có ngày gã sẽ thắng lại. Người khác mà bị khí thế phô trương của Lý Thất Dạ, chấn áp thì sau này nhìn hắn sẽ run rẩy, nhưng Túng Thiên Thiếu Chủ thì không. Có thể nói Túng Thiên Thiếu Chủ càng thua càng anh dũng, trong lòng gã thầm quyết định có ngày sẽ đánh bại. Túng Thiên Thiếu Chủ rời khỏi, lục kiếm thiểu hoàng, kiêu hoành tiên đế cũng đi. Tam tử thiên thần học viện lần lượt ra đi, học sinh khác cảm thấy ở đứng đây ngó chảy nước miếng thì chán chết nên cũng đi. Trong phút chốc nơi này trở lại bình tĩnh, chỉ có nhóm lý thất dạ ở dưới đại đạo trà, một lúc lâu sau mai tố giao vũ thiên tuyển thu lại ánh sáng lấy lại tinh thần hiệu quả của mai tố giao vũ thiên tuyển rất rõ ràng hai người mắt sáng rực như mắt đại đạo có thể xuyên thấu hết thảy sương mù đại đạo vũ thiên tuyển đứng dậy cung tay hướng lý thất dạ phong tư tuyệt thế nói đa tạ công tử hôm nay thu hoạch phong phú thiên tuyển muốn trở lại bế quan một chút đi đi lý thất dạ nhẹ phất tay cổ phủ có nhiều tiên trà thứ này chỉ dệt hoa trên gấm cho nàng Vũ Thiên Tuyền nhoẻn miệng cười, cơ hội luôn hiếm có, đáng để Thiên Tuyền trân trọng. Phong tư của Vũ Thiên Tuyền khiến người thần hồn điên đảo, bao người vì nàng mà ngày nhớ đêm mất ngủ. Đám gia cổ phủ rất có ánh mắt. Lý Thất Dạ cười nói, trong thế hệ trẻ đương thời nàng chưa chắc mạnh nhất, không có thiên phú cao nhất nhưng phẩm như đá vàng, cổ phủ đã chọn đúng người. Vũ Thiên Tuyền rất khiêm tốn, mỉm cười cung kính nói, đa tạ công tử khích lệ. Vũ Thiên Tuyền từ biệt, nhẹ nhàng rời đi, tiên tư vô song tựa như tiên nữ trong áng mây, đến đi để lại bóng hình xinh đẹp nhất. Vũ Thiên Tuyền đi rồi, Mai Tố Giao lên tiếng, công tử, ta cũng muốn đi. Giữa chán Mai Tố Giao có khối tiên cốt, có thể biến phức tạp thành đơn giản, nhìn thẳng ảo rượu Mai Tố Giao uống đại đạo trà xong cảm giác đạo tâm của mình càng sáng, cảm nhận ảo rượu nguyên vườn trà, như thể nàng bước một bước là sẽ bước vào nguồn đại đạo vườn trà, tùy thời tùy lúc hiểu ra áo nghĩa đại đạo. Lý thất dạ cười nói, tuy vườn trà rượu nhưng chưa phải rượu nhất trở về đi về thiên thần học viện nàng sẽ có thu hoạch nhiều hơn nàng sẽ phát hiện so với thiên thần học viện thì vườn trà chỉ là một tiểu thế giới cửu giới mới là thế giới mênh mông vô tận nó sẽ cho nàng thu hoạch lớn hơn đây là lý do tại sao nha đầu thiên tuyền vội vàng trở lại bế quan được lý thất dạ điểm tỉnh mai tố giao mừng thầm vội vái tố giao xin đi ngay vũ thiên tuyền mai tố giao đều rời khỏi lý thất dạ nhìn lưu kim thắng luôn giữ im lặng về ảo diệu đại đạo có người một ánh mắt nhìn thấu có người luôn vất vả tham ngộ. Đây là tại sao thiên tài cao ngạo, vì thành công đến rất dễ dàng. Lão sư nói rất đúng. Lưu Kim Thắng gật gù, ta cũng là kẻ ngu dốt, có một số đạo lý tham ngộ vạn năm mới hiểu ra. Lý thất dạ lạnh nhạt nói, nếu ngươi là kẻ ngu dốt thì rất khó tìm ra người thông minh. Lão sư quá khen. Lưu Kim Thắng cười gượng, thiên tuyển cô nương và tố giao cô nương là tuyệt thế đương thời, thiên phú của bọn họ tuyệt thế vô song, ta không thể với tới, bàn về thiên phú bọn họ chưa chắc mạnh hơn lúc ngươi trẻ tuổi lý thất dạ cười nói nhưng bọn họ sinh ở thời đại này gặp đúng người bọn họ hiểu thiên địa cao xa bao nhiêu đúng rồi không biết là chuyện hạnh phúc nhưng cũng ngu xuẩn khi ngươi không đứng ở đỉnh cao nhất sẽ không biết thiên địa cao xa cỡ nào lưu kim thắng cảm thán rằng tương lai tạo hóa của thiên tuyển cô nương và tố giao cô nương e rằng trên ta rất xa lý thất dạ cười cười ngươi cũng có cơ hội lý thất dạ tùy ý nói về sau có lẽ ngươi cũng có cơ hội lên đỉnh, có vài chuyện không phải không thể. Đa tạ lão sư nâng đỡ. Lưu Kim Thắng cười khổ nói, nếu sớm hơn một vạn năm có lẽ ta còn tin tưởng, bây giờ già rồi, nắm xương gài không chịu nổi dày vỏ, e rằng đạo của ta chỉ tại đây. Khi thấy đỉnh cao rồi mới hiểu mình cách đỉnh xa xôi biết bao, không phải một, hai bước có thể lướt qua cự ly này. Lưu Kim Thắng cảm thán rằng, tiếc nuối là học sinh không được gặp Lưu Kim Thắng sớm hơn. Lý thất dạ bật cười, lắc đầu nói, "Chưa chắc, nếu ngươi gặp ta lúc trẻ không chừng sớm bị ta chém." Nghe Lý Thất Dạ nói làm Lưu Kim Thắng cười gượng, công nhận rằng lão sư nói cũng phải, lúc trẻ ta rất xấu tính, chẳng tốt hơn nhóm Túng Thiên thiếu chủ hôm nay bao nhiêu. Lưu Kim Thắng công nhận điều này, thời trẻ lão ngạo khí có bao giờ thèm để ai vào mắt. Lưu Kim Thắng ngày xưa trong mắt không chứa ai, gai mắt tất cả mọi người, cực kỳ kiêu ngạo. Như Lý Thất Dạ đã nói, lúc trẻ Lưu Kim Thắng gặp hắn thì chắc sẽ xung đột với hắn lão sẽ là người đầu tiên không phục hắn lúc đó mà xung đột với lý thất dạ thì chắc chắn lưu kim thắng sẽ bị hắn chém bây giờ lưu kim thắng lớn tuổi rồi trải qua biết bao mưa gió khi lão đã thấy vô địch thật sự mới hiểu mình cách vô địch xa thế nào mới biết cái gì là độ cao mà lão không cách nào với tới vì có cuộc đời như vậy nên khi lần đầu tiên gặp lý thất dạ lưu kim thắng điệu thấp cẩn thận như thế nếu không lúc trẻ lão xấu tính sớm cãi lại hắn lưu kim thắng cũng hiểu tính cách ngày nay đã cứu lão nếu ngày đầu tiên gặp Lý Thất Dạ đã sốc bàn trước mặt hắn, thì giờ này lão sẽ không thể đứng đây, không chừng sớm bị hắn chém. Tuy Lưu Kim Thắng cực kỳ mạnh, người đến cảnh giới như lão thì sẽ không tự coi nhẹ mình. Thượng thần đến, thậm chí một số tiên đế cửu giới tới thì Lưu Kim Thắng không sợ, nói câu hơi vênh váo là lão không thèm để mắt tiên đế cửu giới thấp vị. Nhưng Lý Thất Dạ đáng để Lưu Kim Thắng cung kính, vì tới cảnh giới như hắn, đạo hạnh sâu cạn không còn quan trọng. Dù hai tay Lý Thất Dạ Chói gà không chặt thì hắn có trăm ngàn vạn cách diệt lưu kim thắng. Ngạo khí cũng không có gì xấu. Lý thất dạ cười nói, nhưng đừng mù quáng là được, ai không có mấy phần ngạo khí. Lưu kim thắng cảm khái cười nói, tuổi trẻ khinh cuồng. Lưu kim thắng hoài niệm thời còn trẻ, đó đúng là năm tháng khiến người nhớ nhung, nhưng cũng làm người ta bỏ lỡ nhiều thứ. Không trách lưu kim thắng cảm khái như vậy. Nếu lúc trẻ lưu kim thắng không quá cuồng, nếu lão khiêm tốn một chút, nếu lão Khiêm tốn như bây giờ thì dù không trở thành tiên đế cửu giới, không vấn đỉnh 12 thiên mệnh như tiên vương, nhưng có cơ hội nhất định trở thành cổ thần. Lưu Kim thắng bỏ lỡ thời gian tốt nhất trong đời, vụt mất cơ hội tốt nhất. Lý Thất Dạ cười cười, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, chân trời vang tiếng nổ, thiên địa lung lay. Một luồng sát quang bắn lên cao rồi biến mất. Lý Thất Dạ dương mắt nhìn lại, mỉm cười nói, đám gài thiên thần học viện thú vị thật, cho vài lão sư trẻ tha hồ chơi thất sát tháp thành dựng lâu như vậy mà vẫn không ngã đây chỉ là các lão tổ thiên thần thư viện cố ý để lại lưu kim thắng cười gượng thất sát tháp bình thường không là gì với thiên thần thư viện để nó ở đó là thay lời nhắc nhở nhắc mình cũng nhắc hậu nhân lý thất dạ cười nói rất có thể lý thất dạ đứng dậy đi thôi đi xem thử lưu kim thắng cười gượng biểu tình lúng túng cái này lý thất dạ mỉm cười nhìn lưu kim thắng như thế nào thất sát tháp tầm thường mà cũng làm ngươi sợ không không có lưu kim thắng gượng gạo nói học sinh cùng lão sư đi xem là được lý thất dạ cười cười đạp không mà đi lưu kim thắng thầm thở dài vội theo sau lý thất dạ thất sát tháp học sinh đến vườn trà đều nghe qua tòa tháp này học sinh vào vườn trà có chút tự phụ nhất định sẽ đến xem thử thất sát tháp lơ lửng trên bầu trời ẩn sau áng mây nơi đó sát khí ngút trời sát khí mỗi tầng trồng chất với nhau thành bảy tầng bậc thang mỗi bậc thang đều là sát khí như biển, trông như biển sát khí. Vì thế nhìn các tầng sát khí từ xa giống như bảy tầng đại dương sát khí. Dưới thất sát tháp là một ngọn núi cao, nó là một trong những ngọn núi cao nhất vườn trà. Nhưng thất sát tháp chấn áp tại đây không chỉ đè ngọn núi còn đè một đại mạch. Thất sát tháp không cao nhưng nó chấn áp ở đó, như ngọn núi ma khiến người không thể vượt qua, nó liên tục tuôn ra sát khí. Vì sát khí liên miên không dứt này mới hình thành biển sát khí bên ngoài thất sát tháp nói đến thất sát tháp thì có một câu chuyện về nó. Câu chuyện từng lưu truyền trong thiên thần học viện thật lâu. Nhân vật chính của câu chuyện là cửu u cuồng ngao, học sinh thiên tài của thiên thần học viện. Đồn rằng cửu u cuồng ngao từng là một trong học sinh có thiên phú nhất thiên thần học viện, thiên phú cao khiến lão sư thiên thần học viện rất xem trọng gã. Vì thiên phú của cửu u cuồng ngao quá cao khiến gã ngạo khí ngút trời, bế nghệ bát phương, dưới mắt không còn ai, thậm chí coi khinh lão sư của thiên thần học viện. Vì cửu u cuồng ngao quá ngạo nên có một lần trong hội phẩm trà xung đột với lão sư thiên thần thư viện, nói chuyện không hợp liền khiêu chiến lão sư. Nên biết, trong thiên thần học viện không có bao nhiêu học sinh dám dễ dàng khiêu chiến lão sư, dù sao đa số lão sư thiên thần học viện thấp nhất cũng là thượng thần. Cửu U cuồng ngao khiêu chiến lão sư thiên thần học viện, công nhận gã có tư cách cuồng ngạo, một hơi đánh bại âm vị lão sư, duệ khí không ai cản nổi. Lúc này Kim Qua kinh động lão tổ thiên thần thư viện ra tay đánh bại gã. Cửu U cuồng ngao bị đánh bại cực kỳ không phục, gã lập tức dùng báu vật mạnh nhất của mình chấn áp tại đây tuyên bố có ngày gã sẽ tự trở về lấy lại và đánh bại tất cả biến thành thiên thần thư viện báu vật đó chính là thất sát tháp ngày nay còn sừng sững trong thiên thần thư viện nói cũng kỳ thực lực của thiên thần học viện dư sức lấy thất sát tháp đi nhưng lại để mặc cho thất sát tháp sừng sững tại đây với một tông môn thì cường giả môn phái mình bị đánh bại hơn nữa một đại mạch bị báu vật của người ta chấn áp đây là sỉ nhục đổi lại môn phái khác đã sớm lấy thất sát tháp đi nhưng thiên thần học viện thì không, mặc kệ thất sát tháp chấn áp tại đây, để cho thất sát tháp chấn áp đại mạch này. Thú vị hơn là thiên thần, học viện thường phái một số lão sư trẻ tuổi đến thất sát tháp tôi luyện, nhận sát khí trong bảy tầng sát hải. Lạ lùng là sau đó cửu U của Ngao không quay về lấy báu vật của mình. Nên biết về sau cửu U của Ngao danh chấn thiên hạ, trở thành thượng thần có 11 đồ đằng, đương thời khó có địch thủ. Theo đạo lý cửu U của Ngao, đến cảnh giới như vậy thì nên quay về thiên thần thư viện lấy đi thất sát tháp, hơn nữa đánh bại lão sư để rửa nhục. Nhưng từ khi Cửu U cuồng ngao trở thành thượng thần, có 11 đồ đằng thì không còn bước vào Thiên Thần thư viện một bước, không nói sẽ trở về lấy Thất Sát Tháp. Lý do tại sao Cửu U cuồng ngao không thực hiện lời ngông cuồng lúc trẻ thì người ngoài không biết. Dù Cửu U cuồng ngao không trở về lấy Thất Sát Tháp nhưng Thiên Thần thư viện cũng không phái người bứng nó lên, khiến Thất Sát Tháp sừng sững ở đây. Từ đó thấy được Thiên Thần học viện có lòng dạ người khác không có, hèn gì người ta hay nói Thiên Thần thư viện có thể chứa trăm sông. Khi nhìn thất sát tháp, học sinh nào cũng cảm thán rằng, thất sát tháp, cửu u của ngao ngày xưa đúng là kiêu ngạo. Thất sát tháp hiện tại mạnh còn hơn xưa, bởi vì thất sát tháp chấn áp tại chỗ này quá lâu, nó chấn áp đại mạch biến linh khí hóa thành sát khí, tích lũy tháng ngày khiến thất sát tháp mạnh hơn xưa rất nhiều. Có một thanh niên trong sát khí hải tầng thứ sáu thét dài, thật lợi hại, trọng bảo này. Thanh niên không chịu nổi sát khí trong đó đã xé rách hư không, nháy mắt đạp ra, bộ dạng chật vật nhưng vẻ mặt phấn khởi thanh niên bước ra sát hải, quay đầu nhìn thất sát tháp, cảm thán rằng, hèn gì năm xưa cửu u của ngao ngạo như thế, thực lực đúng là kinh người, ghê gớm, ghê gớm. Thanh niên xoay người đi, nhìn lão sư này thất bại ra đi, các học sinh vây xem bàn tán, chú lão sư cũng không thể xông lên thất sát tháp. Hiện tại thất sát tháp quá cường đại, có lão sư dự đoán muốn đi hết 7 tầng sát khí hải dương phải là thượng thần, có ít nhất 8 đồ đằng. Học sinh thảo luận, muốn lấy đi thất sát tháp phải là thượng thần 10 đồ đằng trở lên chưa chắc có người cười nói không nhất định phải có thượng thần mạnh như vậy nghe thế mọi người nhìn sang người kia học sinh khiêm tốn thỉnh giáo thiểu hoàng có cao kiến gì người này là lục kiếm thiểu hoàng gã cũng tới xem náo nhiệt vì từng nghe phụ thân nhắc đến thất sát tháp lúc này vừa lúc có lão sư thiên thần học viện bị phái tới chỗ này rèn luyện lục kiếm thiểu hoàng nhìn thất sát tháp động lòng nói có thể dùng kỹ xảo không nhất định phải cứng rắn cướp thất sát tháp thất sát tháp trước mắt là trọng bảo cực kỳ mạnh, năm xưa cửu u của ngao rất yêu quý nó, gã giận lẫy mới để báo vật chấn áp chỗ này. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phụ thân của lục kiếm thiểu hoàng là cửu kiếm thượng thần, một vị thượng thần 11 đồ đằng, nên có ý tranh phong với cửu u của ngao. Dù sao cùng là thượng thần 11 đồ đằng, không trách cửu kiếm thượng thần có hùng tâm quyết cao thấp, nên cửu kiếm thượng thần có nghiên cứu về thất sát tháp còn nói cho nhi tử lục kiếm thiều hoàng nghe một số huyền diệu của thất sát tháp. Học sinh tò mò hỏi lục kiếm thiều hoàng, dùng kỹ xảo như thế nào? Lục kiếm thiều hoàng cười tủm tỉm không đáp. Mọi người thấy lục kiếm thiều hoàng cười thì không hỏi tới, không ai cho rằng gã nói khoác, vì phụ thân của gã là thượng thần 11 đồ đằng. Lục kiếm thiều hoàng biết chút ảo diệu của thất sát tháp cũng chẳng có gì lạ. Mỗi một giới học viện đều sẽ phái một vài lão sư trẻ tuổi đến rèn luyện. Không biết học viện còn phái lão sư khác tới không? Có học sinh nói. Chu lão sư là lão sư khá giỏi trong lão sư bách đường chúng ta, là thiên tài một thế hệ vậy mà không lên được học sinh thiên tài nói. Nếu hỏi trong lão sư trẻ hiện nay, của học viện chúng ta ai lên được sát hải tầng thứ bảy có lẽ, chỉ mình khải hàng lão sư. Ta cũng thấy vậy. Học sinh khác gật đầu khen, trừ khải hàng lão sư ra ta cảm thấy thiên tuyển lão sư cũng được, tuy chưa từng bày ra thực lực nhưng ta cho rằng, thiên tuyển lão sư tuyệt đối không yếu hơn khải hàng lão sư. Nhiều học sinh đồng ý. Thiếu niên vương là một trong những lão sư trẻ tuổi mạnh nhất của thiên thần học viện. Mọi người cũng không nghi ngờ thực lực vũ thiên tuyền, vì nàng sâu không lường được, huống chi làm truyền nhân của cổ phụ, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Không ai biết cụ thể vũ thiên tuyền mạnh đến mức nào, nhưng mọi người vẫn thừa nhận thực lực của nàng, không thì nàng đã chẳng trở thành lão sư của thiên thần thư viện. Còn một lão sư cũng sâu không lường được. Học sinh bách Đường xen lời, đó là lý thất dạ lão sư của thư phòng, mới vừa rồi hắn hái lá trà 12 đạo, quá nghịch thiên không chừng lý lão sư mạnh hơn khải hàng lão sư, thậm chí thiên tuyển lão sư nhiều. Không thấy thái độ của thiên tuyển lão sư đối với lý lão sư rất khác sao. Lão sư bạo lực. Nhắc đến lý thất dạ lão sư của thư phòng là mọi người sẽ bật thốt. Lão sư bạo lực, ai nấy đều biết chuyện hắn hung bạo. Rất có thể, chuyện hai la trao 12 đạo rất nghịch thiên. Học sinh bách đường khác gật gù, nếu lão sư bạo lực đến chắc có thể lên tới sát hải tầng thứ bảy. Hừ, chưa chắc. Lục kiếm thiểu hoàng hừ lạnh một tiếng, Hái đại đạo trà không liên quan gì đến thực lực, chẳng qua các loại nhân tố kết hợp, may mắn không chừng may mắn nên hái được lá trà 12 đạo. Khải Hàng là thiên tài tuyệt thế đương thời, chỉ có nhân thánh mới sóng vai được, hạng người vô danh khác làm sao sánh vai với Khải Hàng lão sư? Đám học sinh nghe Lục Kiếm Thiều Hoàng nói vậy, đặc biệt học sinh Bách Đường đều ngoan ngoãn im miệng. Bọn họ muốn yên ổn trong Bách Đường thì tốt nhất là đừng đắc tội Lục Kiếm Thiều Hoàng, gã có sức ảnh hưởng cực mạnh trong Bách Đường. Đương nhiên mọi người hiểu lục kiếm thiểu hoàng rất thân với thiếu niên vương cổ khải hàng Cổ khải hàng và túng thiên thiếu chủ có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn Tam tử học viện rất thân nhau nên lục kiếm thiểu hoàng bênh cổ khải hàng là lẽ thường Thiểu hoàng nói đúng lắm Học sinh bách đừng đầu óc nhanh nhẹ đồng ý ngay Khải hàng lão sư là thiên tài giỏi nhất thời đại chúng ta Chỉ có nhân thánh mới sánh vai được Lúc trước khải hàng lão sư từng đánh bại đạo long thiên đế mấy lần Trên đời này chỉ mình khải hàng lão sư là có chiến tích như vậy đệ thập giới khiến người bàn tán không mỏi miệng, không chỉ vì gã có thiên phú ngang ngửa nhân thánh, thượng thần trẻ tuổi nhất, chiến tích đáng kiêu ngạo của gã là cuộc chiến với đạo long thiên đế. Nghe đồn lúc đạo long thiên đế chưa trở thành đại đế từng sáu lần quyết chiến với cổ khải hàng, năm lần đầu toàn cổ khải hàng chiến thắng đạo long thiên đế, nhưng lần thứ sáu thì đạo long thiên đế chiến thắng thiếu niên vương cổ khải hàng. Người ngoài không biết tình huống cụ thể trận chiến này, chỉ biết sau khi liên tục thua năm lần rốt cuộc đạo long thiên đế chiến thắng thiếu niên vương cổ khải hàng. Khi ấy cổ khải hàng chưa phải thượng thần, đạo long thiên đế không là đại đế. Không biết có phải vì trận chiến này, mà cuối cùng cổ khải hàng không đi lên con đường tiên vương mà đi hướng phong thần. Hiện tại mọi người đều biết đạo long thiên đế hai lần chịu tải thiên mệnh, trở thành đại đế có sáu thiên mệnh. Cổ khải hàng cũng có đồ đằng, thành thượng thần sáu đồ đằng, thượng thần trẻ tuổi nhất đương thời. Có thể nói quyết chiến giữa cổ khải hàng và đạo long thiên đế, năm xưa thành đề tài câu chuyện nóng nhất của gã. Tương lai Khải Hàng lão sư chắc chắn sẽ trở thành cổ thần, sóng vai với quy phàm cổ thần, không ai với tới vận mệnh của Khải Hàng lão sư được. Lục Kiếm Thiều Hoàng lạnh lùng cười, còn lão sư nào đó thì chưa chắc. Ví dụ Thất Sát Tháp này đây, Khải Hàng lão sư đến nhất định sẽ vào được tầng thứ bay, chắc chắn thắng lão sư nào đó. Hừ, có lẽ không cần Khải Hàng lão sư ra tay, nếu ta vào Thất Sát Tháp thì sẽ mạnh hơn lão sư nào đó. Lục Kiếm Thiều Hoàng nói cực kỳ bá khí gã không khoác lác vì năm xưa phụ thân của gã đã nghiên cứu thất sát tháp nói cho gã biết ảo diệu của thất sát tháp với thực lực của lục kiếm thiều hoàng không thể nào lấy thất sát tháp đi nhưng gã tự nhận là dựa vào ảo diệu được phụ thân truyền dạy thì gã tự tin có thể mưu lợi tin tưởng sẽ đi vào sát hải tầng thứ bảy thất sát tháp được nên trong lòng lục kiếm thiều hoàng tràn đầy tự tin buông lời ngông cuồng ám chỉ về thất sát tháp thì gã mạnh hơn lão sư nào đó chẳng qua lục kiếm thiều hoàng không gọi thẳng tên lý thất dạ ra trong lúc lục kiếm thiều hoàng tràn trề tự tin thì một thanh âm nhàn nhã vang lên đang nhắc tới ta mọi người lập tức nhìn lại chỉ thấy lý thất dạ ung dung đi tới lưu kim thắng theo bên cạnh hắn thấy lý thất dạ nhiều học sinh biến sắc mặt lão sư tới đặc biệt học sinh bách đường mới rồi nịnh hót càng sợ đứng tim thụt lùi mấy bước không dám nhìn lý thất dạ lục kiếm thiều hoàng biến sắc mặt gã không ngờ lý thất dạ đến đây nhưng lục kiếm thiều hoàng đã nói lời ngông cuồng rồi kêu gã rút lời lại là điều không thể vì vậy sắc mặt lục kiếm thiểu hoàng khó chịu đứng yên tại chỗ. Gã tiến lùi khó khăn. Lý thất dạ đi tới, hắn không khó xử lục kiếm thiểu hoàng, chỉ liếc gã một cái rồi nhìn hướng thất sát tháp. Lý thất dạ nhìn thất sát tháp không phải vì bực mình học sinh mà có lý do. Lưu Kim Thắng đi theo Lý thất dạ đến, khi thấy thất sát tháp thì biểu tình rất quái dị, ánh mắt phức tạp xem tòa tháp, buông tiếng thở dài. Lý thất dạ xem thất sát tháp, cuối cùng thu lại tầm mắt mỉm cười nói, nếu ta chấn áp thất sát tháp tại đây thì chắc chắn sẽ trở về lấy. Lưu Kim Thắng bột miệng hỏi, tại sao? Không tại sao? Lý thất dạ cười nói, với ta thì có đầu phải có cuối. Dù là trở về chấm dứt ân oán với thiên thần thư viện, thực hiện lời hứa của mình hay lý do nào khác, nếu là ta chắc chắn sẽ quay về. Tiếc rằng cửu u cuồng ngao không trở lại. Có lẽ hắn sám hối mình tuổi trẻ khinh cuồng. Lưu Kim Thắng khẽ nói, mỗi người ở mỗi giai đoạn trong đời đều có tâm tính khác nhau, sám hối cũng không có gì đáng để mất mặt, nếu sám hối thì càng nên trở về. Lý thất dạ bình tĩnh nói, tục ngữ nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Tại sao nhóm lão tổ thiên thần học viện luôn giữ lại tòa tháp này? Không chỉ vì nhắc nhở còn vì chờ ngày nào đó. Nghe Lý thất dạ nói, Lưu Kim Thắng im lặng. Các học sinh nghe Lý thất dạ và Lưu Kim Thắng đối thoại, đương nhiên không bao nhiêu học sinh thèm để Lưu Kim Thắng trong lòng. Rất nhiều học sinh luôn nghĩ học sinh thư phòng kém cỏi, huống chi Lưu Kim Thắng lớn tuổi mới bái vào thư phòng, thiên phú kém cỏi là cái chắc lưu kim thắng đành nói thất sát tháp mạnh hơn nhiều đúng là biến mạnh rồi lý thất dạ mỉm cười nói tháp này lịch bất phàm nó chấn áp tại chỗ này lâu năm thôn nạp đại mạch giống như mọc dễ vậy với thiên thần học viện đừng nói là học sinh dù là lão sư cũng ít ai vượt qua tháp này leo lên đỉnh được muốn lấy nó xuống càng khó hơn không trách năm xưa cửu u cuồng ngao buông lời hùng hồn đây đúng là một báu vật không tầm thường lưu kim thắng chỉ có thể nói tuổi trẻ khinh cuồng Hừ, Thiên Thần Học Viện ngọa hổ tàng long. Lục Kiếm Thiều Hoàng không nhịn được nói, ai đó không được không có nghĩa là người khác không thể. Lục Kiếm Thiều Hoàng rất muốn nói đến Cổ Khải Hàng, vì gã bất mãn Lý Thất Dạ, hy vọng lôi tên Cổ Khải Hàng ra chèn ép uy phong của hắn. Lý Thất Dạ liếc Lục Kiếm Thiều Hoàng, ngươi đang nói chính mình sao? Lý Thất Dạ cười nói, Thiên Thần Học Viện đúng là ngọa hổ tàng long, nhưng không phải ngươi là tàng long hay ngọa hổ. Bị Lý Thất Dạ nghĩa lại làm Lục Kiếm Thiều Hoàng biến sắc mặt gã vốn có xung đột với hắn giờ hắn thốt câu đó rõ ràng là nhằm vào gã lục kiếm thiểu hoàng hít sâu bình ổn đạo tâm lạnh lùng nói đạo hạnh của ta mỏng sức nhỏ nhoi của ta muốn nhổ thất sát tháp lên là không thể nào nhưng nếu lên bảy tầng sát hải thì ta có tự tin tuy bằng vào thực lực của lục kiếm thiểu hoàng không thể vào sát hải tầng thứ bảy của thất sát tháp được nhưng gã nắm giữ ảo diệu nên mới dám nói hùng hồn như thế lý thất dạ gật gù khen ghê gớm có can đảm thái độ của lý thất dạ làm lục kiếm thiều hoàng ngạc nhiên ban đầu gã còn tưởng hắn sẽ lấy cơ chế nhạo gã ai ngờ được khen lục kiếm thiều hoàng không biết làm sao ra chiêu nữa lục kiếm thiều hoàng thở hắt ra trầm giọng nói học sinh rất muốn vào sát hải tầng thứ bảy không biết lão sư có thể chỉ điểm đôi chút không học sinh nghe mà ngạc nhiên nhiều người giật nảy mình câu này rõ là khiêu chiến với lý thất dạ khiêu chiến lão sư trong thiên thần học viện cần có can đảm rất lớn Lý thất dạ cười tươi, chậm rãi nói, hơi thú vị. Năm xưa tại đây cửu u của Ngao khiêu chiến lão sư thiên thần học viện, cũng đánh bại lão sư. Hôm nay ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hậu sinh khảo ý, theo bước chân người đi trước. Lục kiếm thiểu hoàng hít sâu, đạo tâm kiên định, gã lạnh lùng nói, lão sư cũng thích học sinh chúng ta khiêu chiến đúng không? Học sinh không biết tự lượng sức mình, muốn so tài một chút với lão sư. Lục kiếm thiểu hoàng, đột nhiên khiêu chiến lý thất dạ vì tạm thời này ý rồi lại không có gì bất ngờ lục kiếm thiều hoàng chịu thiệt vài lần trước mặt lý thất dạ đang ôm cực tức nên gã muốn báo thù lây lại mặt mùi trước khiêu khích của lục kiếm thiều hoàng lý thất dạ cười hờ hững không biết ngươi muốn so thế nào đã trở mặt rồi thì lục kiếm thiều hoàng không giả nai nữa gã lạnh lùng nói học sinh không biết tự lượng sức mình muốn đi vào sát hải không biết lão sư dám đi lên một chuyến hay không lý thất dạ nhìn thất sát tháp từng tầng sát khí trồn chất đi sát hải một chuyến sát khí chảy xuôi như đại dương mênh mông hèn người ta gọi nó sát hải lý thất dạ cười tủm tỉm có gì không dám lý thất dạ tùy ý nói hành động này e là ngươi không biết tự lượng sức mình tự chuốc lấy khổ bị lý thất dạ coi thường khiến lục kiếm thiểu hoàng sụ mặt xuống mắt càng lạnh lẽo đáy mắt lóe sát khí từ khi biết thân phận của lý thất dạ là lão sư thì lục kiếm thiểu hoàng rụt rè kiềm chế rất nhiều trong lòng không dám động sát khí nhưng hiện tại lục kiếm thiều hoàng bỗng có ý tưởng cực kỳ to gan gã động sát khí với lý thất dạ nếu lục kiếm thiều hoàng giết được một vị lão sư của thiên thần học viện thì gã sẽ nổi tiếng thiên hạ uy danh sẽ tăng lên một đẳng cấp mắt lục kiếm thiều hoàng bắn ra tia sáng lạnh lẽo khiếp người tốt lão sư coi thường học sinh như vậy thì học sinh càng muốn so tài với lão sư một phen lục kiếm thiều hoàng lạnh lùng nói học sinh muốn vào bảy tầng sát hải một chuyến lão sư dám không nghe lục kiếm thiểu hoàng nói, các học sinh giật bắn người, thất tầng sát hải. Mới rồi lão sư của học viện còn không vào sát hải tầng thứ bảy được, giờ lục kiếm thiểu hoàng đột nhiên nói muốn vào bảy tầng sát hải, sao không làm mọi người sợ hết hồn. Không phải các học sinh coi thường lục kiếm thiểu hoàng, mọi người cảm thấy gã rất mạnh, là thiên tài số một số hai trong học sinh. Nhưng bằng vào thực lực hiện tại của lục kiếm thiểu hoàng, muốn vào sát hải tầng thứ bảy là chuyện không thể nào. Lục kiếm thiểu hoàng nói câu dữ dội đó khiến mọi người giật nảy mình, có học sinh thông minh nhớ lại lời bốn phía vừa nói, Lục Kiếm Thiều Hoàng đã nói có thể chiếm thất sát tháp bằng kỹ xảo. Phụ thân của Lục Kiếm Thiều Hoàng là thượng thần 11 đồ đằng, có lẽ gã đã nắm giữ ảo diệu của thất sát tháp thì sao? Nghĩ đến đây nhiều học sinh thông minh phản ứng lại, Lục Kiếm Thiều Hoàng tự tin như thế chắc đã nắm giữ tất cả, tràn trề niềm tin. Các học sinh nhìn Lý Thất Dạ, chờ xem hắn dám ứng chiến không. Vào bảy tầng sát hải, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, không phải ta coi thường ngươi, bằng thực lực của ngươi rất khó vào tầng thứ bảy, sơ sẩy một cái sẽ làm người mất mạng tại đây. Sống chết do số, ánh mắt lục kiếm thiểu hoàng sắc bén, ưỡn ngực, hào khí ngất trời nói, nam nhi sống trên đời nên liều một phen, xin hỏi lão sư có dám liều một phen không? Khổng diệp lâm ta không sợ chết, lão sư có dám tiếp không? Học sinh nghe lục kiếm thiểu hoàng hào khí ngất trời nói, không kiềm được dơ ngón cái luôn miệng khen, học trưởng hào khí là tấm gương cho chúng ta, nhìn lục kiếm thiều hoàng tràn đầy tự tin lý thất dạ mỉm cười hỏi ngươi muốn cược như thế nào lục kiếm thiều hoàng lạnh lùng nói ai đi xa nhất là thất đương nhiên nếu ai mất mạng trong sát hải chỉ trách mình học nghệ không tinh nếu người thua còn sống thì phải ba quỳ chín lạnh mắt lục kiếm thiều hoàng lạnh băng nhìn lý thất dạ lục kiếm thiều hoàng liều mạng gã đã buông lời khiêu chiến lý thất dạ thì không sợ nữa dù gã thua không sống nổi trong thiên thần học viện thì ra ngoài là trời cao biển rộng bằng vào thực lực của lục kiếm thiều hoàng có phụ thân là thượng thần 11 đồ đằng, thiên địa rộng lớn gã sống ở đâu cũng như cá gặp nước. Nên lục kiếm thiểu hoàng không sợ lý thất dạ, gã muốn đấu một phen với hắn. Huống chi lục kiếm thiểu hoàng có tính toán của riêng mình. Gã biết ảo diệu của thất sát tháp rồi, nhất định có thể đi vào sát hải tầng thứ bảy. Lục kiếm thiểu hoàng đã nắm chắc phần thắng, nhất định sẽ chèn ép được lý thất dạ. Lục kiếm thiểu hoàng cho rằng lý thất dạ, có thể sống sót trong sát hải nhưng đã thua gã, ba quỷ chín lại trước mặt học sinh hắn sẽ mất hết mặt mũi, chờ xem hắn còn dám hoanh hoang trong thiên thần học viện không. Người thua ba quỳ chín lạnh. Lý thất dạ nhìn sát hải rồi xem lục kiếm thiểu hoàng, mỉm cười hỏi, ngươi không cảm thấy lễ hơi nặng sao? Không nặng. Lục kiếm thiểu hoàng lạnh lùng cười, lão sư đã khiến túng thiên huynh quỳ dạp dưới đất rồi, nếu học sinh thua thì ba quỳ chín lạnh lão sư cũng đương nhiên. Nói đúng. Lý thất dạ cười từ tốn nói, học sinh ba quỳ chín lạnh lão sư không tính lễ nặng nói xong lý thất dạ còn gật gù lục kiếm thiều hoàng cười khẩy nói nhưng nếu lão sư thua rồi ba quy chín lại hướng học sinh thì lễ này mới nặng trước đó lục kiếm thiều hoàng còn kiềm chế lúc này gã hùng hổ dọa người khí thế phi phàm lục kiếm thiều hoàng muốn làm một trận lớn gã nắm giữ ảo diệu thất sát tháp có thể nói nơi này là sân nhà của gã nếu trước thất sát tháp thì lục kiếm thiều hoàng tự tin sẽ giỏi hơn tư tông thần tử túng thiên thiếu chủ đây là cơ hội siêu tốt cho lục kiếm thiều hoàng không thừa dịp này đả kích diễm khí của Lý Thất Dạ thì rất tiếc. Lục kiếm thiểu hoàng nói, ra lời bá khi đó làm vài học sinh chưa hiểu chuyện gì sợ hết hồn. Học sinh đã hiểu thì nhìn Lý Thất Dạ, bọn họ cảm thấy phần thắng của lục kiếm thiểu hoàng rất lớn, nếu không nắm được bí quyết gì thì gã đã không nói đao to búa lớn vậy. Nhiều học sinh cười tủm tỉm nhìn Lý Thất Dạ, bọn họ muốn xem hắn xấu mặt. Nhiều học sinh gai mắt Lý Thất Dạ, ai kêu hắn hoanh hoang được mai tiên tử của bọn họ ưu ái làm chi, hắn là cái đinh trong mắt tất cả học sinh nam lý thất dạ vô cùng nghiêm túc nói nói đúng nếu ba quỷ chín lại học sinh đúng là khiến người hơi mất mặt bộ dạng lý thất dạ khiến người hiểu lầm hắn đang do dự lục kiếm thiều hoàng cười khẩy nói lão sư dám cược không lục kiếm thiều hoàng liều lĩnh không biết lấy đâu ra can đảm cười nhạt nói đương nhiên nếu lão sư nhận thua bây giờ còn kịp lão sư nhận thua ngay thì chỉ cần cúi đầu lục kiếm thiều hoàng cố ý chọc giận lý thất dạ gã không chỉ muốn diệt khí diễm còn muốn chọc giận hắn dụ vào sát hải Lý thất dạ mà vào sát hải thì lục kiếm thiểu hoàng có cách đối phó hắn. Nghĩ đến đây cặp mắt lục kiếm thiểu hoàng sắc bén rực cháy sát khí, gã không chỉ muốn lý thất dạ ba quỷ chín lạy mà còn muốn giết hắn để tiêu trừ oán khí trong lòng. Mọi người đều biết nếu lý thất dạ, mất mạng trong cuộc khiêu chiến này thì không thể trách lục kiếm thiểu hoàng. Chỉ tại hắn thì học nghệ không tinh, trường học chưa chắc sẽ phạt tội. Đây là lý do tại sao lục kiếm thiểu hoàng sở mặt muốn xử đẹp lý thất dạ. Lý thất dạ cười tủm tỉm nói với lưu kim thắng cạnh mình, kim thắng người nói xem ta có nên cực không lưu kim thắng lướt lục kiếm thiểu hoàng nói lão sư là tài cao tuyệt thế núi thần nguy nga một tiểu bối không đáng lọt vào pháp nhãn của lão sư lưu kim thắng nói câu này là có ý tốt dù sao hồi trẻ lão cũng khinh cuồng như vậy trong lòng lưu kim thắng biết lục kiếm thiểu hoàng so tài với lý thất dạ là tự tìm chết lục kiếm thiểu hoàng bất mãn quát mắng lưu kim thắng lão già kia không được nói lời ngông cuồng lý thất dạ vỗ tay cười lên kim thắng xem ra người ta không chịu nhận ý tốt của ngươi. Lưu Kim Thắng chỉ lạnh lùng liếc lục kiếm thiểu hoàng một cái, ánh mắt lạnh băng như đang nhìn người chết. Lưu Kim Thắng bình tĩnh nói, đã có người không biết trời cao đất rộng thì lão sư hãy dạy dỗ hắn đi. Lúc Lưu Kim Thắng còn trẻ cũng cực kỳ khinh cuồng, làm nhiều chuyện cuồng vọng. 60 Lưu Kim Thắng thấy mấy thiên tài lục kiếm thiểu hoàng tài hoa tranh vanh, ngạo khí gút trời khiến lão thấy bóng dáng mình lúc trẻ, nên mới khuyên một câu. Đáng tiếc lục kiếm thiểu hoàng không biết đây là ý tốt của Lưu Kim Thắng, nên lão lười quan tâm gã. Cũng tốt. Lý thất dạ cười tủm tỉm, đã có người không biết sống chết thì ta sẽ dạy dỗ vậy. Tới đi, ngươi muốn cược thì ta thành toàn ngươi, đã tới lúc ta giết gà dọa khỉ tránh cho có người luôn nghĩ lâm ta dễ tính. Lục kiếm thiểu hoàng hừ lạnh một tiếng, hừ. Chưa phân thắng thua, nói hơi sớm. Với ta thì thắng thua đã rõ. Lý thất dạ không giận, ta nhường ngươi trước đi một chuyến, để tránh nói ta ý lớn hiếp nhỏ, không cho ngươi cơ hội. Lục kiếm thiểu hoàng cười khẩy nói, tốt ta ở sát hải tầng thứ bảy chờ lão sư ầm vang tiếng nổ điếc tai huyết khí toàn thân lục kiếm thiều hoàng phóng lên cao người toát ra uy thượng thần như thể gã đã hóa thành thượng thần nhìn lục kiếm thiều hoàng phát ra hơi thở thượng thần không biết bao nhiêu người sợ đứng tim vì lục kiếm thiều hoàng chưa phải thượng thần nhưng rất nhanh mọi người hiểu được phụ thân của lục kiếm thiều hoàng là thượng thần 11 đồ đằng chắc đã ra cố cho nhi tử đinh đinh sáu thanh thần kiếm trên lưng lục kiếm thiều hoàng cùng ra khỏi vỏ phóng lên cao, trong khoảnh khắc kiếm quang chiếu dọi lên người ánh sáng, một chuỗi tiếng leng keng vang lên, sáu thần kiếm chuyển động thành tháp kiếm vây quanh gã. Kiếm tháp không gì phá nổi bảo vệ lục kiếm thiều hoàng chặt chẽ. Lúc này lục kiếm thiều hoàng khí thế khiếp người, kiếm ý ngút trời. trong khoảnh khắc lục kiếm thiều hoàng như kiếm thần dáng thế, lực lượng tăng vọt trong thời gian ngắn ngủi. nhìn cảnh tượng đó, các học sinh lòng rung động hâm mộ khen, ghê gớm, sáu thần kiếm vô địch. sáu thần kiếm của lục kiếm thiều hoàng có lai lịch là phụ thân chế tạo đo ni đóng giày cho gã có thể phát huy thực lực mạnh nhất của gã khi sáu thần kiếm rút ra là thực lực của lục kiếm thiều hoàng tăng vọt kéo lên một đẳng cấp khác nhìn lục kiếm thiều hoàng thần uy khiếp người học sinh bách đường nhỏ giọng vuốt đuôi ngựa học trưởng mã đáo thành công lục kiếm thiều hoàng quay đầu tràn đầy kiêu ngạo cười khẩy nói ta đi trước một bước ở sát hải tầng thứ bảy chờ lão sư giá lâm lục kiếm thiều hoàng nói xong bước ra một bước ầm um, vang tiếng nổ điếc tai khi lục kiếm thiểu hoàng bước vào sát hải thì sát khí ngút trời như sóng thần dâng lên trời rồi vỗ mạnh vào gã sát khí cực kỳ mạnh khi sát khí sóng lớn ập đến có tiếng xèo xèo nháy mắt ăn mòn không gian sát khí bá đạo có thể ép cạn hết thảy nó có thể hòa tan bất cứ lực lượng nào rồi hóa thành sát khí đó là vì sao thất sát tháp chấn áp chỗ này ngày càng lớn mạnh hơn nhưng khi sóng sát khí cường đại không gì sánh bằng ập đến người lục kiếm thiểu hoàng kéo cái bóng dài bước chân nhẹ như hạc múa, từng bước nhảy lên. Chuyện quay dị xảy ra, trong khoảnh khắc Lục Kiếm thiểu Hoàng tránh thoát sát khí ập đến, chớp mắt đạp xuống một chỗ khác trong sát hải. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, Lục Kiếm thiểu Hoàng vừa đáp xuống thì sóng sát khí khác ập đến, nhưng bước chân của gã siêu nhanh, lại nhảy lên như hạc múa. Bước chân trợn mắt há hốc mồm tránh thoát sát khí, Lục Kiếm thiểu Hoàng đáp xuống nơi khác. Ầm ầm. Tiếng nổ không dứt bên tai, sóng lớn ngập trời trong bảy tầng sát hải lục kiếm thiểu hoàng đạp xuống mỗi bước chân sẽ có sóng sát khí đánh mạnh vào gã, nhưng bước chân tuyệt thế vô song dễ dàng thoát khỏi sóng lớn. Cộng thêm lục kiếm thiểu hoàng có tháp kiếm che chở, sóng sát khí không thể dính tới gã chút nào. Vì một bước một sóng lớn khiến sát hải dậy sóng dữ, đợt sóng sau cao hơn sóng trước, như tận thế ập đến. Lục kiếm thiểu hoàng ở trong sóng sát khí như chiếc thuyền con, gã là con thuyền nhỏ xuyên toa trong sóng lớn không trao đảo. Hiển nhiên bớ chân của lục kiếm thiểu hoàng là phụ thân gã sáng chế, có loại bước chân này và nắm giữ ảo rượu thất sát tháp nên gã mới dám cá cược với lý thất dạ trong thời gian ngắn ngủi lục kiếm thiều hoàng vượt qua từng tầng sát hải đám học sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ không ngờ lục kiếm thiều hoàng với bước chân thần kỳ đó tiến vào sát hải nhìn bước chân lục kiếm thiều hoàng nhẹ nhàng tự hạc múa nhiều học sinh ngây người nhìn thần kỳ quá học sinh kinh thán thiều hoàng thật là thâm tàng bất lộ vừa rồi chu lão sư cứng rắn chống lại sát khí trong sát hải rất vất vả còn thiểu hoàng một bước một máu dễ dàng tránh thoát sóng sát, quá thần kỳ. Học sinh bách đường nhỏ giọng nói, đúng rồi, cứ tiếp tục thế này thì học trưởng sẽ nắm chắc phần thắng. Vì có mặt lý thất dạ nên học sinh bách đường không dám nói lớn tiếng, nói xong liếc trộm lý thất dạ. Bước chân lục kiếm thiểu hoàng nhẹ nhàng tựa hạc múa, lý thất dạ cười cười không hề ngạc nhiên. Lý thất dạ cười nói với lưu kim thắng cạnh mình, nếu cửu u của ngao biết của mình bị phá không biết có cảm giác thế nào. Lưu Kim thắng bình tĩnh nói: "Thiên hạ không có võ công nào không thể phá, Thất Sát Tháp không phải vũ khí tuyệt thế vô song, bị phá cũng không lạ." Lưu Kim thắng tạm dừng, Cửu Kiếm Thượng Thần không uổng là thượng thần có 11 đồ đằng, diễn biến ra ảo diệu thất sát tháp mới sáng tạo bộ pháp này để phá tháp. Năm xưa có lẽ Cửu Kiếm Thượng Thần cũng muốn lấy tháp này, nhưng vì nể Thiên Thần thư viện mới không lấy. Cửu Kiếm Thượng Thần và Cửu U cuồng ngao đều là thượng thần, có 11 đồ đằng trong Kiêu Hoành Châu đúng là cửu kiếm thượng thần muốn tranh hùng với cửu u của ngao thiên phú tuyệt thế nên mới nghiên cứu thất sát tháp của cử u của ngao cửu kiếm thượng thần dù gì là thượng thần 11 đồ đằng sau khi nghiên cứu thất sát tháp thì thôi diễn ra ảo diệu của nó qua đó sáng chế ra bộ pháp này truyền lại cho nhi tử lục kiếm thiểu hoàng như lưu kim thắng nói tuy thất sát tháp mạnh là trọng bảo ghê gớm nhưng không phải vũ khí thiên hạ vô song bị cửu kiếm thượng thần phá giải cũng không có gì lạ thật ra lão tổ thiên thần thư viện cũng có thực lực phá nó chẳng qua lão tổ cố ý để lại thất sát tháp tầng thứ bảy có học sinh hét to một tiếng thiểu hoàng đã vào tầng thứ bảy quá lợi hại siêu nghịch thiên vào sát hải tầng thứ bảy mà không tốn sức chút nào mạnh hơn chu lão sư quả nhiên lục kiếm thiểu hoàng bước chân nhẹ nhàng từ tầng thứ sáu sát hải bước vào sát hải tầng thứ bảy đương nhiên đây không phải vì lục kiếm thiểu hoàng mạnh hơn vị lão sư vừa rồi chẳng qua bộ pháp là phụ thân của gã chuyên môn sáng tạo thất sát tháp cho gã mưu lợi Bước vào sát hải tầng thứ bảy khiến lục kiếm thiểu hoàng tràn trề tự tin, phụ thân không lừa gã, năm xưa phụ thân của gã phá được thất sát tháp. Lục kiếm thiểu hoàng đi vào sát hải tầng thứ bảy mà không sức mẻ gì, làm niềm tin trướng phồng lên, gã tự nhận trong sát hải không ai làm gì được gã. Lão sư dám đến không? Lục kiếm thiểu hoàng lạnh lùng nhìn lý thất dạ, ngạo khí ngút trời, cái này không phải khiêu chiến mà là coi rể hắn. Lúc xưa cửu u của Ngao đánh bại lão sư thiên thần học viện tại đây, bây giờ lục kiếm thiểu hoàng muốn lặp lại thần thoại lúc xưa, đánh bại lão sư của thiên thần học viện tại đây, khiến gã để lại nét bút trong lịch sử thiên thần học viện. Lý thất dạ cười với lục kiếm thiểu hoàng ngạo khí ngút trời, có vẻ ngươi tràn đầy tự tin. Lục kiếm thiểu hoàng cười khẩy nói, không dám, mời lão sư lên đi. Thái độ lục kiếm thiều hoàng đã thay đổi, cao cao tại thượng. Lý thất dạ cười, bước vào sát hải, thôi, trời mưa đánh con nít cũng tốt dù sao cũng rảnh tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư tốc độ quá nhanh lý thất dạ một bước vượt qua thời không một bước là tầng sát hải sóng sát khí chưa dâng lên hắn đã vào tầng sau nên khi lý thất dạ lướt qua thì sau lưng mới vang một chuỗi tiếng nổ từng lớp sóng sát khí vỗ đập chỉ bảy bước lý thất dạ đã bước vào sát hải tầng thứ bảy trong nháy mắt đuổi theo lục kiếm thiểu hoàng mọi người trợn mắt há hốc mồm lục kiếm thiểu hoàng một bước một múa khó khăn đi vào sát hải tầng thứ bảy đây đã là kỳ tích. Lý thất dạ thì càng khủng, một bước một biển, chỉ bảy bước đã vào sát hải tầng thứ bảy, dễ như trở bàn tay đuổi kịp lục kiếm thiểu hoàng, quá khó tin. Nhìn lý thất dạ một bước một sát hải thoáng chốc đuổi kịp mình, lục kiếm thiểu hoàng hoàn toàn biến sắc mặt. Lục kiếm thiểu hoàng hừ lạnh một tiếng bước ra một bước, bước chân nhẹ nhàng như hạc múa, nhưng gã không xông hướng sát hải tầng thứ bảy mà vây quanh lý thất dạ. Bước chân của lục kiếm thiểu hoàng siêu nhanh, gã vây quanh hắn, gầm rú không dứt, nâng công lực lên đỉnh cao nhất tốc độ vượt lên độ cao người ta không thể tưởng tượng trong khoảnh khắc quanh thân lý thất dạ đầy cái bóng của lục kiếm thiều hoàng vô số cái bóng bao vây hắn kín kẽ ầm ầm một chuỗi tiếng nổ vang bên tai không dứt ngay khi lục kiếm thiều hoàng chặn lý thất dạ thì sóng sát khí vô cùng tận dâng lên đập mạnh vào hắn lý thất dạ nhảy lên mới né khỏi một tầng sóng lớn thì mấy chục tầng sát khí từ đằng sau ập đến khi tất cả sóng sát khí ập đến như nguyên sát hải đảo điên sát hải đồ ập xuống nhấn chìm lý thất dạ sát khí như biển che trời đánh vào lý thất dạ giờ khắc này nhật nguyệt vô quang thiên địa mất sắc khiến người hoảng sợ như tận thế ủng hộ kênh qua linkhalazi com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé mọi người nhìn cảnh tượng đó thì hoảng sợ có học sinh sợ hãi chân run cầm cập đây là âm mưu cuối cùng của lục kiếm thiểu hoàng gã muốn hại chết lý thất dạ trong sát hải vì lục kiếm thiểu hoàng nắm giữ ảo diệu thất sát tháp vào sát hải thì gã muốn làm gì tùy thích khi lý thất dạ đuổi kịp lục kiếm thiều hoàng liền dùng bộ pháp tuyệt thế điều động sát khí nguyên sát hải tất cả sát khí điên cuồng đập vào lý thất dạ hoàn toàn nhấn chìm hắn nếu lý thất dạ bị sát khí nhấn chìm khi đó mặc cho hắn mạnh cách mấy cũng khó thoát chết một số lão sư thiên thần thư viện chỉ có thể vượt qua tầng thứ sáu sát hải không biết thất sát tháp đáng sợ cỡ nào đừng nói bị sát khí chôn vùi nếu chìm vào sát hải thì lão sư mạnh mấy cũng khó thoát chết lục kiếm thiều hoàng không chỉ muốn thắng lý thất dạ khi lòng gã này lên sát cơ thì gã muốn giết chết hắn nên gã dụ hắn vào sát hải mượn uy lực sát hải giết hắn ầm um, sát hải vang tiếng nổ điếc tai tất cả nước biển tuôn ra như tận thế nháy mắt nhấn chìm toàn thiên địa lý thất dạ bị sát hải chôn vùi lục kiếm thiều hoàng thì bước chân nhẹ nhàng đã nhảy vào chỗ sâu trong sát hải các học sinh nhìn cảnh tượng như tận thế hút ngụ khí lạnh một số học sinh hét to khủng khiếp quá bọn họ nhũng chân may mắn mình không đi vào nhìn sát hải như bom nổ, mắt lưu kim thắng hấp hái thì thào, cửu kiếm thượng thần đúng là có bản lĩnh, nắm giữ áo nghĩa hạch tâm của thất sát tháp, năm xưa hắn thật sự có thể lấy tháp này đi. Cửu kiếm thượng thần đã nghiên cứu rõ ràng thất sát tháp, nên mới cho lục kiếm thiều hoàng nắm giữ ảo diệu thất sát tháp. Lục kiếm thiều hoàng không thể so sánh với phụ thân, gã không lấy thất sát tháp đi được, nhưng có thể nương ảo diệu mình biết điều khiển sát khí. Đây là vì sao lục kiếm thiểu hoàng biết rõ lý thất dạ, là lão sư thiên thần học viện, thực lực mạnh hơn mình nhưng gã vẫn tràn đầy tự tin dám khiêu chiến hắn đây là tự tin của gã lá bài tẩy của gã rào 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 tiếng nước liên miên không dứt sát hải điên cuồng tuôn ra rốt cuộc từ từ bình tĩnh trở lại trong sát hải trừ lục kiếm thiểu hoàng gia không có ai không thấy bóng dáng lý thất dạ đâu biến mất như bốc hơi khỏi thế giới không thấy lý thất dạ nhiều học sinh lao nhao tìm kiếm lão sư bạo lực đâu ánh mắt mọi người tìm khắp sát hải nhưng không thấy bóng dáng lý thất dạ hắn như đã bốc hơi biến mất. Không thấy Lý Thất Dạ, có học sinh suy đoán, chẳng lẽ bị chìm xuống sát hải rồi? Có lẽ nào? Vài học sinh sợ hãi biến sắc mặt nói, cái này, đó là lão sư, lỡ. Lỡ bị học viện truy hỏi thì sao? Câu đó khiến một số học sinh thầm sợ, giết lão sư là chuyện lớn trong thiên thần học viện, tương lai đâm thủng trời. Học viện truy hỏi thì có sao? Học sinh quen thân với lục kiếm thiểu hoàng phòng can đảm hừ lạnh một tiếng, đây là so đấu quang minh chính đại, nếu thao chỉ trách mình học nghệ không tinh. Trong quyết đấu ai dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Vài học sinh bách đường hùa theo, đúng rồi, mọi người thấy tận mắt đây là so đấu quang minh chính đại, chính lão sư đồng ý chứ không ai ép, mất mạng đành trách bản thân. Một số học sinh tỉnh táo lại, nịnh nọt lục kiếm thiểu hoàng, thiểu hoàng mạnh nhất, lão sư cũng không đánh lại. Hừ, tự phụ quá mức, cho rằng là lão sư thì mạnh hơn học sinh chúng ta sao? Còn dám coi thường học sinh chúng ta không? học sinh bách đừng cố ý nịnh bợ lục kiếm thiểu hoàng cười khẩy nói có lão sư quen thói ngang ngược thiểu hoàng dạy cho bài học cũng tốt đúng rồi năm xưa cửu u của ngao cũng đánh bại lão sư thiên thần học viện đấy thôi học sinh thánh viện cười nói chúng ta đúng là học sinh nhưng đừng tưởng rằng chúng nhỏ yếu chỉ cần có đầy đủ thời gian thì chúng ta sẽ vượt qua lão sư của học viện lưu kim thắng nghe các học sinh nói lão bật cười nhẹ lắc đầu ai không từng tuổi trẻ khinh cuồng đặc biệt với người có thiên phú lúc trẻ trong mắt không người lão tử mới là số một thiên hạ nhưng khi trải qua sóng gió cuộc đời mới hiểu mình nhỏ bé biết bao đừng nói cường giả bình thường dù là thượng thần tiên đế cử giới thấp vị cũng không mạnh bao nhiêu thấy lý thất dạ mất tích lục kiếm thiều hoàng cho rằng hắn đã bị sát hải nhấn chìm xuống đáy biển lòng mừng như điên Hừ mọi chuyện trên đời biến ảo khó dò dù là hạm tàu to cũng có lúc lật thuyền trong mương lục kiếm thiều hoàng cười khẩy nói kẻ dám chống đối lục kiếm thiều hoàng ta mặc kệ ngươi có thân phận gì cũng không có kết cục tốt. Trong khi lục kiếm thiểu hoàng mừng vì cho rằng lý thất dạ đã chết, một thanh âm nhàn nhã vang lên, đúng là hạm tàu to rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, nhưng bằng vào mương thối nho nhỏ của ngươi chưa lật được hạm tàu to ta đây. Ta đạp xuống một cước là cái mương thối nhà ngươi tan tác. Chống đối. Ngươi chưa đủ tư cách làm kẻ địch của ta. Trong khoảnh khắc lý thất dạ xuất hiện sau lưng lục kiếm thiểu hoàng, không ai thấy hắn làm sao đến đằng sau gã được, dường như hắn luôn đứng đó, Thấy Lý Thất Dạ làm các học sinh biến sắc mặt hét to, "Lão sư bạo lực!" Vì vừa rồi có học sinh nói xấu Lý Thất Dạ. Mọi người cho rằng lão sư bạo lực đã chết nên nói xấu không kiêng dè gì, ai ngờ hắn không chết, làm các học sinh sợ đến không chút máu. Lục Kiếm Thiều Hoàng vừa nghe Lý Thất Dạ lên tiếng liền biến sắc mặt, phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Lục Kiếm Thiều Hoàng nhấc chân lên ngay nhưng đã muộn, Lý Thất Dạ giơ tay chộp gã. Bàn tay to che trời làm Lục Kiếm Thiều Hoàng biến sắc mặt, giống to, mở. Đinh đinh tiếng kiếm ngân vang tháp kiếm bảo vệ lục kiếm thiều hoàng nhưng trước bàn tay to của lý thất dạ thì kiếm tháp mạnh mấy cũng chỉ là hạt bụi không đáng nhắc tới bùm lý thất dạ xiết năm ngón tay bóp nát tháp kiếm túm chặt lục kiếm thiều hoàng trong tay bị lý thất dạ bắt sống mặt lục kiếm thiều hoàng trắng bệch khoảnh khắc này gã hiểu rõ mình cách hắn bao xa muốn giết ta không phải chuyện xấu nhưng đừng mãi suy nghĩ những thủ đoạn nhỏ này lý thất dạ cười khẽ người đã muốn nhấn chìm ta vào sát hải vậy cho ngươi nếm thử mùi vị sát khí đi. Lý thất dạ nhấn lục kiếm thiểu hoàng vào sát hải. Thấy mình bị đè xuống sát hải, lục kiếm thiểu hoàng sợ hãi mặt không chút máu hét to, không. Nhưng lúc này không theo ý lục kiếm thiểu hoàng, gã bị lý thất dạ nhấn vào sát hải. Xèo xèo. Cả người lục kiếm thiểu hoàng bốc khói, sát khí nhanh chóng ăn mòn cơ thể gã. Lục kiếm thiểu hoàng hét chói tay vùng vẫy, không. Tiếng nước bùm bùm vang lên, nhưng mặc cho lục kiếm thiểu hoàng vùng vẫy cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì, bị Lý Thất Dạ ấn vào sát hải, mặc cho sát khí thẩm thấu toàn thân. Tiếng hét thê lương của Lục Kiếm Thiều Hoàng vang vọng thiên địa, trong tiếng gào thê thảm là tiếng ăn mòn xèo xèo, các học sinh nghe mà rợn tóc gáy. Nhìn Lục Kiếm Thiều Hoàng bị tẩm vào trong sát hải mục giữa, tất cả học sinh sợ mặt trắng bệch. Đặc biệt học sinh đã nói xấu Lý Thất Dạ thì chân run cầm cập mềm như bún, suýt đáy dầm. Với học sinh thì kết cuộc của Lục Kiếm Thiều Hoàng giống của bọn họ, không chừng lát nữa Lý Thất Dạ sẽ ấn họ vào sát hải. Xèo xèo, tiếng mục giữa vẫn không dứt, khói bốc mù mịt. Ban đầu Lục Kiếm Thiều Hoàng còn vùng vẫy kịch liệt, về sau gã kiệt sức, cuối cùng Lý Thất Dạ sách Lục Kiếm Thiều Hoàng lên khỏi sát hải. Người Lục Kiếm Thiều Hoàng héo rút như lão nhân 90 tuổi, tóc bạc phơ, toàn thân còn lại da lông xương, chẳng còn phong thái như trước. Trong thời gian ngắn Lục Kiếm Thiều Hoàng mất hết huyết khí, đây là uy lực của sát khí, nó ăn mòn huyết khí của gã, mục giữa cơ thể. Đây còn là nhờ Lý Thất Dạ nương tay giữ mạng Lục Kiếm Thiều Hoàng lại, không thì với sát khí khủng bố như vậy gã sớm không còn mẩu xương. lục kiếm thiều hoàng bị lý thất dạ sách lên, gã đã hấp hối, chẳng còn ngạo khí hùng hổ nữa. lúc này lục kiếm thiều hoàng có thể thở được một hơi đã không dễ dàng. lý thất dạ nhìn lục kiếm thiều hoàng, lạnh nhạt nói, nghĩ tình ngươi còn là học sinh nên tha cho một mạng, không được tái phạm. lý thất dạ nói xong ném lão sư ra ngoài. thấy lục kiếm thiều hoàng bị ném ra, vài học sinh bách đường vội nâng gã dậy. hiện tại lục kiếm thiều hoàng không dám nói câu hăm dọa nào gã nằm đó khó nhúc nhích một ngón tay tình huống của lục kiếm thiểu hoàng đã rất tốt chỉ bị thương nặng chứ không mất mạng nằm trên giường điều dưỡng sẽ khỏe thiên thần học viện luôn hoan nghênh khiêu chiến lão sư ta cũng vậy lý thất dạ nhìn các học sinh lạnh lùng nói đúng thiên thần học viện ra nhiều học sinh ghê gớm trong bọn họ có thượng thần cũng có tiên vương có thể nói nhiều học sinh sau này thành tựu ghê gớm còn hơn lão sư nhưng nam nhi sống trên đời đừng như phụ nữ chỉ biết nói xấu sau lưng có bất mãn với lão sư thì đứng ra, muốn khiêu chiến lão sư thì đi lên đánh một trận. Không làm được điều đó thì câm miệng. Lý thất dạ lạnh lùng nhìn đám học sinh, các ngươi không phải phụ nữ nông thôn giữa đường, không phải chó mèo gì. Các ngươi là học sinh thiên thần học viện, là tinh anh của bách tộc, đừng nói chuyện thị phi như phụ nữ, làm thiên thần học viện mất mặt. Thiên thần học viện ra thượng thần, ra tiên vương, ra hung nhân, ra bạo quân nhưng không có kẻ yếu đuối. Nói đến đây ánh mắt Lý thất dạ sắc bén nhìn các học sinh bị lý thất dạ mắng đám học sinh không dám lên tiếng đặc biệt những người vì nịnh bợ lục kiếm thiểu hoàng mà nói xấu lý thất dạ càng sợ đến chân mềm như bún không dám nói điều gì nữa lý thất dạ lạnh lùng nhìn các học sinh cút đi đám học sinh như được đại xá chạy tứ tán học sinh bách đường nâng lục kiếm thiểu hoàng chạy nhanh như bay không dám ở lâu lý thất dạ lắc đầu nói thật là đời sau không bằng đời trước lý thất dạ nhìn thất sát tháp vươn tay chộp dầm vang tiếng nổ điếc tai thất sát tháp bị lý thất dạ bứng lên bùm bùm vang từng tiếng nổ thất sát tháp rung trong tay lý thất dạ muốn thoát khỏi bàn tay to nhưng mọi dãy ruộng chỉ uổng công cuối cùng thất sát tháp rơi vào tay lý thất dạ chỉ là một tháp đá nho nhỏ lý thất dạ nâng tháp nhỏ hét to một tiếng thu thất sát tháp như nuốt chừng điên cuồng cắn nuốt tất cả sát khí trong sát hải chỉ tích tắc thất sát tháp nuốt sạch sát khí sát khí tan biến núi xanh nước biếc giạt rào sức sống, núi non lại phục hồi sức sống. Lý thất dạ nhìn thất sát tháp trong tay rồi ném cho Lưu Kim Thắng, thản nhiên nói, cái tháp rách này đặt ở đây vướng víu, tặng cho ngươi vậy. Lưu Kim Thắng nhận lấy thất sát tháp bị Lý thất dạ ném qua, lặng thinh. Lý thất dạ nhìn Lưu Kim Thắng giữ im lặng, lạnh nhạt nói, con người sống trên đời nếu đã lựa chọn thì hãy đi tiếp, làm triệt để một chút. Làm người tốt cũng vậy, làm người xấu cũng thế lựa chọn thì hãy cố gắng làm, đừng do dự, đại đạo dài dặc, có vài chuyện khó nói đúng hay sai. Người ở giai đoạn khác nhau trong đời sẽ có cách nhìn khác biệt, hôm nay ngươi cho rằng đúng có lẽ ngày mai lại nghĩ nó sai. Đúng và sai chỉ là thước đo trong lòng, tư mình tính toán. Lý thất dạ liếc mắt lưu kim thắng, chấp nhận nó không có gì xấu. Còn về mất mặt thì đó chỉ là lòng tự tôn quấy phá. Nắm xương già chúng ta ai không sống ngàn vạn năm. Đôi khi một số ân oán chỉ cần cười là xóa bỏ. Lời lý thất dạ nói làm lưu kim thắng dùng mình, lão hít sâu, cất thất sát tháp, cúi gập người hướng hắn. đa tạ lão sư dạy bảo. lời lão sư nói khiến học sinh mở rộng cõi lòng. học sinh muốn đi gặp người quen, xin cáo lui trước. lý thất dạ phát tay với lưu kim thắng, đi đi. lưu kim thắng vái lại hướng lý thất dạ, nhẹ nhàng rời đi, biến mất. từ khi lưu kim thắng, bái vào thiên thần học viện đến nay luôn che giấu thực lực khiến người ngoài tưởng chỉ là lão tu sĩ bình thường. đừng nói đám người trẻ tuổi dạ hân tuyết, một số lão sư thiên thần học viện cũng không nhìn ra thực lực của lưu kim thắng còn các lão sư cường đại không gì sánh bằng mới nhìn thấu được. Lưu Kim Thắng nhẹ nhàng rời đi, Lý Thất Dạ cười cười đi dọa trong vườn trà, hắn đến đây vì tiện tay làm chút chuyện. Lý Thất Dạ đầu tiên đánh Diệp Diệu Tuyết đến tàn phế, giờ nhấn nước lục kiếm thiểu hoàng khô quắt. Sau khi tin tức truyền ra khiến học sinh thiên thần học viện sợ hết hồn. Có rất nhiều lão sư trong thiên thần học viện, có hàng tá lão sư nghiêm khắc, thậm chí thô bạo. Nhưng không có lão sư nào như Lý Thất Dạ, trong một ngày gắn ngủi đánh hai học sinh ưu tú nhất thiên thần học viện thành tàn phế lão sư như vậy quá ác, quá bá đạo, quá bạo lực. Trong thời gian ngắn biệt danh lão sư bạo lực của Lý Thất Dạ đã vang vọng thiên thần học viện. Nếu nhắc tên Lý Thất Dạ có lẽ mọi người không biết là ai, nhưng nói lão sư bạo lực thì tất cả học sinh biết ngay. Nghe lục kiếm thiểu hoàng bị Lý Thất Dạ nhấn nước khô quát, túng thiên thiếu chủ, tư tông thần tử biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng lúc này hai người không làm gì hắn được. Giờ đã rõ ràng, Lý Thất Dạ mạnh hơn bọn họ tưởng tượng, muốn lay động hắn thì vô cùng khó khăn. Vù vù, khi cái tiếng bạo lực của lý thất dạ tuyền khắp thiên thần học viện thì đột nhiên trên một ngọn núi bắn luồng sáng ầm vang tiếng nổ điếc tai lửa thần vọt lên cao lửa thần ngập trời nháy mắt che lấp cửu thiên thập địa chiếu sáng núi non vô cùng mênh mông của thiên thần học viện ầm ầm trong chuỗi tiếng nổ thần uy tuôn ra tứ răng bát phương vô số học sinh cảm nhận thần uy thì lòng sợ hãi trong thời gian ngắn một tin tức bom tấn truyền khắp thiên thần thư viện khải hàng lão sư xuất quan khải hàng lão sư thành công bảy đồ đằng thành công bảy đồ đằng. Nghe tin này toàn bộ thiên thần học viện sôi trào, học sinh hay lão sư đều phấn khởi. Thiếu niên vương cổ khải hàng, lão sư thiên tài hiện nay của thiên thần học viện, là một trong học sinh có thiên phú nhất thiên thần học viện ở giới trước, từng ngang ngửa nhân thánh. Cổ khải hàng vốn xuất thân từ thế gia, về sau bởi vì gã biểu hiện xuất sắc trong thiên thần, thư viện nên được thiên thần học viện mời, gã ở lại nhâm giáo. Đương nhiên không phải suốt đời nhâm giáo, nếu ngày nào cổ khải hàng muốn rời đi thì tùy thời đều được. Cổ Khải Hàng không chỉ nổi tiếng ở Thiên Thần Thư Viện mà còn nổi khắp Kiêu Hoành Châu, Thập Tam Châu. Cổ Khải Hàng không chỉ là tiên vương trẻ tuổi nhất thời đại này, cũng là người cơ hội trở thành cổ thần nhất thời đại. Nghe tin đó vô số học sinh Thiên Thần Thư Viện tôn sùng cảm thán, ghê gớm, trẻ vậy đã có bảy đồ đằng. Cứ tiếp tục thế này Khải Hàng lão sư sớm muộn gì sẽ trở thành cổ thần. Cổ Khải Hàng cực kỳ được thích trong Thiên Thần Thư Viện, vô số người tôn sùng gã, nhiều học sinh Thiên Thần Học Viện phục gã sát đất. Túng Thiên thiếu chủ rất mừng khi nghe tin, Khải Hàng lão sư xuất quan. Túng Thiên thiếu chủ cùng Tư Tông thần tử đi thăm Khải Hàng lão sư. Không phải học sinh nào cũng có thể đến thăm cổ Khải Hàng, Túng Thiên thiếu chủ được gã xem trọng, Túng Thiên thiếu chủ từng giảng bài thay cổ Khải Hàng, hai người có quan hệ rất tốt. Nhận Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử bái kiến rồi, cổ Khải Hàng cười nhìn hai người, "Như thế nào? Tam tử thư viện các ngươi không phải cùng nhau ra vào sao? Tại sao lục kiếm không đi chung?" Túng Thiên thiếu chủ khẽ thở dài, Thiểu Hoàng bị thương nặng không thể tự mình đến bái kiến, xin lão sư thứ lỗi. À, cổ Khải hàng cười cười, tạo háo của lục kiếm không mạnh, tuy ở bách đường nhưng trong học sinh thiên thần thư viện chỉ có vài người các ngươi mới đánh hắn bị thương nặng được. Lão sư, chúng ta làm sao dám đánh tiên đế cửu giới bị thương nặng? Tư Tông Thần Tử vội phân bua, là một lão sư đánh thiểu Hoàng ra như thế, hắn rất thảm, cả người khô quắt, sợ là khó khỏe lại trong thời gian ngắn. Thì ra là vậy. Cổ Khải Hàng kinh ngạc nói, xem ra thiểu hoàng phạm sai lầm lớn đây, không thì lão sư sẽ không dễ dàng dăn dạy học sinh. Túng thiên thiếu chủ cảm thán rằng, thiểu hoàng không phạm sai lầm gì. Không phải tất cả lão sư đều rộng rãi, khoan hồng độ lượng giống như người. Cổ Khải Hàng cười nói, còn có loại lão sư này. Thật thú vị, ta rất muốn gặp lão sư như vậy. Loại lão sư đó sao có thể so sánh với Khải Hàng lão sư? Túng thiên thiếu chủ nói, so với lão sư thì như đom đóm tranh phát sáng với trăng, không thì hắn đã chẳng bị phân phối đến thư phòng làm lão sư cổ khải hằng bất ngờ làm lão sư trong thư phòng đúng rồi tư tông thần tử đáp lời có học sinh nghi ngờ có phải hắn nhờ quan hệ đi cửa sau vào thiên thần học viện làm lão sư không nếu không tại sao học viện phân phối hắn đến thư phòng làm lão sư thư phòng chỉ có ba học sinh cho đến nay đều đi học ở bách đường vốn không cần lão sư học viện phân phối hắn đến chắc vì sợ hắn dạy sai đệ tử không cổ khải hằng cười lắc đầu nói các ngươi coi thường thư phòng, mọi người đều biết thư phòng là chỗ hỗn tạp, thư phòng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Thư phòng là nơi tạo hóa lớn, người hiểu ảo diệu của nó muốn ở thư phòng cũng khó khăn. Túng thiên thiếu chủ, tư tông thần tử kinh ngạc nghe cổ khải hàng nói, khó tin hỏi, thư phòng là vùng đất tạo hóa lớn. Học sinh thiên thần học viện đều biết thư phòng chỉ là nơi cất chứa sách vở tạp vụ, nhiều học sinh không muốn vào thư phòng. Cổ khải hàng nhẹ gật đầu, từ từ nói, đúng, là chỗ tạo hóa lớn ghê gớm, Túng thiên thiếu chủ tỏ mò hỏi, thư phòng có tạo hóa lớn thế nào? Cổ khải hàng từ tốn nói, cái này khó nói, trong đó có bí mật mà chúng ta, dù là các lão sư thiên thần thư viện cũng ít ai biết. Người trong thiên thần thư viện thật sự hiểu ảo diệu, của thư viện chỉ có mấy vị lão tổ chưa xuất thế. Tư tông thần tử khen ngay, hèn gì có học trưởng nói thời lão sư còn đi học đã đọc nhiều sách vở, lão sư bác học không ai sánh bằng. Cổ khải hàng cười nói, nhưng vị lý lão sư này khá thú vị, ta rất muốn gặp hắn. Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử mừng rỡ, hai người liếc nhau. Túng Thiên thiếu chủ châm ngòi, "Lão sư, Lý lão sư và Thiên Tuyển lá sư khá thân nhau, hình như có chút quan hệ với một số lão tổ học viện. Có vẻ chỗ dựa của Lý lão sư rất mạnh, lão sư đừng xung đột với hắn để tránh mọi người hiểu lầm." Túng Thiên thiếu chủ cố ý nói vậy vì gã thân với Cổ Khải Hàng, biết Cổ Khải Hàng thích Vũ Thiên Tuyền nên ám thị Lý thất dạ và nàng có quan hệ. Túng Thiên thiếu chủ nói hàng loạt câu trên nghe như đang nguyên Cổ Khải Hàng, nhưng thật ra là kích gã. Cổ khải hàng phong tư thông rong, bình thản cười nói, muôn vàn đại đạo, thế gian rộng lớn bao la, muốn đứng trong đại thế phải dựa vào chính mình. Ta uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương cũng chỉ là quen biết sơ. Dù là quen biết thiên hạ hay xuất thân đế môn, cũng chỉ là ưu thế nhỏ trong đại đạo. Đứng ở đại đạo, mở đại thế, chỉ có bản thân vô địch mới là căn bản. Cổ khải hàng chậm rãi nói chuyện, không dùng lời lẽ hùng hồn, giọng điệu thản nhiên nói ra nhưng tràn đầy bá khí, khiến người nghe tâm thần rung động. Uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương, điều này bá khí biết bao. Cả đời nhiều vô thượng mấy ai đến độ cao như vậy. Bao người ngưỡng mộ các đế, tôn sùng tiên vương. Cổ khải hàng thì có thể uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương, người nào nghe xong cũng hút ngụm khí lạnh. Túng thiên thiếu chủ, tư tông thần tử biết cổ khải hàng không nói khóa. Làm thượng thần có thiên phú nhất, cổ khải hàng có tư cách uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương. Tư tông thần tử nói ngay, lão sư thần tư ngạo thế, chúng tiểu bối xin ngưỡng mộ. Được rồi, ta biết tính toán nhỏ nhặt của các ngươi. Cổ khải hàng cười nói, ta muốn gặp lý lão sư không phải vì ân oán của các ngươi, thiên tài có thực lực như thế khiến ta mừng vì gặp đối thủ, muốn so tài thử. Những trò vặt của các ngươi, mấy cái nịnh hót đó hãy dẹp sang bên đi. Miễn thực lực của các ngươi đủ mạnh thì có thể khiêu chiến với bất cứ ai. Túng thiên thiếu chủ, tư tông thần tử mừng rỡ vái lạy, đa tạ lão sư dạy bảo học sinh sai. Lần này ta và Lý Lão Sư đàm đạo, thảo luận, chỉ có vậy. Cổ Khải Hàng cười nói, các ngươi cũng xem như học sinh của ta, xem như ta bao che đi. Còn ân oán của các ngươi, có lẽ các ngươi bị ăn hiếp, hãy để nó qua đi, ai yêu các ngươi học nghệ không tinh. Các ngươi hy vọng ta và Lý Lão Sư đánh nhau là điều không thể. Túng thiên thiếu chủ, tư tông thần tử cười gượng, học sinh không dám. Hai người không dám nói gì, cổ khải hàng địa vị cao quyền trọng, chịu giúp bọn họ tranh một hơi đã là không dễ dàng, Cổ Khải Hàng cười nói, "Các ngươi hãy yên ổn đi, đừng cứ hoanh hoang, điệu thấp chút, đừng khiến người chú ý, con đường phía trước không bằng phẳng, không biết các ngươi có thể qua được tốt nghiệp không?" Tư Tông Thần tử sợ hết hồn hỏi dồn, "Ý của lão sư là chúng ta sẽ bị đuổi ra Thiên Thần Học viện?" Cổ Khải Hàng lắc đầu nói, "Không phải các ngươi bị đuổi ra Thiên Thần Học viện mà là học viện gặp nạn, ta sợ là không chống đến lúc đó được." Tư Tông Thần tử sợ đứng tim, "Không thể nào." Mắt Túng Thiên thiếu chủ hấy hấy, không kiềm được hỏi, "Lão sư, tin đồn đó là thật sao?" Làm truyền nhân một môn năm tiên vương và còn là một vị thượng thần, Túng Thiên thiếu chủ biết nhiều hơn. "Chuyện trên đời lúc thật lúc giả, khó nói." Cổ Khải Hàng mỉm cười nói, "Nhưng các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần, tính toán cho bản thân, tương lai đi con đường thế nào phải xem tạo hóa của chính các ngươi." Túng Thiên thiếu chủ, tư tông thần tử nhìn nhau. Túng Thiên thiếu chủ đoán không thấu ý nghĩ của Cổ Khải Hàng, ý của lão sư là. Cổ Khải Hàng mỉm cười nói, đây sẽ là thời đại các đế và tiên vương cùng ra. Sẽ là một trận thịnh yến. Các ngươi có cơ duyên hay không phải xem bản thân các ngươi. Tư tông thần tử giật bắn người tỉnh táo lại, cúi đầu trước cổ khải hàng, xin lão sư chỉ một con đường sáng. Cổ khải hàng chỉ cười. Lý thất dạ đi trong vườn trà, hắn tùy tiện đi dạo thì đột nhiên một luồng sáng vàng từ xa xẹt qua. Lý thất dạ nhướng mí mắt, nhách môi đặc không đi. Sâu trong vườn trà có một cốc sâu, sương mù bao phủ quanh năm ghe học sinh mỗi giới nói chỗ này thường có người bị lạc đường, người vào cốc sâu này sẽ đi vòng trở lại vị trí ban đầu. Đây là cốc sâu bình thường, 96 bên trong có huyền cơ gì, lão sư thiên thần học viện chưa bao giờ nói về nó. Lý thất dạ vào cốc sâu, tùy tay điểm. Đinh đinh, thanh âm như mở khóa, trong sương mù hiện ra một pháp tắc màu vàng. Đinh một tiếng, tất cả pháp tắc đen vào nhau hóa thành cánh cửa. Vù vù, lý thất dạ bước vào cánh cửa được truyền tống đi trong khoảnh khắc đó vượt qua các không gian tiến vào tọa độ chưa biết. Lý thất dạ đi vào một căn nhà cổ, bên trong không có thứ gì, chỉ bày một cái giường đế, người biết hàng nhìn cái giường sẽ sợ đứng tim. Vì giường đế điêu bằng tiên mộc trong truyền thuyết, hoàn chỉnh một thể như chém gốc tiên mộc to khắc thành. Tiên đế cửu giới khó có được tiên mộc này chứ đừng nói phàm phu tục tử. Trên giường đế dùng thì huyết tiên thạch tuyệt thế vô song phong lai, thủ đoạn rất hiếm thấy, tiên đế cửu giới bình thường không tư cách hưởng thụ loại trần phong này một người ngồi dậy trên giường đế, tiên sinh đích thân đến, ta không từ xa tiếp đón. Người đó mặc đế bào, cực kỳ uy vũ. Người này bề ngoài như lão nhân 80 tuổi, mặc đế bào cổ xưa, mái tóc dài hoàng kim xóa trên vai. Khi lão nhân ngồi dậy thì đế nhiếp chín tầng trời, khí thế uy động thập tam châu. Lý thất dạ vẫy tay, thôi đi, gần cốt như ngươi cứ nằm yên là được. Lý thất dạ ngồi xuống, cười nói, lỡ bị thiên chu gì thì rắc rối, Lão nhân cười nói, sợ ông trời không vừa mắt nắm xương già của ta. Lý thất dạ chỉ cười, đánh giá lão nhân từ trên xuống dưới, cả ngươi cũng xuất thế, thật khiến ta bất ngờ. Từ khi phụ thân của ngươi viễn trinh thì ngươi ít khi lộ mặt. Lão nhân cười cảm thán rằng, ai, nắm xương gài không chịu nổi dày vò, còn tiếp tục lăn qua lộn lại sẽ dã rời, đành nằm, khiến cái thân hữu dụng này tương lai phát huy vào lúc cần. Lý thất dạ cười lắc đầu nói, bỏ đi, ngươi đừng nói câu đó với ta, dựa vào huyết thống thần vĩnh của ngươi miễn không bị thiên chu thu, thì có thể nhảy nhót sống khỏe. Tiên sinh đùa. Lão nhân cười khổ nói, thế hệ chúng ta thật sự không chịu nổi dày vò. Không giống tiên sinh càng chiến càng dũng. Bảo ta bây giờ viễn trinh như phụ thân âm xưa thì ta không có can đảm đó, thân thể kém xa trước kia. Nhưng ngươi đi ra. Lý thất dạ cười nói, ta cứ tưởng ngươi sẽ bỏ mặc không hỏi. Lão nhân cảm thán rằng, đây dù gì là tâm huyết của phụ thân và ngoại công của ta, và cả mẫu thân đại nhân, dù ta muốn không hỏi chuyện đời nhưng đây là tâm huyết của bọn họ, ta cũng không hy vọng nó sụp đổ. Phi tiên đế có một nhi tử như thế đáng để tự hào. Lý thất dạ cười nói, biết bao hổ phụ khuyển tử, ngươi thì chưa bao giờ làm mất uy danh của phụ thân. Tiên sinh quá khen. Lão nhân cười khổ nói, so với phụ thân thì ta kém xa. Phụ thân của ta cả đời kinh diễm, ta không bằng một phần mười. Thì ra lão nhân này là nhi tử của phi tiên đế và mỹ nhân số một thần tộc, cũng là thủ hộ thần của thiên thần học viện nhưng 96, ít người biết lão còn sống. Hỗn nguyên thiên đế trời sinh quý tộc, phụ thân là phi tiên đế, mẫu thân là mỹ nữ số một thập tam châu thời đó, ngoại công thì khỏi phải nói, phi tiên đế lừng lẫy. Dựa vào xuất thân đã quý không thể tả, khó tìm ra ai xuất thân cao quý hơn phi tiên đế tử. Có thể nói phi tiên đế tử muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trong hoàn cảnh này bao nhiêu đế tử kiêu căng ngang ngược, ngạo thị vạn giới, không ai bị nổi nhưng phi tiên đế tử thì không cả đời lão cẩn trọng thiên phú cực cao phi tiên đế tử có một nửa huyết thống thần tộc khi sinh ra đã có huyết thống thần vĩnh một trong ba tiên huyết thời đó thiên phú tuyệt thế huyết không gì sánh bằng cộng thêm xuất thân cao quý không gì sánh được đã định trước phi tiên đế tử ưu tú định trước tuyệt thế vô song nhưng phi tiên đế tử có phụ thân kinh diễm vô song ngoại công tuyệt thế vô địch khiến cả đời lão nhạt nhòa không phải phi tiên đế tử không cố gắng không mạnh thật ra lão rất cường đại, có thể ngạo thị rất nhiều tiên đế cửu giới, vấn đề ở chỗ gia đình của phi tiên đế tử quá ưu tú. Phụ thân là tiên đế kinh diễm nhất tiên đế cửu giới, ngoại công là người chấp trưởng thần tộc thời đó. Có phụ thân và ngoại công vô địch tuyệt thế khiến người mãi mãi không thể vượt qua, cả đời lão cố gắng, cần cù cẩn trọng. Nhưng phụ thân và ngoại công quá mạnh, quá ưu tú, suốt đời phi tiên đế tử bị bao phủ dưới ánh sáng của hai người. Phi tiên đế tử không thể vượt qua phụ thân và ngoại công nên lão mở nhạt, có phụ thân và ngoại công cường đại như vậy thì dù phi tiên đế tử, có 12 thiên mệnh, cũng không cách nào vượt qua hai người. Dưới ánh sáng của phụ thân và ngoại công, phi tiên đế tử không hề rực rỡ trói mắt. Dù bị bao phủ dưới ánh sáng của phụ thân và ngoại công thì phi tiên đế tử vẫn làm tốt bản thân, nên Lý Thất Dạ mới khen và thích lão. Lý Thất Dạ cười nói, đã giỏi lắm rồi, có phụ thân và ngoại công vô địch mà không biến thành kẻ ăn chơi trác táng. Bị hai ngọn núi lớn đè ép, đổi lại người khác chắc đã điên lý thất dạ không nói khao trương phụ thân và ngoại công vô địch mẫu thân rất ưu tú làm nhi tử bình thường cố gắng cách mấy đều làm người ta cảm thấy cũng chỉ đến thế là cùng đây là số mệnh phi tiên đế tử cười nói ai kêu ta là nhi tử của trung nam tiên đế tôn nhi của trung nam thần đế điều ta có thể làm là cố gắng trong mắt người khác thì xuất thân của phi tiên đế tử làm bao người hâm mộ ghen tị nhưng với người có lòng cầu tiến có khát vọng lại là chuyện vô cùng đau khổ vì ngươi cố gắng cả đời phấn đấu suốt đời vẫn không thể vượt qua phụ thân ngoại công của mình mặc cho ngươi làm xuất sắc tới đâu ưu tú cỡ nào người ta sẽ cho rằng chỉ có thế thậm chí có người nghĩ đó là được phụ thân ngoại công che chở không ai thấy đằng sau sự cố gắng của ngươi không người thấy ưu tú của ngươi dù vậy phi tiên đế tử vẫn rộng rãi dù không thể vượt qua phụ thân ngoại công được dù thật nhạt nhòa dưới ánh sáng của phụ thân ngoại công thì lão vẫn yên lặng bảo vệ thiên thần học viện vì đây là tâm huyết của phụ thân lý thất dạ gật gù đi đến ngày nay không dễ dàng phi tiên đế tử làm đế tử tốt hơn những đế tử khác gấp trăm lần điều đáng tiếc duy nhất là phụ thân và ngoại công quá mạnh khiến ở thời đại của lão mọi người không thấy lão xuất sắc thế nào tuyệt thế vô song biết bao phụ mẫu không ở đã tới lúc ta làm chút chuyện cho thiên thần thư viện phi tiên đế tử nói thiên thần thư viện không chỉ là tâm huyết của phụ mẫu ngoại công mà còn là tâm huyết của nhiều tiên hiền dù có chuyện gì cũng không thể để nó ngã nắm xương giả của ta không biết sẽ chịu được bao lâu hy vọng sẽ vượt qua được ải khó này về sau có tương lai tươi sáng hơn đúng vậy lý thất dạ nói thiên thần thư viện tụ tập tâm huyết của nhiều người từng có biết bao tiên đế cửu giới tiên vương bách tộc chấp giáo tại đây cũng vì nó tụ tập tâm huyết của quá nhiều người nên mới thành thịt mỡ trong mắt đám người nếu có ngày nó ngã xuống sẽ có vô số người người mùi ùa tới ước gì cắn một miếng phi tiên đế tử buông tiếng thở dài ai không thèm nhỏ dãi nội tình thâm sâu của thiên thần thư viện. Phi tiên đế tử nhìn Lý Thất Dạ, cười nói, nhưng đời này có tiên sinh ở, ta yên lòng. Sóng gió lớn mây có tiên sinh thì thiên thần thư viện sẽ sừng sững không ngã. Lý Thất Dạ cười nói, ta chỉ đến sống qua ngày, dạy học trong thư phòng, tham ngộ huyền cơ nhỏ, chẳng qua đánh bậy đánh bạc. Có tiên sinh trong thư phòng thì ta yên tâm hơn. Phi tiên đế tử cười nói, vậy không cần phái người đi giữ thư phòng, tiên sinh tọa chấn thì không ai lấy được thứ đó, dù ta không ở cũng không ai lấy được thương thiên binh thư trong thư phòng, đã bao nhiêu năm nó vẫn ở đó. Lý thất dạ bật cười, đương thời người có thể lấy nó đi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phi tiên đế tử cười khổ nói, nếu thiên thần thư viện nguy hiểm, thì ai dám bảo đảm không có tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh hành động. Cũng đúng, thương thiên điện, binh khí thương thiên này quá hấp dẫn người. Lý thất dạ gật đầu nói, trên đời mấy ai không tin đập nhanh vì nó. Nó không chỉ là thương thiên binh thư hoàn chỉnh nhất trên đời, cũng là mạnh nhất thế gian." Phi tiên đế tử cười nói, "Bảo là mạnh nhất thì hơi quá." Lý Thất Dạ lắc đầu nói, "Vạn cổ đến nay, dù nó không phải thương thiên binh thư mạnh nhất nhưng có thể xếp vào ba hàng đầu. Trên đời này khó thương thiên binh thư nào còn tồn tại mà mạnh hơn nó." Người đời không biết trong thư phòng Thiên Thần, thư viện giấu một trọng bảo thương thiên điện siêu khủng, nó là thương thiên binh thư được gọi là thương thiên binh thư mạnh nhất trên đời. Không nhiều người biết bí mật này người ngoài muốn tham ngộ thương thiên điện khó hơn lên trời. Ít ai trên đời có thể tham ngộ thương thiên điện, phi tiên đế là một, trung nam thần đế là hai, âm nha là ba. Trên đời có nhiều báu vật, rất nhiều vật báu có thể làm tiên đế cửu giới động lòng, nhưng không nhiều báu vật khiến tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh dao động, thương thiên điện nằm trong số đó. Thương thiên điện, phi tiên đế tử khẽ nói, giữ báu vật này trong thiên thần thư viện không biết là họa hay phúc. Khó nói. Lý thất dạ cười, nhưng có thương thiên điện sẽ cho thiên thần thư viện khả năng vô hạn vì nếu ngươi muốn ngửa đầu xem muốn hiểu biết bầu trời trên đầu mình thì có thứ gì huyền diệu hơn là tham mộ thương thiên điện tiên sinh nói cũng có lý phi tiên đế tử khẽ nói lúc sư phụ thân viễn trinh đặc biệt để lại thương thiên điện có dặn nếu thiên thần thư viện không ngã nếu thương thiên điện vẫn còn thì tất cả đều có khả năng vô hạn có lẽ thế giới chúng ta còn hy vọng để thương thiên điện ở chỗ đó đi lý thất dạ chậm rãi nói chỉ cần nó còn thiên thần thư viện vẫn tràn ngập hy vọng đương nhiên lần này có chủ thèm thuồng nó là việc tốt có người mơ ước nó tức là đám người này sẽ lộ đuôi trước phi tiên đế tử nhẹ gật đầu nếu không vượt qua nổi tai nạn lần này thiên thần thư viện cũng có thể đổi một đoạn năm tháng bình yên lý thất dạ cười tươi sẽ rất náo nhiệt ai đứng bên thiên thần thư viện ai dò ngó thiên thần thư viện chờ khi đó nhìn liền biết phi tiên đế tử cười cười phi tiên đế tử trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn lý thất dạ từ tốn nói tiên sinh có một vấn đề ta luôn muốn hỏi ta biết ngươi muốn hỏi cái gì lý thất dạ gật đầu nói ngươi muốn biết viễn trinh cho đến nay ta không muốn hỏi vì trong lòng chưa chuẩn bị phi tiên đế tử khẽ thở dài nhưng ta đã lớn tuổi không biết có thể sống bao lâu ta tin tưởng nên biết thì sẽ biết theo ta được biết tiên sinh là người duy nhất sống sót từ chỗ đó trở về nên đặc biệt muốn hỏi tiên sinh cuộc chiến trung cực rốt cuộc có hy vọng sống sót không vấn đề này không phải phi tiên đế tử đột nhiên muốn hỏi nó tồn tại từ lâu nhưng trong lòng lão sợ nghe đáp án vì vậy mãi không hỏi lần này không kiểm được có lẽ đây là lần cuối ta gặp tiên sinh e rằng tương lai tiên sinh sẽ bước lên con đường này hiện tại nếu không hỏi chỉ sợ sau này không còn cơ hội phi tiên đế tử nói xong thở hát ra như chút được gánh nặng cho tới nay phi tiên đế tử muốn biết tình huống cuộc chiến trung cực vì đó không chỉ là con đường phụ thân ngoại công của lão bước lên mà mẫu thân cũng đi lúc xưa phi tiên đế và trung nam thần đế phát động chinh chiến trung cực lần thứ ba rồi bạt tin. Người đời cho rằng bọn họ không còn sống nhưng phi tiên đế tử, làm nhi tử đều không chết tâm, còn ôm chút hy vọng. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phi tiên đế tử không cách nào bước lên con đường này, dù sao trên thế giới còn thứ khiến lão vướng bận, chưa thể buông thiên thần thư viện. Nhưng phi tiên đế tử biết lý thất dạ từng đi nơi đó, hắn là người duy nhất sống trở về. Phi tiên đế tử nhìn lý thất dạ, cường đại như lão không yểm được lộ vẻ mặt trịnh trọng. Thật lâu trước kia phi tiên đế tử luôn muốn hỏi vấn đề này nhưng mãi không hỏi ra, có lẽ vì trong lòng không mong nghe đáp án. Lý thất dạ nghe phi tiên đế tử hỏi, nhìn lão. Lý thất dạ im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, ta không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Phi tiên đế tử trịnh trọng nói, tiên sinh cứ nói thẳng là được, dù là tin tốt hay tin xấu ta đều chấp nhận, ta lớn tuổi rồi, còn cái gì không thể nhận được. Lý thất dạ lắc đầu nói, vấn đề không phải tin tốt hay xấu, sự thật khá phức tạp ta không biết nên trả lời ngươi thế nào nếu ngươi muốn ta cho ngươi một đáp án thì được rồi chờ ta đánh trận chiến cuối cùng ta tin khi nên hiểu ngươi sẽ hiểu nếu trận chiến này không có kết quả tức là không có đáp án lý thất dạ khẽ thở dài như ta cần một đáp án ngươi cũng cần câu trả lời nghe lý thất dạ nói xong phi tiên đế tử im lặng cuối cùng nhìn hắn ta tin sẽ đợi được ngày đó ta cũng tin tưởng tiên sinh có thể chiến đến cuối cùng phá vỡ gông xiềng trăm ngàn vạn năm nếu tiên sinh cũng thất bại thì tương lai làm người ta tuyệt vọng, khi đó sẽ càng nhiều người chết trong hắc ám. Kỳ nguyên nào cũng có hắc ám, chuyện này không thể ngăn chặn. Lý thất dạ cười nói, nhưng hiện tại cũng là cơ hội, nên giết thì giết, tương lai cứ giao cho tương lai. Tiên sinh nói đúng. Phi tiên đế tử nhẹ gật đầu, đây là một cơ hội. Nội bộ bách tộc chúng ta nên được quét sạch, nếu không chẳng biết ai là kẻ địch, điều này làm người ta thấp thỏm. Lý thất dạ cười cười, từ từ nói, ngày này sẽ đến rất nhanh, Phi tiên đế tử đồng ý cách làm của Lý Thất Dạ, nên nhổ bỏ tai họa ngầm của thiên thần thư viện, lần này phải xáo triệt để, có lẽ sẽ khiến cơ sở thiên thần học viện càng sâu hơn. Vậy thì để mưa bão đến mãnh liệt hơn đi. Lý Thất Dạ cười nói, nếu một số thượng thần, tiên vương xuất thân từ thiên thần học viện, cũng tham gia vào nước đục thì thật khiến người thất vọng. Phi tiên đế tử im lặng, thiên thần học viện bồi dưỡng rất nhiều thượng thần, cũng bồi dưỡng ra tiên vương. Nếu tai nạn đến với thiên thần thư viện mà thượng thần, tiên vương xuất thân từ thiên thần học viện cũng tham gia vào nước đục thì rất đả kích người thật lòng phi tiên đế tử không muốn thấy điều này đương nhiên nếu ngày đó đến nên chết thì sẽ giết không có gì phải mềm lòng rất nhanh hội phẩm trà chấm dứt đám người dạ hân tuyết lần lượt trở lại thư phòng rất nhiều học sinh cũng quay về học đường của mình trở về từ hội phẩm trà rồi lý thất dạ đứng ngoài đại điện nhìn núi non thư phòng xem đến thẫn thờ dạ hân tuyết kim hoàn thiết tý thấy lý thất dạ nhìn núi sông sững sờ thì rất tò mò Lão sư đang tham ngộ huyền cơ sao? Chỉ có Lưu Kim Thắng không nói gì. Từ lần trước được Lý Thất Dạ chỉ điểm Lưu Kim Thắng tìm ra liều thuốc, lão không còn ho khan. Trở về từ hội phẩm trà dáng vẻ Lưu Kim Thắng nhẹ nhàng rất nhiều, trông sáng sủa hẳn. Chỉ đang nắm mảnh núi non này, Lý Thất Dạ nhìn núi sông, cười nói, không lâu nữa e rằng núi non này sẽ cảnh còn người mất, núi non Nguyên Thiên Thần thư viện sẽ tan vỡ. Lão sư nói đùa, Kim Hoàn Thiết tí sợ hết hồn thiên thần thư viện chúng ta là truyền thừa nội tình thâm sâu nhất bách tộc dù đế thống tiên môn khác bị diệt thì thiên thần thư viện chúng ta vẫn sẽ bình yên mọi chuyện đều có thể xảy ra trên đời không có vĩnh hằng lý thất dạ mỉm cười nói trên đời này không có truyền thừa vĩnh viễn sừng sững không đổ như tiên môn ngày xưa dù có truyền thừa chín đế cũng ụp đổ trong một đêm kim hoàn thiết tý dạ hân tuyết thẩm run vì hai người biết lịch sử này đoạn lịch sử cực kỳ nổi tiếng trên đời này truyền thừa mạnh nhất là thiển gia một môn chín đế nhưng thật ra trước thiền gai có một môn chín đế cổ xưa hơn cả thiền gia thật lâu trước khi thiền gia chưa trở thành một môn chín đế thì môn phái này đã làm được truyền thừa một môn chín đế này tên là tiên môn có thể nói trên cõi đời này chỉ mình họ giá đặt tên môn phái là tiên môn truyền thừa cực kỳ bá khí nhưng cuối cùng truyền thừa cổ xưa cường đại đó trong một đêm sụp đổ bị người tiêu diệt điều vô cùng rung động hồn người sự kiện lịch sử lớn nhất thập tam châu bây giờ lý thất dạ so sánh thiên thần thư viện với tiên môn sao không làm nhóm dạ hân tuyết sợ đứng tim dạ hân tuyết sợ hãi run rẩy lão sư chuyện này có thật không trong lòng dạ hân tuyết thì thiên thần thư viện là ngôi nhà thứ hai của nàng không chỗ nào an toàn hơn thiên thần thư viện không có môn phái truyền thừa nào sừng sững hơn thiên thần thư viện giờ lý thất dạ nói tai nạn sắp ập đến với thiên thần thư viện rất có thể thiên thần thư viện sẽ sụp đổ hỏi sao không làm thiếu nữ như dạ hân tuyết sợ lạc giọng là thật cũng là giả lý thất dạ lạnh nhạt nói tai nạn đến là thật muốn thiên thần thư viện sụp đổ thì không dễ miễn ta còn ở đây sẽ không cho phép thiên thần thư viện sụp đổ nghe lý thất dạ nói vậy kim hoàn thiết tí thở phào một hơi cười toe nói vậy thì tốt rồi lão sư làm ta hết hồn lý thất dạ phất tay dặn dò tuy thiên thần thư viện sẽ không ngã nhưng nguy hiểm còn đó các ngươi hãy thu dọn đồ đạc tìm lỗ chuột nào đó cho tốt nếu tai nạn thật sự đến các ngươi hãy núp vào lý thất dạ nói hơi khao trương nhưng dạ hân tuyết kim hoàn thiết tý cũng biết sự việc nghiêm trọng hai người không dám chậm chạp dọn dẹp đồ của mình theo lời lý thất dạ dạ hân tuyết kim hoàn thiết tý đi xuống lý thất dạ vẫn nhìn núi sông trước mắt lý thất dạ bình tĩnh nói với lưu kim thắng tai nạn lớn sắp đến ngươi có dự tính gì không lưu kim thắng hít sâu nghiêm túc nói học sinh nguyện cùng thiên thần thư viện tiến lùi lão sư ra lệnh một tiếng học sinh tùy thời tùy chỗ nghe theo lão sư sai khiến ta không biết người khác thế nào nhưng ta là học sinh của thiên thần học viện thu hoạch rất nhiều trong thiên thần thư viện. Nói cách khác nếu không có thiên thần thư viện thì không có thành tựu hôm nay của ta, miễn ta còn thì thiên thần thư viện còn, ta nguyện cùng tồn vong với thiên thần thư viện. Lý thất dạ gật gù, vậy thì tốt. Lý thất dạ nhìn phương xa, chậm rãi nói, bão táp sắp đến, sẽ có lúc cho người phát huy. Đã tới lúc ngươi cùng chiến bát phương, tuy ngươi không đánh lại tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh hay cổ thần, nhưng trong bão tố ngươi sẽ thành trụ cột vững vàng, Lưu Kim Thắng dõng dạc nói, miễn thiên thần thư viện cần thì ta nguyện chiến đến cùng. Lý thất dạ cảm thán rằng, con người đều có sai lầm, nhưng học sinh thiên thần học viện đều giống như ngươi thì tai nạn lớn mấy thiên thần, thư viện cũng sẽ sừng sững không ngã. Mọi người cho rằng hội phẩm trả chấm dứt, thì thiên thần học viện sẽ yên tĩnh một thời gian, nhưng có tin truyền ra cổ khải hàng sẽ giảng bài ở đạo tràng. Vừa nghe đến tin tức này học sinh thiên thần học viện dù là bách đường hay thánh viện, hoặc đế phủ đều phấn khởi, nhiều học sinh hưng phấn, trong thiên thần học viện bách đường thánh viện đế phủ đều có lão sư giảng bài đương nhiên những môn học đa phần là nội dung chính quy khi giảng bài trong đạo tràng thì khác trong giảng bài trong đạo tràng là tinh hoa nếu nói học bài trong lớp hơi giống thầy đồ làm nhảm thì giảng bài trong đạo tràng mới thật sự là môn học có ích đạo tràng trong thiên thần thư viện rất nổi tiếng ai đều đều có thể đi lên giảng bài nhưng nếu ngươi không có bản lĩnh thì tốt nhất đừng đi sẽ mất mặt vì giảng bài trong đạo tràng toàn là tinh hoa mình ngộ đạo thứ với cái nhìn riêng của mình, đánh thẳng vào áo nghĩa. Cho tới nay giảng bài trong đạo tràng toàn là lão sư hay tiên đế cửu giới, thực lực hùng hậu. Tồn tại như phi tiên đế cũng từng dạy học ở đạo tràng, có thể tưởng tượng người bình thường không dám đi giảng bài trong đạo tràng. Hiện tại truyền tinh cổ khải hàng sẽ giảng bài trong đạo tràng, sao không khiến người hưng phấn được? Chắc chắn sẽ có thứ tốt. Tin đồn là thật vì ngày thứ hai cổ khải hàng tự lên tiếng tỏ thái độ, khải hàng bế quan có điều ngộ đại đạo, nên sẽ giảng ở đạo tràng, nguyện cùng nhân thánh Đồng Liêu bàn về đại đạo. Cổ Khải Hàng tự mình lên tiếng khiến nhiều học sinh Thiên Thần Học viện hưng phấn. Cổ Khải Hàng là lão sư thiên tài, từng tham ngộ vô thượng đại đạo, hơn nữa hiện là thượng thần bảy đồ đằng. Cổ Khải Hàng dám lên giảng bài trong đạo tràng, chắc chắn sẽ truyền dạy thứ tinh hoa, không thì giảng thứ bình thường chẳng phải là mất mặt. Cổ Khải Hàng không chỉ giảng bài trong đạo tràng còn đưa ra lời mời, không biết có vị Đồng Liêu nguyện ý cùng Khải Hàng đàm đạo không? Mọi người náo nhiệt cũng tốt mọi người cảm thấy lời mời có gì lạ, nếu hai lão sư cùng giảng bài tức là có ý quyết đấu. Chuyện này cũng không phải không được, dù sao lão sư cạnh tranh với nhau là chuyện tốt cho thiên thần học viện, có cạnh tranh mới có giao lưu, giao lưu thì mới tiến bộ. Không ai đáp lại lời mời của cổ khải hàng, vì giảng bài trong đạo tràng là chuyện cực kỳ long trọng, không ai dám bỗng dưng đi lên giảng bài, sơ sẩy một cái sẽ làm anh danh bị bôi đen. Cổ khải hàng trịnh trọng mời lý thất dạ, chỉ riêng mình hắn, thất dạ đạo huynh có hứng thú không? Cổ Khải Hàng đột nhiên mời Lý Thất Dạ làm học sinh Thiên Thần Thư Viện kinh ngạc, vì mọi người không ngờ gã sẽ mời hắn. Địa vị của Cổ Khải Hàng trong Thiên Thần Học Viện thì khỏi nói nhiều, lúc gã là học sinh đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Khi Cổ Khải Hàng trở thành lão sư của Thiên Thần Học Viện, mọi người đều cho rằng gã sẽ trở thành lão sư ưu tú nhất. Miễn lão sư chỉ tiếp tục nhâm giáo trong Thiên Thần Thư Viện thì có ngày sẽ vượt qua Mặc Lão. Mặc Lão là lão sư kinh nghiệm lâu năm nhất Thiên Thần Thư Viện, đừng nói viện trưởng hiện tại, dù là lão viện trưởng cũng phải hết sức tôn kính Mặc lão, không phải vì Mặc lão mạnh cỡ nào mà khi lão dạy, giải thích nghi hoặc có kiểu làm độc nhất vô nhị, từng có nhiều thượng thần, một số thượng thần là học sinh của lão. Dù có người đã trở thành thượng thần, Tiên Vương cũng quay về nghe Mặc lão dạy học. Cổ Khải Hàng ở Thiên Thần thư viện tư cách chưa bằng lão sư thế hệ trước, nhưng đã cực kỳ xuất sắc trong thế hệ trẻ, lão sư trẻ tuổi bằng gã rất khó sánh bằng. Lý Thất Dạ thì tạm thời chưa thấy hắn có tài gì khi dạy dỗ giải đáp. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ là lão sư bạo lực, chỉ biết hắn đánh người rất ác. Không như cổ khải hàng dạy bách đường nhiều năm, rất được lời khen, được nhiều học sinh hoan nghênh. Một số học sinh thiên thần học viện thông minh người được mùi khác lạ. Đặc biệt học sinh thiên tài hiểu ngay, bọn họ biết túng thiên thiếu chủ là học sinh của cổ khải hàng, quan hai người hệ sư sinh nhưng không giống trong học viện mà càng như sư đồ. Hiện tại cổ khải hàng, đột nhiên đứng ra mời Lý Thất Dạ cùng nhau giảng bài trong đạo tràng, mấy học sinh thiên tài hiểu ngay nhóm túng thiên thiếu chủ tìm đến chỗ dựa muốn gây khó dễ với lý thất dạ khiêu chiến hắn giảng bài lý thất dạ không từ chối cổ khải hàng quang minh chính đại gióng trống khua trương mời hắn đồng ý ngay lý thất dạ cười nói nếu đã có nhã hứng vậy thì đàm đạo đi giải đáp thắc cho các học sinh cũng tốt học sinh thông minh nghe lý thất dạ trả lời liền người được mùi khác lạ thì thào long hổ đấu nha đa tạ thất dạ đạo huynh ủng hộ năm ngày sau chúng ta gặp trên đạo tràng Cổ Khải Hàng Phong tư vô thượng cười nói, tiểu đệ tài thu học thiển, khi đó sẽ dâng lên một thiên, pháp diễn làm đề bài. Tốt, hẹn gặp năm ngày sau. Lý thất dạ cao giọng đáp, vậy ta sẽ giảng một thiên đạo tâm. Rất tốt, tiểu đệ chờ khuôn vàng thước ngọc của thất dạ huynh. Phong thái của cổ khải hàng khiến đám học sinh khâm phục. Khi Lý thất dạ và cổ khải hàng hẹn giảng bài ở đạo tràng song hấp dẫn học sinh thiên thần học viện hào hứng, vô số học sinh ngẩng cổ trông mong. Học sinh thiên thần học viện thảo luận về cuộc giảng bài. Khải Hàng lão sư sắp giảng dạy pháp diễn trong đạo tràng, ngươi đi không? Có bạn học hưng phấn nói, đi, sao không đi được? Giảng bài trong đạo tràng là chuyện rất hiếm có, lần giảng bài trước hình như là năm ngoái, do chú lão sư giảng bài. Ta nhất định sẽ đi nghe Khải Hàng lão sư giảng, chắc chắn đầy kiến thức, thu hoạch thật nhiều. Khi nghe cổ Khải Hàng định giảng pháp diễn trong đạo tràng, thì học sinh thiên thần học viện như Bách Đường, Thánh Viện, thậm chí Đế Phủ, đa số học sinh tỏ vẻ sẽ đi nghe dạy. Khó ai được yêu thích nhiều như Cổ Khải Hàng trong Thiên Thần Học Viện, đặc biệt lão sư thế hệ trẻ chỉ có Vũ Thiên Tuyển Miễn cưỡng ngang bằng gã. Bây giờ Cổ Khải Hàng chịu giảng bài trong đạo tràng. Đây là cơ hội hiếm có với tất cả học sinh, những học sinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. So với Cổ Khải Hàng sắp giảng dạy pháp diễn, thì học sinh Thiên Thần Học Viện phản ứng nhạt nhẽo trước việc Lý Thất Dạ dạy đạo tâm. Chuyện này liên quan tới việc Lý Thất Dạ được người thích. Trong Thiên Thần Học Viện thì Lý Thất Dạ không bao giờ được yêu thích bằng Cổ Khải Hàng mấy năm trước gã sớm được tất cả học sinh kính yêu, danh chấn thiên hạ. Hiện tại, trong thiên thần học viện biết bao nhiêu học sinh tôn sùng lão sư thiên tài cổ khải hàng. Lý thất dạ là lão sư vô danh mới đến không lâu, làm sao so được yêu thích bằng cổ khải hàng. Mọi người biết Lý thất dạ chỉ vì hắn nổi tiếng lão sư bạo lực, nghe Lý thất dạ ra tay cuồng bạo, hở chút đánh học sinh làm nhiều học sinh trùn chân. Trừ việc học sinh kém xa cổ khải hàng về độ được yêu thích ra, đề bài Lý thất dạ sắp dạy không được học sinh ham. Với nhiều học sinh thì làm sao tu luyện càng nhanh, có cách nào tăng tốc độ tu luyện, làm sao ảo diệu phát huy uy lực đạo pháp lớn hơn, mới là thứ nhiều bạn học khao khát học. Còn về đạo tâm, với nhiều học sinh thì thứ đó hư vô mở mịt, một số 19 cho rằng đạo tâm có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nên nghe nói để bài lý thất dạ sắp dạy thì nhiều học sinh không hào hứng. Có nhiều học sinh thiếu hứng thú nói, đạo tâm không có ích gì. Bài giảng như thế có nghe hay không cũng chẳng sao. Trừ nhiều học sinh thiếu hứng thú với bài lý thất dạ giảng, chỉ có một phần học sinh là ôm thái độ chờ xem. Trong năm ngày này, các học sinh Thiên Thần Học viện ngảnh cổ trông mong, chờ đợi năm ngày qua nhanh, mọi người ngóng trông cổ Khải Hàng giảng bài. Ầm. Um, vang tiếng nổ điếc tai, khi mọi người chờ đợi cổ Khải Hàng giảng bài thì Thiên Thần thư viện đột nhiên vang tiếng nổ nhức óc, thiên địa lắc lư. Ầm um, ầm. Um, tiếng nổ không dứt bên tai, lực lượng thiên địa vạn giới điên cuồng tụ tập, thế gian vạn đạo tinh hoa trong khoảnh khắc đó bão táp lực lượng khủng bố không gì sánh được tụ tập bên trên thiên thần thư viện lực lượng vô cùng tận hội tụ tốc độ quá nhanh như bão tố cùng phong lực lượng đến không chút báo trước ẩm vang tiếng nổ điếc tai tất cả học sinh thiên thần học viện chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì thiên địa chấn động vạn đạo ngân cùng vô số đại đạo pháp tắc phóng lên cao nguyên thiên thần thư viện như có vô số thác nước chảy ngược tất cả pháp tắc bay lên trời cực kỳ đồ sộ rung động hồn người trên bầu trời đột nhiên hiện ra năm mươi tám thiên mệnh Cây trà cổ vô cùng tận nhấn chìm thiên thần thư viện. Nguyên thiên thần thư viện hóa thành biển hỗn độn mênh mông vô biên. 58 thiên mệnh, ẩn hiện trong biển hỗn độn bao la vô biên tựa như chân long vẫy vùng trong đại dương. 58 thiên mệnh đến quá nhanh, mọi người không kịp trở tay, xoe tròn mắt. 58 điều thiên mệnh nháy mắt tụ lại là lực lượng khủng bố biết bao, vô cùng tuyệt thế. Khi lực lượng đó xuất hiện, đừng nói học sinh sợ nằm sấp dưới đất, lão sư thiên thần học viện cũng nghẹt thở trước lực lượng đó tất cả học sinh thiên thần học viện ngây người không biết xảy ra chuyện gì có chuyện gì may mà lão sư thiên thần học viện kinh nghiệm phong phú lục tục lấy lại tinh thần rung động thì thào tiên vương mới sắp sinh ra không chỉ lão sư thiên thần học viện hết hồn tiên đế cử giới thập tam châu cũng giật nảy mình bao hạng người vô địch trong thập tam châu bị biến dị đột ngột làm tim rớt cái bịch mọi người đều biết từ lúc thiên mệnh tụ lại đến thế đế là cả một quá trình thông thường khá dài ngắn thì mười mấy vài chục ngày có khi một hai năm giờ tinh hoa thiên địa đột nhiên tụ tập, thiên mệnh nháy mắt hiển hiện, tất cả xảy ra quá nhanh, như bão tố cuồng phong, không có gì báo trước hỏi sao không làm mọi người sợ đứng tim. Trong phút chốc các cặp mắt sáng nằm ở tận cùng tham tác chi địa nhìn chăm chú. Có người thì thào, đây là dị tượng, chẳng lẽ sắp ra kỳ nhân. Tiên đế cửu giới các châu khác đều nhìn hướng kiêu hoành châu. Tiên vương nhìn 58 thiên mệnh trên bầu trời thiên thần thư viện, lòng rung động, chẳng lẽ là dự triệu sắp ra đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Một thời đại thiên địa có thể tụ tập 72 thiên mệnh. Thời đại này Đạo Long Thiên Đế trước tiên chịu tải 6 thiên mệnh, ngay sau đó Kim Qua chịu tải 4 thiên mệnh, sau đó Nhân Thánh cũng chịu tải thiên mệnh, bây giờ thời đại này còn lại 58 thiên mệnh. Xem 58 thiên mệnh nháy mắt tụ tập, nhiều tiên đế cửu giới lòng rung động, linh cảm bất an. Mọi người đều hiểu có người bỗng dưng xuất thế. Lát sau một số học sinh thiên tài tuyệt thế của Thiên Thần thư viện tỉnh táo lại, lòng rung động thì thào, sắp ra tiên vương. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai trong khoảnh khắc này một bóng người từ thiên thần thư viện lao lên cao khí thế ngút trời bóng người vọt lên cao có thế lăng thiên bễ nghễ tiếu ngạo vạn cổ hơi thở cổ xưa tràn ngập trong thiên địa như cổ vương từ thời đại cổ xưa đi ra có thể trưởng chấp càn khôn nhìn người bay lên cao học sinh thiên thần học viện hét to một tiếng nam đế là nam đế nhìn người lao lên cao biết bao học sinh bị hoảng sợ rung động mỡ ơi nam đế sắp thành tiên vương nhìn nam đế dù là học sinh đế phủ cực kỳ cao ngạo cũng bị rung động trong lòng chỉ có một chữ phục học sinh đế phủ toàn là thiên tài tuyệt thế học sinh rất tự phụ hiện tại nam đế sắp thành tiên vương quá khủng khiếp nam đế ra đời chậm hơn nhân thánh nhân thánh là học sinh thiên tài cao hơn nam đế một giới mới trước đó nhân thánh chịu tài thành tiên vương giờ nam đế mới đến thiên thần học viện đi học không bao lâu đã đuổi kịp nhân thánh sắp trở thành tiên vương chuyện này quá kinh khủng trong phút chốc học sinh thiên tài đế phủ hóa đá, nam đế sắp thành tiên vương, học sinh ra từ nhân tông đều là nghịch thiên. Chẳng lẽ nam đế thật sự sẽ trở thành tiên đế có 12 thiên mệnh sao? Mọi người đều biết nhân tông rất ít chiêu học sinh, hơn nữa tuyển nhận học sinh cũng cực kỳ nghiêm khắc. Thiên tài tuyệt thế như nhân thánh còn không được vào nhân tông, nhưng nhân tông chọn nam đế là biết gã nghịch thiên cỡ nào. Hơn nữa học sinh ra từ nhân tông toàn là tồn tại nghịch thiên không gì sánh bằng. Lục đạo nhân vương là ví dụ, làm tồn tại có huyết thống nhân vương đầu tiên trong bách tộc, lục đạo nhân vương từng càn quét cửu thiên thập địa, sánh vai với đỉnh tiên đế cửu giới. ầm ầm, khi nam đế vọt lên cao thì trời giáng xuống vô số cùng lôi, tia chớp vô cùng vô tận đổ ập xuống, đập vào nam đế, muốn đập nát tất cả. Nam đế cùng cười, đến rất hay. Nam đế cầm phương thiên họa kích quét cửu thiên thập địa, một kích quét ngang vạn pháp tan vỡ. Thần ma thành cho, một kích vô địch. Bùm bùm phương thiên họa kích quét qua, từng tia chớp cùng lôi bị quất nát. Nam đế quét trời vọt lên cao, đứng dưới 58 thiên mệnh. Ẩm. Thiên thần thư viện ẩm vang, các đạo đài khổng lồ hiện ra. Các đạo đài hiện ra ở mỗi góc thiên thần thư viện. Mỗi đạo đài tuôn ra thần quang. Ẩm. Vang tiếng nổ điếc tai, đại đạo tuôn ra từ các đạo đài dây lát nối liền. Vù vù. Khi tất cả đạo đài nối liền thì một thiên chương hoàn chỉnh không gì sánh bằng hiện ra, từng luồng sáng đại đạo bắn lên trời đại đạo đan sen hóa thành đạo đài vô cùng cổ xưa dưới chân nam đế nâng gã lên ầm vang tiếng nổ điếc tai thiên địa lắc lư có đạo đài xưa trợ giúp cả người nam đế tuôn ra phủ văn đại đạo ngập trời tất cả đại đạo đan sen vào nhau che dập trời chấn tỏa cửu thiên thập địa ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé khoảnh khắc này khiến người sinh ra ảo giác như thể nam đế đã hòa thành một với thiên thần thư viện gã trở thành một phần của đại đạo thiên trương vô thượng Điều này không chỉ khiến Nam Đế không chỗ không ở, không chỗ không có, khiến người gã Nguy Nga cao ngất trong thiên địa, bất cứ ai cũng không thể lay động. Khi ánh sáng đại đạo ngập trời bắn lên cao, lúc này Nam Đế chưa trở thành tiên đế cửu giới, nhưng đã có khí thế của tiên đế cửu giới, bế nghệ không người địch nổi. Lanh keng keng, vô cùng vô tận phù văn của Nam Đế đan vào nhau thành bốn đại đạo thần liên. Đinh, bốn đại đạo thần liên phóng lên cao bắn hướng 58 thiên mệnh trên bầu trời. Ẩm vang tiếng nổ điếc tai, khi bốn đại đạo thần liên của Nam đế xông hướng thiên mệnh, 58 thiên mệnh lập tức biến thành, hóa thành hơi thở hỗn độn cực kỳ đậm đặc, như khởi nguồn của hỗn độn. Dù vậy bốn đại đạo thần liên vẫn đinh đang xông vào hỗn độn. Trông thấy 58 thiên mệnh đột nhiên biến mất làm đám người giật nảy mình. Có chuyện gì? Học sinh từng chính mắt thấy nhân thánh trở thành tiên vương thì sợ ngây người. Chẳng lẽ Nam đế không có cơ hội trở thành tiên vương? Nếu không tại sao thiên mệnh đột nhiên biến mất? Vì nhân thánh chưa từng gặp chuyện như vậy. 58 thiên mệnh đột nhiên biến mất, tiên vương đại đế bình thường không hiểu có chuyện gì, nhưng đỉnh tiên đế cửu giới thì tim đập nhanh, biết sắp xảy ra chuyện lớn, sắp nghịch thiên rồi. Nam đế giống to, xuống dưới. Huyết khí vô cùng tận tuôn ra, hơi thở cổ xưa tự như hóa thành đế quan, khiến gã biến thành tiên đế vô thượng trưởng chấp vạn pháp, không gì có thể chống lại. ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt bên tai, thiên địa lắc lư. Trong tiếng nổ, bốn đại đạo thần liên siết chặt. Bùm. Trong hỗn độn đậm đặc rốt cuộc từ từ hiện ra bốn thiên mệnh. Đại đạo thần liên của Nam Đế tói chặt bốn thiên mệnh, bị gã Từ Từ kéo xuống. Người bình thường thấy bốn thiên mệnh không có gì đặc biệt, hỗn độn chi khí càng đậm hơn, tinh thuần hơn, ngoài ra không thấy có điểm gì lạ. Tiên đế cửu giới thấp vị cũng không nhìn ra bốn thiên mệnh này có đặc biệt. Nhưng đỉnh tiên đế cửu giới thấy cảnh đó thì tim đập nhanh. Đỉnh tiên đế cửu giới rung động nói, tiểu tử này đâu chỉ là nghịch thiên, đây là yêu nghiệt tiên vương vô địch thì thào bốn nguyên mệnh tiểu tử này không chỉ dã tâm lớn tuyệt thế vô song hơn nữa vận may kinh khủng thật là trời ưu ái cổ thần từng nghe truyền thuyết này thấy bốn thiên mệnh thì lòng rung động bốn nguyên mệnh thiểu hoàng cường đại thì thào ghê gớm tiểu tử này mạnh hơn kim qua nhân thánh rất nhiều nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì xác suất hắn trở thành tiên vương mười hai thiên mệnh rất lớn nếu hắn thật sự thành tiên vương mười hai thiên mệnh thì có thể sánh bằng viêm đế ngày xưa Nguyên mệnh cũng là thiên mệnh nhưng hơi khác chút. Nguyên mệnh tức là bốn thiên mệnh sinh ra trước tiên trong 72 thiên mệnh, trong một thời đại. Bốn thiên mệnh này chưa chắc mạnh hơn thiên mệnh khác, nhưng chúng không tầm thường. Vì chúng nó tinh thuần hơn thiên mệnh khác, bao dung hơn. Tức là khi ngươi có được bốn thiên mệnh, này thì về sau càng dễ chịu tải nhiều thiên mệnh hơn. Nên biết trăm ngàn vạn năm nay ít có tiên đế cửu giới được nguyên mệnh, không phải ngươi muốn nguyên mệnh liền có nó. Trừ ngươi có thực lực nghịch thiên gia cũng phải được thiên địa ưu ái, gần gũi vạn pháp nên người được nguyên mệnh đều là thiên tri kiêu tử đích thực. Nhưng giống nam đế có bốn nguyên mệnh làm lão nhân sợ hết hồn, vì vạn cổ đến nay từ khi có ghi chép chỉ một người duy nhất được bốn nguyên mệnh, là viêm đế. Vị ma đế tuyệt thế vô song này có thành tựu người đời sau khó vượt qua, viêm đế là đại đế thứ ba có 12 thiên mệnh, cũng là đại đế thứ nhất của ma tộc. Quan trọng là viêm đế là đại đế duy nhất có bốn nguyên mệnh, từ khi có ghi chép đến nay. Điều đáng tiếc duy nhất là viêm đế có 12 thiên mệnh, chân tiên sáo trang nhưng chết dưới thiên chu về sau mặc cho thế đế tuyệt thế vô song cũng chỉ được ba nguyên mệnh trung nam tiên đế có hai nguyên mệnh bây giờ nam đế khóa lại bốn nguyên mệnh hỏi sao không làm tiên đế cửu giới hết hồn nếu ly công tử thật sự trở thành một vị tiên vương có mười hai thiên mệnh thì tương lai gã sẽ có cơ hội đuổi theo viêm đế ẩm um, vang tiếng nổ điếc tai khi cơ bắp nam đế căng cứng tập trung mọi sức mạnh vào bốn đại đạo thần liên kéo mạnh bốn nguyên mệnh xuống thì bầu trời dáng đế uy vô địch đế uy tàn phá thiên địa chấn áp làm người nghẹt thở hiện tượng bầu trời hỗn độn biến thành bàn tay khổng lồ muốn bắt nam đế cảm nhận đế uy tàn phá thiên địa tất cả học sinh thiên thần học viện sợ đứng tim bọn họ biết chuyện gì sẽ xảy ra nguy rồi học sinh hét to một tiếng có tiên đế cửu giới muốn thư kích nam đế không chỉ học sinh thiên thần học viện sợ đứng tim lão sư lòng trùng xuống nam đế sắp trở thành tiên vương đã kinh động tiên đế cửu giới thập tam châu có tiên đế cửu giới thiếu kiên nhẫn muốn thư kích nam đế không cho gã trở thành tiên đế cửu giới Mỗi vi tiên đế cửu giới đều trải qua chuyện này, không ai muốn thấy có người thuận lợi trở thành tiên đế cửu giới. Một đế uy vô địch bàng bạc xông lên cửu thiên thập địa. Một thanh âm khiếp hồn người vang lên, đạo hữu, mau rút lui. Người đó đứng trên áng mây vắt ngang vạn cổ, khi mở mắt thì chiếu sáng cửu thiên thập địa, khiến mọi người run rẩy. Người đó đứng, có chân long không ngừng gầm giống bên tay. Có người nhận ra người đứng trên áng mây, kinh hoàng nói, ngâm thiên tiên đế, tiên đế cửu giới, thượng thần thấy ngâm thiên tiên đế thì hút ngụm khí lạnh thì thảo, là chân thân giá lâm. Chân thân tiên đế của kỳ trúc sơn giá lâm hộ đạo cho vãn bối của mình, thật không ngờ. Tiên đế cửu giới dễ dàng rời khỏi tham tác chi địa, bởi vì thiên chu treo cao trên đỉnh đầu họ. Bọn họ xuất thế là mạo hiểm rất lớn, nên ít tiên đế cửu giới nào chịu xuất thế hộ đạo cho vãn bối của mình, cùng lắm là đạo thân giá lâm. Ngâm thiên tiên đế tự đến hộ đạo cho nam đế, chuyện này rung động lòng người biết bao. Chuyện như thế ít khi xảy ra, có thể nói truyền nhân của đế thống tiên môn nào đều hiếm khi được đãi ngộ như vậy. Không thì lúc trước kinh qua đã không đi tham tác chi địa chịu tải thiên mệnh, bởi vì đại đế chiến vương thế gia không chịu rời khỏi tham tác chi địa. Hiện tại ngâm thiên tiên đế rời khỏi động thiên tham tác chi địa, tự mình xuất thế hộ đạo là biết xem trọng nam đế cỡ nào, gã quan trọng với kỳ trúc sơn biết bao. Với tiên đế cửu giới thì tử tôn hậu bối nhiều vô số kể, nếu mỗi người đều cần bọn họ hộ đạo thì sẽ rất bận, mỗi việc hộ đạo đã làm họ chết, không cần dáng thiên chu nên đa số đế thống tiên môn dù có đệ tử thiên phú siêu cao thì tiên đế cửu giới sẽ không hộ đạo cho nếu có cũng là đạo thân giá lâm đây đã là vinh hạnh lớn lao tỏ rõ cực kỳ xem trọng hậu bối này ngâm thiên tiên đế đến khiến bàn tay tụ tập trên bầu trời hơi do dự dù sao một tiên đế cửu giới lâm thế làm không ai dám coi thường ầm ầm khi bàn tay to do dự thì bốn phương tám hướng thiên thần học viện bộc phát đế uy tiên đế cửu giới uy tiên vương không gì sánh bằng trong phút chốc bốn phương tám hướng đều là gió nổi mây phun nhật nguyệt lu mờ thiên địa tối tăm đế uy siêu khủng bố chấn áp chư thiên cho dù là vạn giới thần ma trước từng đợt đế uy bùng nổ cũng phải lùi bước không thể đối kháng nếu không sẽ thân chết đạo tiêu tan thành mây khói khi các đế uy bộc phát đừng nói học sinh thiên thần học viện nhiều thượng thần tiên đế cửu giới cửu thiên thập địa dình ngó nam đế cũng hết hồn không chỉ một vị tiên đế cửu giới có đây tiên vương bách tộc cũng có mặt học sinh thiên thần học viện bị các đế uy đột nhiên bộc phát làm sợ hãi bay mất hồn vía có người đếm thử ít nhất là năm đế uy bùng nổ tức ra nhóm ngâm thiên tiên đế có ít nhất năm sáu tiên đế cửu giới tiên vương bách tộc hộ đạo cho nam đế học sinh thiên thần học viện nuốt nước miếng lòng hoảng sợ ít ra có năm vị tiên đế cửu giới tiên vương bách tộc vì hộ đạo cho nam đế mà chân thân giá lâm năm sáu vị tiên đế cửu giới tiên vương bách tộc chân thân giá lâm hộ đạo cho nam đế điều này có ý nghĩa gì đây là bảo đảm gã tuyệt đối không gặp ngoài ý muốn khi chịu tải thiên mệnh. Đãi ngộ này dù là kim qua hay nhân thánh đều không có. Tiên đế cửu giới, thượng thần vô địch đứng xem thầm hết hồn. Ngâm thiên tiên đế, hết sức che chở nam đế không chỉ nói lên gã quá quan trọng với họ, cũng chứng tỏ những tiên đế cửu giới, tiên vương bách tộc tin tưởng tuyệt đối vào nam đế, không thì bọn họ đã chẳng mạo hiểm 58 thiên mệnh hộ đạo cho gã. Năm xưa kim qua, nhân thánh được gọi là nhân tuyển có cơ hội trở thành tiên đế cửu giới, 12 thiên mệnh nhất, nhưng đó chẳng qua được gọi là chịu tải thiên mệnh lần đầu tiên kim qua hay nhân thánh đều không được tiên đế cửu giới, sau lưng bọn họ hộ đạo, nói thẳng ra là hững tiên đế cửu giới còn đặt dấu chấm hỏi việc kim qua, nhân thánh có trở thành tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh được không? Mãi sau này kim qua, nhân thánh tốn nhiều tâm huyết mới xin tiên đế cửu giới hộ đạo cho mình được. Nhưng kim qua chịu tải thiên mệnh ở tham tác chi địa, nhân thánh là tiên vương sau lưng gã ra mặt hoàn thành hiệp nghị, bảo đảm sẽ không có người thư kích, Nam đế thì khác, đám Ngâm Thiên Tiên Đế trực tiếp xuất thế hộ đạo cho gã, tức là bọn họ tuyệt đối tin gã. Đám Tiên Đế cửu giới, Tiên Vương Bách tộc cho rằng Nam đế sẽ trở thành Tiên Vương 12 thiên mệnh, nên bọn họ mới mạo hiểm lớn hộ đạo cho gã. Một vị Tiên Vương 12 thiên mệnh rất có thể sinh ra, nghĩ tới đây dù là vị Tiên Đế cửu giới nào cũng tim rất cái bịch. Tiên Vương 12 thiên mệnh tuyệt đối là tồn tại khiến người lòng run sợ. Ngâm Thiên Tiên Đế mở miệng nói, "Đạo hữu, mau lui, nếu không hôm nay các ngươi sẽ chết tại đây." ngâm thiên tiên đế miệng phun chân ngôn đế uy áp trời đế uy trấn áp làm vạn pháp run rẩy ngâm thiên tiên đế lại lên tiếng làm bàn tay to bùng một tiếng tán đi tất cả hỗn độn lại tràn ngập trong thiên địa sau khi ngâm thiên tiên đế cảnh cáo khiến người vô địch vốn muốn thư kích nam đế cuối cùng chọn rút lui trừ phi bọn họ triệu tập được tiên đế cửu giới đông như nhóm tiên đế cửu giới không thì thư kích nam đế vào lúc này sẽ bị đám người ngâm thiên tiên đế điên cuồng vây giết sẽ không chết không ngừng xem bàn tay to tán đi mọi người đều hiểu nam đế chắc chắn chịu tải thiên mệnh năm sáu vị tiên đế tiên vương hộ đạo cho gã còn ai dám thư kích nam đế đám người không thủ không oán với nam đế vì thư kích gã mà mất mạng mình đừng nói là tiên đế cửu giới dù thượng thần cũng thấy không đáng tuy tiên đế tiên vương khác chưa lộ mặt nhưng mọi người biết chắc chắn là tiên đế tiên vương kỳ trúc sơn hộ đạo cho kỳ trúc sơn là đế thống tiên môn chỉ thua cổ phủ trong kiêu hoành châu bây giờ là lúc phô bày nội tình của bọn họ đám người ngâm thiên tiên đế hộ đạo cho nam đế cũng khiến mọi người nhận rõ nội tình kỳ trúc sơn cường đại biết bao nhìn nhiều tiên đế tiên vương hộ đạo cho nam đế bao nhiêu học sinh thiên tài hỗn nguyên thiên đế nuốt nước miếng cực kỳ hâm mộ với bọn họ nếu có ngày họ có tư cách vấn đỉnh thiên mệnh đến lúc đó được một vị tiên đế cửu giới chịu hộ đạo cho họ là đã vô cùng thỏa mãn chứ đừng nói là năm sáu vị tiên đế cửu giới ầm vang tiếng nổ điếc tai cuối cùng nam đế chịu tài bốn thiên mệnh gã đặt bốn nguyên mệnh vào mệnh cung trong phút chốc hỗn độn chi khí tràn ngập nam đế phát ra uy tiên vương vô cùng vô tận vù vù toàn thân nam đế tỏa sáng từng luồng sáng tiên vương như tiên kiếm đâm thẳng lên tầng mây mỗi lũ tiên quang có thể xẻ thiên địa ra chém mở hỗn độn ầm ầm tiếng nổ không dứt bên tai đại đạo của nam đế ngút trời ánh sáng tiên vương cuồn cuộn không dứt trong ánh sáng tiên vương của nam đế có cổ xưa đại khí như thể gã là cổ tiên vương sinh trong thời đại hoang mãng mang theo hơi thở cổ xưa khiến người kính sợ nam đế rốt cuộc trở thành một tiên vương có bốn thiên mệnh uy tiên vương tràn ngập trên người nam đế thật lâu không tán gã giơ tay nhấc chân có đại thế quét bát phương tiên vương dù là học sinh kiêu ngạo nhất thiên thần học viện khi thấy nam đế thành tựu tiên vương thì vái hứng gã một tiên vương sinh ra có thể chấn áp chư thiên nam đế thu lại uy tiên vương khí huyết tỏa thân rút về mặc dù nam đế không còn bộc phát uy tiên vương gã chỉ đứng yên mà vẫn như ngọn núi cổ sừng sững tại chỗ dắt ngang chư thiên, khiến người không thể vượt qua. Hơi thở cổ xưa của nam đế như xuyên suốt dòng sông thời gian. Nam đế chắp tay với đám ngâm thiên tiên đế. Ngâm thiên tiên đế gật đầu, đế uy biến mất, năm, sáu vị tiên đế, tiên vương ra mặt hộ đạo cho nam đế đều rời đi. Tiên đế cửu giới không tiện rời khỏi tham tác chi địa quá lâu, nếu không tùy thời sẽ có thiên chu giáng xuống. Tiên đế cửu giới nhìn nam đế từ xa, thì thảo, chịu tải bốn nguyên mệnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì tiên đế cửu giới cuối cùng của thời đại sắp sinh ra. Thêm hai lần chịu tải thiên mệnh thì hắn sẽ trở thành tiên vương 12 thiên mệnh. Nam đế một mình một người chịu tải bốn nguyên mệnh của thời đại này, đám người quá rung động, dù là người vô địch cũng không ngoại lệ. Lúc xưa đạo long thiên đế, kim qua, nhân thánh cũng chưa từng chịu tải nguyên mệnh. Có lẽ thiên phú của đạo long thiên đế kém một chút nhưng thiên phú của kim qua, nhân thánh thì không có gì để ghi ngờ, nhưng hai người không thể chịu tải nguyên mệnh. Giờ nam đế nửa đường chạy ra, gã không chỉ lần đầu tiên đã trị tải bốn thiên mệnh mà còn là loại nguyên mệnh, đây mới là điều rung động nhất. Nhân thánh, Kim Qua đã bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh một lần, dù bọn họ có cường đại, nghịch thiên đến mấy tương lai chỉ là tiên đế cửu giới tám thiên mệnh. Nam đế thì khác. Sau này gã chắc chắn có cơ hội trở thành tiên vương 12 thiên mệnh. Hơn nữa nam đế trở thành tiên vương 12 thiên mệnh mạnh hơn nhân thánh, Kim Qua bỏ lỡ một lần cơ hội nhiều. Vì có bốn nguyên mệnh mở đầu, về sau chịu tải thiên mệnh dễ dàng hơn nhiều, thiên mệnh càng thuần túy, cơ hội như vậy vạn cổ khó gặp. Có tiên đế cửu giới thì thảo, đây sẽ là viêm đế thứ hai sao? Nếu có ngày nam đế, trở thành tiên vương 12 thiên mệnh thì tương đương viêm đế số 2. Vạn cổ đến nay trong ghi chép về tiên đế cửu giới, chỉ có mình viêm đế là tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh chịu tải 4 nguyên mệnh. Hiện tại nam đế phá vỡ cái duy nhất của viêm đế, khi gã có 12 thiên mệnh thì sẽ giống như viêm đế ngày xưa, ao thế của gã là đuổi kịp được thế đế dù sao thế đế chỉ có ba nguyên mệnh có tiên đế cửu giới suy tính thực lực tương lai của nam đế nếu ngày đó đến thiếu hụt của hắn sẽ là một bộ chân tiên sáo trang và lắng động hỏa hậu khi hắn có chân tiên sáo trang lắng động hỏa hậu đủ rồi không chừng thật sự có cơ hội vượt qua thế đế thế đế có thể là đỉnh đại đế thì thực lực là điều hiển nhiên khi nam đế đến trình độ đó sẽ có cơ hội vượt qua thế đế hỏi sao không khiến người rung động nam đế trở thành tiên vương có bốn thiên mệnh chuyện này gây sóng thần trong thiên thần thư viện khiến rất nhiều học sinh rung động học sinh thiên tài tuyệt thế như đế phủ khi thấy phong thái tuyệt thế của nam đế rồi cũng phải thán phục những năm gần đây thiên thần học viện ra thiên tài lớp lớp thiên thần học viện chưa bao giờ thiếu thiên tài chẳng qua mấy năm nay một số học sinh quá trói mắt trước không nói thiên tài tuyệt thế khác chỉ tính một hai giới gần đây như nhân thánh thiếu niên vương là đã rất trói mắt một người trở thành tiên vương một người thành thượng thần có thiên phú nhất nam đế bây giờ thấp hơn nhân thánh thiếu niên vương một hai giới nhưng gã đã thẳng tiến trên con đường đi hướng tiên vương. Trong thời gian ngắn nam đế trở thành tiên vương, đây là điều rung động hồn người biết bao. Thiên thần học viện có bao nhiêu là thiên tài tuyệt thế, toàn là kẻ cao ngạo tự phụ, nhưng hôm nay bọn họ lu mờ trước nam đế. Nhân tông gia yêu nghiệt. Khi nam đế trở thành tiên vương, nhiều người liếm môi cực kỳ hâm mộ nói, thiên thần học viện sắp bồi dưỡng ra tiên vương 12 thiên mệnh, ai, đời này được vào nhân tông thì không còn gì tiếc nuối thiên thần học viện có bao nhiêu là thiên tài tuyệt thế, nhưng bọn họ không có tư cách vào nhân tông, bao gồm nhân thánh, thiếu niên vương. Nam đế được vào nhân tông, chứng minh thiên thần học viện bồi dưỡng gã như tiên vương 12 thiên mệnh. Nam đế trở thành tiên vương, tin tức này rung động thiên thần học viện, khiến học sinh quên vụ cổ khải hàng và lý thất dạ giảng bài. Khi ngày thứ năm đến, tất cả học sinh thiên thần học viện mới lấy lại tinh thần, từ trong rung động bị kéo trở lại hiện thực. Mọi người chợt nhớ cổ khải hàng và lý thất dạ giảng bài đi thôi, chúng ta đi nghe tiết học của khải hàng lão sư. Đám học sinh lấy lại tinh thần chạy đi đạo tràng, mọi người không muốn bỏ qua cổ khải hàng giảng bài. Với tập thể học sinh thì cổ khải hàng, giảng bài trong đạo tràng là cơ hội rất hiếm có. Đạo tràng nằm ở ngoài đế phủ thiên thần học viện, một sơn cốc cực lớn. Nó không phải quảng trường. Nói đúng hơn đạo tràng là một đất kỳ diệu đại đạo. Khi đứng trên bầu trời nhìn xuống thì đạo tràng như một đống đất đen chất lên. Nguyên đạo tràng trông rất thô giáp, nhưng khi ngươi vào trong sẽ cảm nhận lực lượng thiên địa đại đạo dâng lên, cảm nhận được vô số pháp tắc đại đạo chuyển động dưới bàn chân. Đằng trước nhất đạo chẳng có một vách vực siêu lớn, vách đá màu mực đen. Nó là đạo tường hình thành từ đá đại đạo, hoàn chỉnh một thể, không trải qua điều khắc gì. Có thể nói nó là thiên địa sinh ra. Uẩn dưỡng lực lượng đại đạo. Trên tường đạo có các lũ đạo văn rậm rạp xếp hàng, có thể nói này là tất cả đạo văn chất đống thành tường đạo. Trên tường trừ rậm rạp đạo văn ra còn có các đóa hoa do đạo văn đan xen thành. Những cánh hoa có nhiều có ít, nhìn từ dưới lên trên khán sẽ phát hiện các đạo văn đan sen thành đóa hoa, càng lên cao cánh hoa càng nhiều, dường như càng cao thì hoa đạo nở càng tươi. Trong những đóa hoa có một số khắc tên, số khác thì không. Xem kỹ những đóa hoa có khắc tên đều khiến người xem tim đập chân run, bởi vì những cái tên này nổi tiếng như Cồn, có Tiên đế, Tiên vương, Đại đế, cũng có Thượng thần vô địch. Những cái tên này đại biểu từng có tiên đế cửu giới, Thượng thần vô địch giảng bài giảng đạo tại đây ví dụ tiên đế cửu giới như nhất diệp tiên vương tàm long tiên đế tiên vương bách tộc đều để lại uy danh lừng lẫy chưa nhập học mà bên ngoài đạo tràng đã đông nghẹt người có nhiều học sinh ngồi trong đạo đài giảng bài đạo tràng không chỉ là khiêu chiến với lão sư còn là thử thách cho học sinh đạo tràng không phải nơi tầm thường nó có đất đạo cực kỳ nhiều chất cao lên lực lượng đại đạo nơi này rất sống động pháp tắc đại đạo rất dễ cộng minh trong đây với lão sư giảng bài nếu trình độ không đủ thì giảng bài trong đạo tràng là không biết tự lượng sức mình dù sao trong giảng bài trong đạo tràng giảng tốt hoặc không sẽ phản hồi rất trực tiếp ví dụ ngươi hiểu sâu sắc đại đạo truyền dạy ảo diệu đại đạo tại đây cực tố thì nguyên đạo tràng sẽ cộng minh đại đạo giảng càng tốt trong đạo tràng thì cộng minh đại đạo càng mãnh liệt hơn nên mới nói giảng bài trong đạo tràng phản hồi rất trực tiếp không có lừa dối tốt là tốt không tốt thì không tốt với học sinh nghe giảng ngươi muốn nghe giảng trong đạo tràng cũng có ảnh hưởng rõ ràng bởi vì đại đạo cộng minh rất trực tiếp, khi ngươi nghe bài trong đạo tràng, thu hoạch càng lớn thì được đến đại đạo cộng minh trong này càng mãnh liệt, nếu không thì ngược lại. Có một số bài học sinh ra ảnh hưởng mặt trái cho việc tu hành của ngươi, nếu không trừ khử mặt trái này sẽ làm việc tu hành trì trệ. Loại ảnh hưởng mặt trái này, chưa chắc tại lão sư giảng dở mà vì bài học không thích hợp với ngươi. Giống như ngươi là học sinh tu luyện công pháp băng hàn, mà chạy đi nghe lão sư dạy đại đạo long viêm là tự chuốc rắc rối vì lão sư giảng càng tốt thì đại đạo cộng minh lực lượng long viêm càng lớn nước lửa tương khắc nó sẽ mang đến ảnh hưởng mặt trái rất lớn cho ngươi nên đa số học sinh thiên thần học viện tới nhưng đứng bên ngoài đạo tràng trước khi lớp học chưa bắt đầu thì họ ôm tâm tình đứng xem giảng bài lần này cổ khải hàng dạy pháp diễn lý thất dạ là đạo tâm pháp diễn hay đạo tâm đều là bài học không có thuộc tính theo nghĩa rộng rã không ảnh hưởng mặt trái với học sinh dù vậy trước khi lớp học chưa bắt đầu các học sinh không vội đi vào đạo tràng học sinh có thể không vào đạo tràng nghe giảng nhưng không vào đạo tràng thì thu hoạch sẽ nhỏ rất nhiều vì đại đạo cộng minh trong đạo tràng rất sống động ngươi có thu hoạch trong lớp thì làm ít được nhiều có thể nháy mắt gỡ bỏ thắc mắc tại hạ trong lòng ngươi học sinh nhìn tường đạo đằng trước đạo tràng thì thào không biết lần này khải hàng lão sư có thể khiến hoa đại đạo nở mấy cánh hoa trên tường đạo có các hoa đại đạo những hoa đại đạo xếp hàng từ dưới lên trên càng lên cao cánh hoa càng nhiều những hoa đại đạo này không phải một loại hoa nó cũng không phải hình vẽ mà là đạo văn. Khi lão sư giảng bài tại đây thì đạo văn trên tường đạo cũng dao động theo. Những đạo văn này trồng chất, đạo văn tùy theo dao động mà đan vào nhau hình thành hoa đại đạo. Nếu bài học của lão sư khiến đại đạo cộng minh càng mãnh liệt, thì dao động đạo văn trên tường đạo càng kịch liệt, đạo văn đan thành cánh hoa đại đạo cũng càng nhiều. Nói đơn giản là ngươi dạy càng tốt, thì đóa hoa đại đạo trên tường đạo càng có nhiều cánh hơn, hoa đại đạo mọc càng cao trên tường. Học sinh bách đường nhìn các đóa hoa đại đạo trên tường đạo, bình thường khải hàng lão sư giảng bài đều là diệu pháp vô song ta cảm thấy lần này khải hàng lão sư pháp diễn tuyệt đối là tinh hoa chắc khải hàng lão sư có thể nở năm năm cánh hoa đúng rồi khải hàng lão sư dư sức khiến hoa đại đạo nở năm cánh hoa học sinh thiên tài đế phủ đồng ý tiếc rằng khải hàng lão sư hơi trẻ nếu có ngày trở thành cổ thần thì không chừng có thể khiến hoa đại đạo nở rộ 12 mảnh trên tường đạo có nhiều hoa đại đạo nở nhưng càng lên cao thì hoa đại đạo càng ít hoa đại đạo chỗ cao nở cánh hoa cũng nhiều hơn hoa đại đạo cùng cánh hoa xếp ngay ngắn thành hàng. Hai hoa đại đạo ngay tít trên tường đạo đang nở, hai đóa có 13 cánh, là hai hoa đại đạo nhiều cánh hoa nhất trong tường đạo. Nhưng hai hoa đại đạo này không có tên, không ai biết người nào để lại. Hàng thứ hai có sáu hoa đại đạo xếp hàng song song, sáu hoa đại đạo nở 12 cánh hoa. Sáu đóa hoa đại đạo chỉ có hai cái là để lại tên, một hoa đại đạo khắc nhất diệp, hai chữ tràn đầy tiên khí. Một đóa khác là mặc thiên quân, ba chữ thiết bút kim câu, cực kỳ cứng rắn hàng thứ ba có 11 hoa đại đạo, hàng này nở 11 cánh hoa. Trong 10 đóa hoa đại đạo có cái có tên có cái thì không. Trong đó có một hoa đại đạo rất dễ thấy, khắc niên hiệu Tàm Long Tiên Đế. Hàng thứ 4 có 13 đóa hoa đại đạo, hàng này hao có 10 cánh. Trong 30 hoa đại đạo có cái khắc tên có cái không, đa số là tên tiên vương. Ví dụ có một hoa đại đạo khắc niên hiệu Tề Lâm Tiên Vương. Càng đi xuống thì cánh hoa nở càng ít nhưng số lượng hoa đại đạo nhiều hơn đến hàng chót hoa đại đạo chỉ nở một cánh hoa. Học sinh nhìn các đóa hoa đại đạo nở rộ trên tường đạo, cảm thán rằng, đây đều là huy hoàng của thiên thần thư viện. Nhìn những hoa đại đạo nở là, biết chỗ này từng có các nhân vật tiếng tăm lừng lẫy dạy học, ví dụ tề lâm tiên vương, tàm long tiên đế. Học sinh đế phủ nhìn hoa đại đạo trên tường đạo, thán phục nói, phải rồi, nhất diệp tiên vương cũng có dạy bài ở đây. Trong sáu đóa hoa đại đạo hàng thứ hai, trên tường đạo có một cái viết hai chữ nhất diệp, hai chữ thoát ra tiên khí, là cái tên nhất Diệp Tiên Vương từng nét ghi lại. Giảng bài tại đây, Hoa Đại Đạo nở ra là lão sư dạy học có thể để lại tên trên hoa, cũng có thể không ghi. Thử nghĩ xem, Nhất Diệp Tiên Vương cũng từng dạy học tại đây, đã từng khiến Hoa Đại Đạo nở rộ 12 cánh hoa là chuyện kinh diễm biết bao. Nhất Diệp Tiên Vương là Tiên Đế cửu giới thứ nhất và là duy nhất trong bách tộc có 12 thiên mệnh. Nhất Diệp Tiên Vương là vị Tiên Đế cửu giới 12 thiên mệnh thứ 8 trong trăm ngàn vạn năm nay ngẫm lại xem, tiên vương 12 thiên mệnh đều từng giảng bài giảng đạo trong thiên thần, thư viện thì biết thiên thần học viện huy hoàng cỡ nào, nội tình rung động hồn người biết bao. Nên khi học sinh thiên thần học viện đứng bên ngoài đạo tràng dù thiên phú cao cỡ nào, ghê gớm tới đây thì đều vứt kiêu ngạo sang bên, phải thu lại ngạo khí. Nhất diệp tiên vương mà còn giảng bài giảng đạo tại đây thì bọn họ có là gì? Nên học sinh không dám ngông cuồng tại đây. Học sinh thánh viện nhìn, trong sáu đóa hoa đại đạo hàng thứ hai có đóa hoa khắc mặc thiên quân, cảm thán rằng, mặc lão quá thần kỳ, không phải tiên vương nhưng hơn tiên vương. Trong sáu đó hoa đại đạo hàng thứ hai có bơn đoá không viết tên, hai hoa đại đạo viết. Trừ nhất diệp tiên vương ra còn một đóa hoa viết ba chữ mặc thiên quân. Nếu ngươi ở bên ngoài nhắc cái tên mặc thiên quân, có lẽ nhiều tu sĩ chưa từng nghe qua. Nếu ngươi nói mặc lão thì sẽ khiến người đời nghiêm nghị. Tiên đế cửu giới ghê gớm đến mấy khi nghe cái tên mặc lão sẽ sinh ra kính ý, Tiên Vương 12 thiên mệnh ghê gớm như nhất Diệp Tiên Vương khi gặp Mạc Thiên Quân, cũng tôn kính gọi một tiếng lão sư. Mạc Thiên Quân là lão sư lâu năm nhất Thiên Thần Học Viện, dạy dỗ quá nhiều học sinh xuất sắc, trong đó không thiếu Tiên Vương, Thượng Thần, như Tề Lâm Tiên Đế đều được Mạc Thiên Quân dạy. Nên Thiên Thần Học Viện từng có câu nói là, nếu như ngươi có cơ hội học một lớp của Mạc Thiên Quân, thì đời này sống không uổng phí, không uổng ngươi đọc sách trong Thiên Thần Học Viện. Học sinh đế phủ cảm thán rằng Ai, học viện đã lâu không xếp mặc lão dạy học, không thi chúng ta được nghe một bài của mặc lão là may mắn biết bao, siêu may mắn. Nghĩ xem thành tựu giảng bài của mặc thiên quân ngang bằng nhất diệp tiên vương, 12 thiên mệnh, có thể tưởng tượng lão giảng bài ảo diệu biết bao. Không thể nào, khi nào kim xà ngẫu nhiên nổi hứng mới giảng một lớp là cùng. Có học trưởng nói, nghe đâu lần trước kim xà giảng bài đã cách 5.000 năm, e rằng lần này chúng ta không có cơ hội nghe mặc lão giảng bài. Có học đệ nhìn tưởng đạo, tò mò hỏi, hai đáo hoa đại đạo hàng thứ nhất là ai để lại? Hàng thứ nhất chỉ có hai đóa hoa đại đạo, nở 13 cánh hoa, đều không để lại tên. Nhất diệp tiên vương, mặc thiên quân chỉ có thể khiến hoa đại đạo nở 12 cánh, trên bọn họ có hai đóa hoa đại đạo nở 13 cánh hoa, nghĩa là có hai người thành tựu giảng bài cao hơn nhất diệp tiên vương, mặc thiên quân. Nhất diệp tiên vương là tiên vương 12 thiên mệnh, mặc thiên quân là lão sư kinh nghiệm lâu nhất thiên thần thư viện, hai người này lĩnh ngộ và hiểu biết đại đạo lẽ ra không ai vượt qua được, nhưng trên bọn họ có hai đóa hoa đại đạo nở 13 cánh hoa, điều này khiến người vô cùng rung động. Đây là một điều bí ẩn, có người nói là một trong những bí ẩn thú vị nhất thiên thần học viện. Học trưởng lớn hơn một giới lắc đầu nói, từ đó đến giờ luôn có người suy đoán về hai gió hoa đại đạo này, có nhiều truyền thuyết đủ kiểu. Học trưởng tạm dừng, cười nói, cách nói đáng tin nhất là lúc thiên thần thư viện thành lập do phi tiên đế, trung nam thần đế để lại hai đóa hoa đại đạo mọi người cảm thấy rất có lý. Phi tiên đế, Trung Nam thần đế là người mở ra cuộc chiến trung cực, hỏi ai vượt qua nhất diệp tiên vương, mặc thiên quân trong đạo tràng thì phi tiên đế, Trung Nam thần đế có khả năng lớn nhất. Chưa chắc, học trưởng nghiên cứu sâu lắc đầu nói, ta có dở nhiều ghi chép về truyền thuyết hai đóa hoa đại đạo này, nhưng không tìm ra cách nói cụ thể, đa số là lời vô căn cứ. Chưa chắc là phi tiên đế, Trung Nam thần đế để lại hai đóa hoa đại đạo. Học sinh dõng dạc kể vanh vách, kết hợp lịch sử thập tam châu từ thời đại đó bách tộc suy nhược lâu ngày ba tộc thần ma thiên trưởng chấp thập tam châu tuy có tin đồn trung nam thần đế từng dạy học trong thiên thần học viện nhưng cá nhân ta cho rằng đa phần là phi tiên đế đứng trên đài biểu lộ tư thái cho đám đại đế thiên ma thần khả năng trung nam thần đế truyền dạy tinh hoa đại đạo của mình cho tu sĩ bách tộc bình thường rất thấp có học đệ tò mò không kiềm được tự hỏi nếu không phải trung nam thần đế thì là ai nếu có một đóa do phi tiên đế để lại vậy hoa khác là của ai? Học trưởng nói, đây là là điểm thú vị nhất, có vài ghi chép thật lâu trước kia bói về hai đóa hoa đại đạo, nhưng về sau bị xóa hết, không ai biết lý do cụ thể. Trong một số ghi lại chưa được kiểm chứng có một suy đoán to gan là hai hoa đại đạo, không phải của phi tiên đế hay trung nam thần đế để lại mà có người khác. Học sinh không tin, nếu phi tiên đế cũng không phải thì ai được. Mọi người nghĩ nát óc cũng không ra ai có thể để lại hoa đại đạo như vậy. Học trưởng cười nói, bởi vậy đây là bí ẩn của Thiên Thần thư viện, một bí ẩn cực kỳ thú vị, chưa từng có ai giải mờ được nó. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều học sinh chạy đến, một số lão sư Thiên Thần học viện cũng đến xem. Cổ Khải Hàng chưa tới mà đã có học sinh vào trong đạo tràng ngồi. Các học sinh vô cùng tin vào Cổ Khải Hàng, chắc chắn gã sẽ mang đến thu hoạch lớn cho bọn họ, nhất định sẽ khiến đại đạo của họ chấn động. Khi đám đông học sinh tụ tập bên ngoài đạo tràng mà Mai Tiên Tử chưa tới, Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử lục kiếm thiểu hoàng đều lại đây lục kiếm thiểu hoàng dưỡng thương mấy ngày đã khỏe dù gã bị thương rất nặng nhưng không trúng chỗ hiểm ăn linh đan rượu dược vào nằm trên giường vài ngày là khỏe thấy nhóm túng thiên thiếu chủ đến nhiều học sinh chào hỏi nhóm túng thiên thiếu chủ tới khi mọi người chào hỏi túng thiên thiếu chủ leo lên bục giảng gã đứng trên đài nhìn tất cả học sinh đang ngồi huyền cực nhận phó thác của khải hàng lão sư hôm nay giảng bài hâm nóng trước cho khải hàng lão sư cũng để mọi người biết hôm nay Khải Hàng lão sư giảng nội dung gì, có thích hợp với mọi người không? Túng Thiên thiếu chủ nhìn các học sinh đang ngồi, chậm rãi nói, huyền cực không biết tự lượng sức mình, tai đây giảng sơ để cương pháp diễn của Khải Hàng lão sư, có nói nông cạn xin mọi người chỉ ra cho. Túng Thiên thiếu chủ hâm nóng không khí thay Cổ Khải Hàng không khiến người bất ngờ. Trước kia Túng Thiên thiếu chủ có dạy thay cho Cổ Khải Hàng, bây giờ gã giảng đại cương trước cũng hợp tình hợp lý, không có gì không ổn. Các học sinh nghe đại cương xong mới quyết định có nghe bài của cổ khải hàng hay không cũng chẳng muộn, nhìn ra được gã chuẩn bị đầy đủ cho lần này. Tuy Túng Thiên Thiếu Chủ là học sinh thiên thần học viện, nhưng học viện không hạn chế ai giảng bào trong đạo đài. Huống chi Túng Thiên Thiếu Chủ Thượng Thần có một đồ đằng, túm lại gã có tư cách đứng trên bục giảng. Trong khi Túng Thiên Thiếu Chủ giảng bài, Tư Tông Thần Tử, Lục Kiếm Thiều Hoàng tiến vào đạo tràng ngay, ngồi xuống lắng nghe. Tư Tông Thần Tử, Lục Kiếm Thiều Hoàng là lãnh tụ thánh viện, bách đường, hai người vào sân cổ vũ cho Túng Thiên, thiếu chủ làm nhiều học sinh hai học đường lần lượt vào sân các học sinh này đi theo tư tông thần tử lục kiếm thiều hoàng tư tông thần tử lục kiếm thiều hoàng đã vào sân đám tiểu đệ bọn họ sao có thể không ủng hộ huống chi túng thiên thiếu chủ giảng bài không đến mức kém cỏi trong bách đường đã có rất nhiều học sinh từng nghe túng thiên thiếu chủ giảng bài túng thiên thiếu chủ chưa giảng bài đã có học sinh đế phủ vào sân gã là lãnh tụ học sinh thiên tài trong đế phủ đám học sinh thiên tài nói sao cũng phải nể mặt ba phần còn chưa giảng bài, mọi người không biết khóa học có thích hợp mình hay không, mà đã có nhiều học sinh ngồi vào đạo tràng, nhìn quanh toàn là đông người. Hôm nay mở màn giảng về pháp diễn. Túng Thiên Thiếu Chủ nhìn các học sinh ngồi trong đạo tràng nghe giảng, chậm rãi nói, nội dung của bài bao gồm tâm đắc khải hàng lão sư mày mò đại đạo mấy năm nay, có thể nói là tâm huyết của lão sư. Tuy không dám nói là độc bộ thiên hạ nhưng kiến giải độc đáo riêng một ngọn cờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Túng Thiên Thiếu Chủ chậm rãi nói có lớp có lang, trôi chảy, nói vừa đúng. Túng Thiên thiếu chủ không phải lần đầu tiên giảng bài, lúc gã dạy thay cho Cổ Khải Hàng đã tích lũy kinh nghiệm đầy đủ, nên dù giảng bài trước mặt nhiều học sinh, đứng trong đạo tràng giảng bài thì gã vẫn trầm ổn, ứng đối ung um dung. Nhìn từ điểm này phải nói Túng Thiên thiếu chủ rất mạnh, kinh nghiệm phong phú, nếu đạo hạnh tiến thêm một bậc thang thì có cơ hội ở lại Thiên Thần học viện nhâm giáo. Khải Hàng lão sư giảng pháp diễn chủ yếu là phát huy uy lực công pháp, nên Khải Hàng lão sư sáng chế ra cách đào móc tiềm lực công pháp, phát huy uy lực môn công pháp đến mức lớn nhất, thậm chí là lớn vô cùng. Túng thiên thiếu chủ nói về rượu dụng miệng phun qua sen, đại đạo rượu không thể tả. Vù vù. Khi túng thiên thiếu chủ giảng thì pháp tắc đại đạo đạo tràng bắt đầu mấp máy, một pháp tắc giãn ra như dòng nước chuyển động. Khi túng thiên thiếu chủ giảng tới chỗ rượu dụng, thì pháp tắc đại đạo nhảy nhót như tinh linh, cực kỳ tuyệt vời, tựa tiên nữ nhẹ múa. Cùng lúc đó, đạo văn trên tường đạo nhúc nhích, đạo văn như sóng gợn tới lui, như sóng lăn tăn trên biển cả đưa mắt nhìn đạo văn dao động như sắp đan vào vô thượng thiên chương. Học sinh ngay từ đầu vào đạo tràng nghe giảng vì đó là túng thiên thiếu chủ, tư tông thần tử, lục kiếm thiểu hoàng, chủ yếu là cổ vũ. Nhưng túng thiên thiếu chủ càng nói càng diệu, học sinh ở bên ngoài đạo tràng quan sát nghe mê mẩn, ngày càng nhiều học sinh tiến vào đạo tràng ngồi nghe giảng. Nữ nhân từng tiếng đạo minh vang lên, học sinh trong đạo tràng nghe càng lúc càng mê mẩn thì đại đạo của họ cũng cộng minh theo đạo tràng quanh thân học sinh hiển hiện, hiện từng pháp tắc chuyển động đan sen biện thành đại đạo của họ. Đại đạo cũng thì uốn cong lúc hì giãn ra, lực lượng đại đạo như nước suối tuôn ra, lực lượng đại đạo liên miên chảy vào cơ thể học sinh, nhiều học sinh trong đạo tràng toàn thân thoải mái. Nghe bài trong đạo tràng lĩnh ngộ càng nhiều thì thu hoạch càng lớn, được lực lượng đại đạo cũng càng mạnh, mở ra đại đạo càng dễ dàng. Học sinh nghe bài trong đạo tràng lần lượt dẫn tới đại đạo cộng minh, mỗi người cộng minh mạnh yếu khác nhau, thu hoạch cũng khác học sinh bên ngoài đạo tràng sẽ không có loại đại đạo cộng minh này. Muốn đại đạo cộng minh thì khi nào ở trong đạo tràng mới có thu hoạch đó, dù sao không thể tùy tiện khiến đại đạo cộng minh, nó cần thiên thời địa lợi. Túng thiên thiếu chủ giảng càng lúc càng điệu, ngày càng nhiều học sinh tham gia. Đa số học sinh bách đường vào đạo tràng, học sinh thánh viện cũng kéo nhau vào khá đông, nhiều học sinh đế phủ đi vào. Một số học sinh không tham gia có lẽ vì mang thủ với túng thiên thiếu chủ, hoặc vì thiên phú siêu cao, thực lực cực mạnh dù vậy khi túng thiên thiếu chủ giảng đến cuối bài đã có hơn phân nửa học sinh thiên thần học viện vào đạo tràng nghe gã giảng bài túng thiên thiếu chủ chậm rãi nói đại đạo kỳ diệu có trăm ngàn vạn cách nói khải hàng lão sư chỉ là ra cho mọi người một con đường trong đạo hải minh mông cuối cùng túng thiên thiếu chủ trình bày xong đại cương của cổ khải hàng túng thiên thiếu chủ nói xong trong đạo tràng rộ lên tiếng sấm tư tông thần tử lục kiếm thiều hoàng trước tiên vỗ tay đứng lên hoan hô giảng hay quá tư tông thần tử, lục kiếm thiểu hoàng cố ý muốn cỗ vũ. Các học sinh đều vỗ tay vì túng thiên thiếu chủ giảng hay thật, thêm vài năm nữa không chừng gã sẽ có tư cách trở thành lão sư, của thiên thần học viện. Vù vù. Cùng lúc đó, tường đạo sau lưng túng thiên thiếu chủ sáng lên. Rào rào. Thanh âm như dậy sóng, đạo văn trên tường đạo hóa thành sóng ngợn từng đợt nối nhau. Ong ong. Đạo văn đan sen hóa thành một đóa hoa đại đạo, khi sóng trên tường đạo lặn xuống thì vang hai tiếng bóc bóc đóa hoa đại đạo nở hai cánh hoa, nhìn hoa đại đạo để lại hai cánh hoa trên tường đạo, học sinh hét to, hoa đại đạo hai cánh hoa, tiếng kinh thán rộ lên, túng thiên thiếu chủ giỏi quá, thêm hai năm nữa là có thể ở lại hâm giáo rồi, nhiều học sinh phụ họa, đúng rồi, túng thiên thiếu chủ có thể làm lão sư, túng thiên thiếu chủ để lại ba chữ vương huyền cực trên hoa đại đạo, đây là tên của gã, túng thiên thiếu chủ cười nói, nói ra thật xấu hổ, ta nói chưa được tốt không thể truyền đạt thuyên thuật ảo diệu của Ngâm Thiên Tiên Đế đầy đủ. Người đã nói rất tốt, một thanh âm tràn đầy đạo vận vang lên, nếu ngươi nhập đạo sớm hơn vài năm không chừng đã đuổi kịp ta. Một người đạp không tới, khí vũ hiên ngang, siêu thoát thong dong. Người đó như sĩ tử bước ra từ trong tranh, quy khí khó tả, ưu nhã không thể tả xiết. Từng cử chỉ không có khí thế khiếp người nhưng đầy hơi thở tôn quý. Dù nam nhân không dùng khí thế đè người nhưng khi ngươi đứng trước mặt người đó thì sẽ nghiêm nghị, đứng thẳng dậy nhiều tiếng hoan hô vang lên, khải hàng lão sư. Tất cả học sinh trong đạo tràng đứng dậy, có học sinh kêu lên. Một số học sinh mê đắm nhìn cổ khải hàng phong thái vô song muốn chảy nước miếng. Khải hàng lão sư đẹp trai quá, không chỉ là thiên tài số một thiên thần học viện chúng ta, còn là chàng đẹp trai nhất thiên thần học viện. Chuyện đám học sinh thiên thần học viện thích cổ khải hàng chẳng phải bí mật gì, dù sao mẫu người rồng phượng trong cõi người như, gã đi đến đâu cũng sẽ hấp dẫn chú ý, Biết bao thiếu nữ vừa gặp đã trao chọn con tim cho thiên tài như cổ khải hàng. Thấy cổ khải hàng đến, một số học sinh cao hơn mấy giới thở dài, lòng đầy phức tạp, cổ khải hàng. Trong thiên thần học viện bình thường 3, 4 năm là tốt nghiệp trời trường, cũng có học sinh tự nguyện ở lại đào tạo sâu. Thiên thần học viện có điều kiện nhất định với mẫu học sinh này. Lần này cổ khải hàng dạy học trong đạo chẳng khiến nhiều học sinh lớp lớn đều đi ra, bọn họ muốn xem thử có nên nghe gã dạy học không. Trong Thiên Thần Học Viện, cái danh thiếu niên vương Cổ Khải Hàng như sấm bên tai, ai chẳng biết tiếng gã. Thượng thần trẻ tuổi nhất, thiếu niên thiên tài có cơ hội trở thành cổ thần nhất. Bên ngoài đạo tràng, nhiều học sinh từng cùng giới với Cổ Khải Hàng đều cảm khái thở dài. Học sinh bọn họ còn ở lại Thiên Thần Học Viện đào tạo sâu, Cổ Khải Hàng thì không chỉ trở thành thượng thần bảy đồ đằng, còn là lão sư có tiềm lực nhất, thiên phú nhất Thiên Thần Học Viện, so sánh kéo giãn khoảng cách hai bên, không trách đám học sinh cùng giới hoặc cao hơn Cổ Khải Hàng mấy giới rất là cảm khái. Khi cổ khải hàng bước vào đạo tràng thì học sinh đứng bên ngoài như thủy triều ùa vào. Học sinh đế phủ lúc trước cao ngạo đứng bên ngoài đạo tràng cũng vào trong, ngồi xuống chuẩn bị nghe cổ khải hàng giảng bài. Trong nháy mắt đạo tràng đông đúc biển người. Học sinh ba học đường thiên thần học viện đều vào đạo tràng nghe giảng, ít có học sinh đế phủ, thánh viện, bách đường nào không vào trong. Không chỉ học sinh ba học đường ngồi nghe giảng, một số học sinh lớp lớn cũng vào trong. Đám học sinh lớp lớn này có một số là học sinh thiên tài ở, lại tiếp tục đào tạo sâu, một số học sinh vốn là thượng thần. Những học sinh lớp lớn hứng thú dã rời khi Túng Thiên thiếu chủ giảng bài, dù sao gã chưa tới trình độ bọn họ muốn. Sau khi Cổ Khải Hàng đến, thì những học sinh lớp lớn ở lại đào tạo sâu phần lớn ngồi xuống, vì bọn họ có nghe đại cương Túng Thiên thiếu chủ nói, cảm thấy bài của Cổ Khải Hàng đáng để nghe. Nhìn người đông đúc, Tư Tông thần tử cảm thán rằng, sức hấp dẫn của Khải Hàng lão sư đúng là lớn lao, số người nghe giảng nhiều không thua gì những lão sư kinh nghiệm lâu năm trong học viện giảng bài, túng thiên thiếu chủ nói, lão sư lĩnh ngộ đại đạo hơn xa nhiều thượng thần, chẳng qua lão sư hơi trẻ tuổi, cho lão sư lắng động thêm vài năm là có thể bắt kịp lão sư kinh nghiệm lâu hoặc vượt qua, tương lai lão sư nhất định sẽ trở thành cổ thần, thành tựu của lão sư không phải ai đó lai lịch không rõ sánh bằng. lục kiếm thiều hoàng hừ lạnh một tiếng, hừ, lão sư giảng bài chắc chắn xuất sắc tuyệt vời, sẽ đánh bại họ lý. lục kiếm thiều hoàng lạnh lùng nói, chờ họ lý lên đài mất mặt đi bằng vào hắn mà có tư cách so tài với khải hàng lão sư. Không biết tự lượng sức mình. Lục kiếm thiểu hoàng đã hoàn toàn trở lại với lý thất dạ nên gã bất chấp, không có gì không dám nói. Tư tông thần tử, túng thiên thiếu chủ thì giữ kẻ hơn lục kiếm thiểu hoàng, hai người chỉ cười. Túng thiên thiếu chủ mỉm cười nói, lần này lão sư chắc chắn nhất minh kinh nhận, chờ xem đi, sẽ có kịch vui xem. Túng thiên thiếu chủ cười đầy bí hiểm. Cổ khải hàng đứng trên bục giảng nhìn đám học sinh đông đúc trước mắt, gần đây khải hàng bế quan tham đại đạo có điều ngộ lĩnh ngộ chút ít không dám tự tham khảo tâm đắc nên lấy ra chia sẻ cùng mọi người cổ khải hàng chậm rãi nói lần này giảng pháp diễn cũng là vấn đề chúng ta thường gặp khi tu luyện là hạch tâm liên quan tới diễn hóa trung cực ảo diệu đại đạo cổ khải hàng từ từ kể ra gã mơ miệng liền phun chân ngôn đạo hóa vạn pháp cổ khải hàng mới giảng không lâu thì tiếng vù vù vang lên đại đạo ngân cùng vạn pháp chìm nổi trong thời gian ngắn nội dung cổ khải hàng giảng hấp dẫn nhiều học sinh lớp lớn hay lớp dưới đều như nhau. Những học sinh cùng giới hoặc cao hơn cổ khải hàng, mấy dưới đều bị nội dung gã giảng bài hấp dẫn, ngồi xuống đạo tràng. Chỉ có số ít học sinh đứng ngoài đạo tràng xem, bọn họ đều có lý do không đi vào ngồi. Có lão sư thiên thần học viện xuất hiện, mấy lão sư đến toàn là lão sư trẻ tuổi. Có một lão sư gật gù khen, nói hay lắm. Lão sư này vào đạo tràng ngồi nghe cổ khải hàng giảng bài. Xem mấy vị lão sư ngồi xuống, đám học sinh đứng bên ngoài đạo tràng kinh thán khâm phục nói, nhóm chu lão sư cũng tới cổ khải hàng giảng hay thật cổ khải hàng là thiếu niên thiên tài thiên phú cao khiến người thán phục nhưng cổ khải hàng còn trẻ mới là thượng thần bảy đồ đằng đổi lại chỗ khác thì thượng thần bảy đồ đằng là tràn đầy ghê gớm nhưng chẳng là gì trong thiên thần học viện lão sư thiên thần học viện kém nhất cũng cỡ người đồ đằng trở lên hơn nữa lão sư trẻ tuổi ở lại thiên thần học viện nhâm giáo có ai không phải thiên tài tuyệt thế dù bọn họ không kinh diễm bằng cổ khải hàng nhưng vẫn là thiên tài tuyệt thế các thượng thần chưa chắc kém hơn gã. Bởi vậy cổ khải hàng giảng bài, lão sư thế hệ trước sẽ không đến nghe giảng vì gã chưa đến độ cao đó. Lão sư trẻ tuổi cùng lắm ôm thái độ xem chơi, chưa chắc vào đạo chẳng nghe. Bây giờ mấy vị lão sư trẻ tuổi ngồi vào đạo chẳng nghe giảng chứng minh cổ khải hàng, dạy hay thật, rượu không thể tả. Nội dung cổ khải hàng dạy làm lão sư cùng đẳng cấp cũng bị hấp dẫn, chịu ngồi xuống ghế nghe. Học sinh cao hơn cổ khải hàng một giới ở lại thiên thần, thư viện tiếp tục đào tạo sâu nghe đến đây mở miệng khen, Cổ Khải Hàng đã chuẩn bị đầy đủ, lần này hắn lấy được Hoa Đại Đạo năm cánh không thành vấn đề. Đúng, đáng giá ngồi vào nghe. Học sinh khác cùng giới với Cổ Khải Hàng gật đầu nói, tiếc rằng ta tu luyện là đại đạo ôm nhất, nếu không ta cũng suy xét về pháp diễn mà hắn nói. Nói tới đây học sinh hơi tiếc nuối. Có một học trưởng thấy học sinh nghe say sưa thì hỏi, tại sao học đệ không vào ngồi nghe? Hừ, ta và Cổ Khải Hàng là trời sinh đối thủ một mất một còn, lúc xưa đánh một trận rồi nước lửa không dung. Học sinh hừ lạnh một tiếng, nhưng công nhận Cổ Khải Hàng lần này nói rất hay, lão sư tên Lý Thất Dạ của thư phòng không đấu lại Cổ Khải Hàng, Lý Thất Dạ thua chắc. Học sinh này và Cổ Khải Hàng là kẻ thù sống chết, gai mắt nhau nhưng học sinh này phải công nhận gã dạy quá hay. Học sinh cao hơn Cổ Khải Hàng một giới gật gù tán thán, "Đúng, nội dung lần này của Cổ Khải Hàng khó thể soi mói, với tuổi tác của hắn có thể nói là tiềm lực vô cùng. Nhiều lão sư thế hệ trước so với Cổ Khải Hàng cũng bị lu mờ." Thiên phú của Cổ Khải Hàng chỉ có nhân thánh là ngang ngửa, hắn lĩnh ngộ đại đạo còn hơn cả nhân thánh. Về tư chất nhân thánh không bằng Cổ Khải Hàng, chẳng qua nhỏ có huyết thống tốt. Học sinh đối địch với Cổ Khải Hàng nói, ta rất dành Cổ Khải Hàng, hắn dám đánh một trận với người tức là đã chuẩn bị đầy đủ, nắm chắc tuyệt đối. Học sinh này từng thua trong tay Cổ Khải Hàng nên hiểu gã sâu sắc, lão sư Lý Thất Dạ liều lĩnh nhận khiêu chiến của Cổ Khải Hàng là thất sách, hắn không biết rõ Cổ Khải Hàng. Lần này hắn quyết đấu với Cổ Khải Hàng thì thua chắc. Nếu Lý Thất Dạ thua Cổ Khải Hàng tuyệt đối không cho hắn dễ dàng xuống đài, có lẽ sẽ bị nhục nhã. Học sinh này nghe nội dung Cổ Khải Hàng giảng bài liền biết lão sư tên Lý Thất Dạ xuôi rồi. Nếu để Cổ Khải Hàng thắng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không an toàn rút ra được, chỉ sợ sẽ bị Cổ Khải Hàng nhục nhã, thậm chí rất có thể không làm lão sư được nữa. Học sinh lớp lớn gật đầu nói, Cổ Khải Hàng định lập uy đây, chỉ có thể nói Lý Thất Dạ xui xẻo rơi vào tay Cổ Khải Hàng. Cổ Khải Hàng miệng phun hoa sen, nói hoa mỹ, mặt đất tuôn ra suối vàng, đạo là gốc vạn pháp, vạn pháp là diễn tu hành. Công nhận cổ khải hàng nói quá tốt. Ông ông. Tất cả học sinh trong đạo tràng tỏa ánh sáng, đại đạo của họ diễn biến, lực lượng tại hạ bằng bạc tuôn ra như suối phun, tình hình rất đồ sộ. Cổ khải hàng niệm phun hoa sen khiến đạo văn trên tưởng đạo hóa thành đại dương minh mông. Tất cả học sinh cảm giác mình đang ngồi trong đạo hải nghe đạo tham thiền, lực lượng đại đạo toàn thân cực kỳ hùng hồn. Trong thời gian ngắn bọn họ thông đạt vạn pháp, có thể phát huy công pháp đến cực hạn. Ầm. Um. Vang tiếng nổ điếc tai, bài học nói xong, tường đạo tuôn ra ánh sáng đại đạo hùng hồn, đạo văn như sóng to dây lên cao. Ầm um, ầm. Um. Khoảnh khắc Cổ Khải Hàng nói xong, đại đạo vô cùng vô tận trong đạo tràng bắn lên cao. Tất cả học sinh cùng đại đạo cộng minh, một đại đạo như thác đổ xuống, lực lượng đại đạo như biển cả tràn ngập nguyên đạo tràng, trường hợp này quá đồ sộ. Bài giảng của Cổ Khải Hàng diễn biến ảo diệu đại đạo khiến lực lượng đại đạo trong đạo tràng dao động điên cuồng. Pháp tắc đại đạo trở nên cực kỳ sống động, đây là đạo chẳng công nhận gã. Cổ Khải hàng đã lấy được tinh túy pháp diễn. Bóc bóc bóc. Trên tường đạo hiện một đóa hoa đại đạo, các cánh hoa nở ra, hoa đại đạo nở sáu cánh hoa. Vù vù. Hoa đại đạo có sáu cánh hoa tỏa ánh sáng nhạt xếp hàng. Nhìn hoa đại đạo sáu cánh hoa, học sinh kinh kêu. Sáu cánh hoa. Chủ lão sư khẽ thở dài, Khải hàng huynh ghê gớm thật, lần trước ta giảng đạo chỉ có bốn cánh hoa. Chủ lão sư cảm thán rằng thực lực của Khải Hàng Huynh sắp đuổi kịp các vị nguyên lão học viện rồi. Mấy vị lão sư nghe giảng để tán thán, công nhận thành tựu của cổ Khải Hàng. Với tuổi của cổ Khải Hàng mà được hoa đại đạo sáu cánh hoa, cho gã lắng động thêm vài năm là có thể bắt kịp tồn tại như tề lâm tiên vương. Khải Hàng lão sư nói hay quá. Trong đạo tràng rỗ lên tiếng vỗ tay như sấm mùa xuân, tất cả học sinh vỗ tay. Học sinh trong đạo tràng hết sức hưng phấn, bọn họ nhiệt liệt công nhận cổ Khải Hàng. Vì bài giảng của gã cho mọi người thu hoạch rất phong phú, học sinh trong đạo chẳng siêu hưng phấn, bao nhiêu người hét to, Khải Hàng lão sư là tấm gương của chúng ta. Có học sinh mượn cơ hội này hét chói tai với cổ Khải Hàng, tỏ tình luôn, ta yêu Khải Hàng lão sư. Khải Hàng lão sư quá thần kỳ, chắc chắn sẽ đánh lý thất dạ lão sư tơi bời. Mấy lão sư nghe giảng rất là cảm thán. Chủ lão sư cười trêu, chúng ta không được yêu thích bằng Khải Hàng huynh, xin đi trước. Cổ Khải Hàng vẫn phong độ phiên phiên, không hấp tấp, khiến đám người phục sát đất. Đa tạ mọi người yêu. Cổ Khải Hàng giảng có gì không hay mong mọi người thứ lỗi cho. Không khí trong đạo tràng nóng bỏng, vô số học sinh hét chói tai vì Cổ Khải Hàng, khen gã, thanh âm át nhau, qua một lúc sau mới lặng xuống. Cổ Khải Hàng để lại chữ Cổ Khải Hàng trên hoa đại đạo, điều này đáng giá gã để lại tên mình. Cổ Khải Hàng đi xuống bục giảng, thong dong quý khí cười nói, tiếp theo là lúc thất dạ huynh phát huy, Khải Hàng xin rửa tai lắng nghe. Nghe Cổ Khải Hàng nói, học sinh đạo tràng lập tức đứng dậy rời khỏi đạo tràng đạo tràng như bờ cắt sau khi thủy triều rút đi một mảnh trống trơn không bóng người không thể trách học sinh bạc nghĩa dù sao lý thất dạ chưa từng dạy bài học trong thiên thần học viện mọi người không biết trình độ của hắn thế nào dù muốn nghe hắn dạy cũng ôm thái độ đứng xem hơn nữa nhiều học sinh không hứng thú với đề bài đạo tâm bọn họ cho rằng thứ như đạo tâm hư vô mờ mịt không giúp ích gì cho việc tu hành trong đạo tràng một mảnh tĩnh lặng không có học sinh nào chịu ở lại đối lập rõ ràng với bài giảng của cổ khải hàng không khí náo nhiệt thấy đạo tràng không bóng người dù có học sinh muốn vào cũng do dự dù sao trước mắt bao người một mình đi vào đạo tràng thì quá bắt mắt có người vào trong không đạo tâm bình thường có gì hay mà nghe lục kiếm thiểu hoàng lạnh lùng cười học sinh bách đường chúng ta không hứng thú với bài giảng như vậy lục kiếm thiểu hoàng nói câu đó không chỉ cho mình nghe cũng là nói với học sinh bách đường nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha